Dương Nghị Vân từ chúng thần vực ra tới, liền đem vân môn thần cảnh từ âm thầm phóng tới chỗ sáng, hơn nữa định ra phi thăng sơn đông mới là vân môn thần giới căn cơ, phát ra hào ngôn ngàn năm lúc sau thảo phạt 33 thiên điện. Kỳ thật cũng là một loại thử, ai biết chỉ chớp mắt ngàn năm thực mau đã đến, nhưng từ đầu đến cuối 33 thiên điện đều không có bất luận cái gì phản ứng, hoặc là nói đế tôn đều không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ là có người nhìn đến rất nhiều bên ngoài 33 thiên điện đệ tử tất cả đều lục tục phản hồi. Không có bất luận cái gì động tĩnh, này ngược lại không phải cái gì chuyện tốt. Ngàn năm chi kỳ tới, Dương Nghị Vân xuất quan. Ngày này vân môn thần cảnh thứ 9 tầng, Dương Nghị Vân triệu hoán thỏ ra cùng linh một, tiểu phượng hoàng, điêu nhi, nghé con, cá trạch, vân lôi thú, hầu đậu đậu, thu nhi, tuyết hương, mai tỷ, huyết anh. Tất cả đều triệu tập ở bên nhau thương nghị thảo phạt 33 thiên điện việc. Đương nhiên trước mắt những người này nhưng đều là hợp đạo cấp bậc tồn tại, chính là vân môn thần cảnh cường đại nhất cường giả, hoặc là nói phóng tới toàn bộ thần giới đi nói vun vào nói trình tự cũng đều là chí cường giả. Thương nghị vấn đề, là muốn hay không mang theo những người khác đi, vẫn là nói liền toàn bộ hợp đạo cấp bậc đi trước. Dương Nghị Vân hỏi thỏ ra nói, đế tôn lão nhi tại đây ngàn năm chung nhưng có phản ứng gì? Không có bất luận cái gì phản ứng, trừ bỏ một ít bên ngoài môn đồ trở lại 33 thiên điện ở ngoài, đến nay đều không có bất luận cái gì phản ứng. Thỏ ra trả lời. Này đến lúc đó không hướng đế tôn tác phong a, ta đều nói thẳng muốn đánh thượng hắn hang ổ đi, như thế nào sẽ không phản ứng đâu. Dương Nghị Vân buồn bực nói. Thỏ ra trên mặt ngưng trọng nói, đây cũng là ta lo lắng nhất địa phương, nghìn năm qua 33 thiên điện quá mức bình tĩnh, đây là thực không bình thường. Dựa theo thiên tộc 33 thiên điện dưới tỏa thế lực ương ngạnh kiêu ngạo, không nên như thế. Chẳng lẽ là chúng ta nhiều rất nhiều hợp đạo cấp bậc tin tức để lộ tiếng gió, đế tôn túng. Dương Nghị Vân nói, hẳn là sẽ không, mọi người đều không có đi ra ngoài quá, ngàn năm đều ở vân môn thần cảnh đợi, lẽ ra không nên để lộ tiếng gió, đến nỗi nói đế tôn sẽ túng kia càng không thể, sợ là có khác cái gì tính kế. Thỏ ra phe phẩy đầu nói, Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng là, mở miệng nói, mặc kệ, một trận chiến này vô luận như thế nào đều phải đánh, cùng đế tôn lão nhi chi gian cần thiết phải có cái kết thúc. Dựa vào ta xem, sở hữu tu vi đạt tới thiên đạo cấp bậc tất cả đều mang lên, 33 thiên điện suốt một cái kỷ nguyên tích lũy nội tình quả quyết không ngừng mặt ngoài về điểm này người, cho dù là cường giả số lượng, cũng tuyệt đối không chỉ có cái thiên thánh điện. Thỏ ra nói, Dương Nghị Vân gật gật đầu, ta cũng là cái này ý tưởng, vậy làm sở hữu thiên đạo cấp bậc tham chiến. Hơn nữa ở đây mọi người, hẳn là đủ rồi, chỉ cần không xuất hiện thánh nhân, ta liền có tin tưởng làm chết đế tôn, phá hủy hắn 33 thiên điện. Nếu xuất hiện thánh đạo tồn tại, đến lúc đó liền giao cho ta, nhưng nếu là không có thánh đạo xuất hiện, bởi vì có chút nguyên nhân ta là không thể ra tay, bất quá, ta cho ngươi đề cử một người, đến lúc đó ngươi mang theo trên người, nàng tu vi đã bước vào nửa thánh cảnh giới, hoặc là nói nàng bản thân chính là thánh đạo người. Linh một mở miệng nói chuyện. Dương Nghị Vân vừa nghe Linh Một nói như vậy, trong lòng thật đúng là tò mò lên nói, người nào? Liền ở vân môn thần cảnh một chỗ sơn cốc, Linh vừa nói. Dương Nghị Vân suy tư một chút, vân môn sở hữu cường giả đều ở đại điện, còn có cái càng cường đại người. Ở vân môn một chỗ sơn cốc, hắn bỗng nhiên nhớ tới một người tới, nhìn về phía Linh Một đạo, người không phải là nói. Mầu thần nương nương đi. Đúng là, Linh gật đầu một cái. Dương Nghị Vân bừng tỉnh, nhưng cũng ở trong dữ liệu, năm đó hắn nhìn thấy Mầu Thần Nương Nương thời điểm, liền biết Mầu Thần Nương Nương là trở về thánh đạo tu luyện giả, chỉ là tu vi không có khôi phục thánh đạo mà thôi. Cho tới nay Mầu Thần Nương Nương đều cho hắn thực thần bí cảm giác, đương nhiên cũng thực thân thiết, năm đó đi thần giới cơ gia, hắn thỉnh Mầu Thần Nương Nương ra quá một lần tay, đó là nhất chiêu nháy mắt hạ gục địch nhân, hầu hạ Mầu Thần Nương Nương liền vẫn luôn lưu tại vân môn thần cảnh tuyển một chỗ sơn cốc tu luyện. Nếu không phải Linh vừa nói lên, hắn đều thiếu chút nữa quên mất Mầu Thần Nương Nương cái này cường giả tồn tại. Dựa theo Linh một nói, Mầu Thần Nương Nương đã là nửa thánh giai đoạn, kia chẳng phải là nói nàng có hợp đạo 5 tầng thực lực. Chính là ngẫm lại Mầu Thần Nương Nương nếu có thể hỗ trợ, đó là tốt nhất, nhưng mấu chốt lấy hắn đối vị này Nương Nương đại lão hiểu biết, muốn cho nàng hỗ trợ đánh nhau phỏng chừng không diễn. Cười khổ một chút Dương Nghị Vân nói, sợ là thỉnh bất động vị nào Nương Nương a. Ta cùng nàng nhận thức thời điểm, liền không có nói qua làm nàng cấp vân môn bán mạng a. Linh một từ từ nói, Thánh Thiên Đế 36 trong cung, có một cung đó là Mầu Thần Cung,
trên thực tế Thánh Thiên Đế dưới tòa 36 cung cơ bản đều kém không đều sắp hội tụ tề. Ngươi đi tìm nàng, cho nàng một giọt bất lão tuyền, nàng có lẽ có thể khôi phục một ít ký ức, đến lúc đó tự nhiên sẽ hỗ trợ. Khụ khụ khụ. Dương Nghị Vân nghe xong Linh Một giảng thuật, kịch liệt ho khan lên, mặt già đỏ bừng. Cứ việc hắn không thừa nhận chính mình là Thánh Thiên Đế chuyển sinh giả, trên thực tế hắn cũng không có bất luận cái gì ký ức, nhưng là sự thật như thế, hắn chính là Thánh Thiên Đế chuyển sinh giả, hơn nữa dựa theo Thánh Thiên Đế nữ nhân tính, hai đại thiên hậu, 36 cung thánh mẫu, hiện tại dựa theo Linh Một nói, 36 cung đều mau ở hắn bên người gặp nhau đầy đủ hết. Không thừa nhận đều không được a, vận mệnh chú định nếu là không có kiếp trước nhân quả, nào có hiện tại hắn bên người này đó cường đại thần thú dị thú Linh Một, bất lão tuyền, bảy đại thánh cảnh cùng Thánh Thiên Cung Điện vân vân. Hiện giờ dựa theo Linh Một nói, mầu thần nương nương cư nhiên cũng có thể là 36 vị thánh mẫu chung một vị. Chuyện này, Dương Nghị Vân chính là trong lòng đều có điểm chột dạ. Cũng may rất nhiều người đều không có khôi phục ký ức, đều vẫn là chính bọn họ. Nhưng là mầu thần nương nương xem ra hắn đích xác mau chân đến xem. Sự tình định ra sau, Dương Nghị Vân làm thỏ ra ngăn cản người, chuẩn bị đi ra ngoài, mà hắn còn lại là đi tìm mầu thần nương nương. Dung Linh Một nói, vị này nương nương có khả năng đã khôi phục một ít ký ức, đến lúc đó hắn cấp mầu thần nương nương một giọt bất lão nước suối, nàng tự nhiên có thể khôi phục càng nhiều ký ức, là có thể giúp hắn. Đối với đế tôn Dương Nghị Vân vẫn là thận trọng, lúc này mới tấn công 33 thiên điệt, tuy rằng hắn tin tưởng 10 phần, cần phải mang theo vân môn sở hữu cao tầng cường giả tiến đến nhân gia hang ổ liều mạng, chung quy vẫn là muốn lo lắng nhiều một ít an toàn vấn đề, đều là hắn thân cận người, tự nhiên không hy vọng có tổn thất. Ở một cái trọng điểm nguyên nhân là, thỏ ra cùng Linh Một sợ đế tôn cùng Tu La tộc có liên quan, đến lúc đó nhưng đừng cống ngầm lật thuyền, nếu bên người có thể thêm một cái nửa thánh cường giả, tự nhiên là một đạo bảo hiểm. Thực mau hắn tới rồi mầu thần nương nương tu luyện sơn cốc, hít sâu một hơi hô, Dương Nghị Vân tiến đến bái kiến nương nương. Đây chính là tiểu tử ngươi địa bàn, còn dùng như thế khách khí sao, vào đi. Thực tới mầu thần nương nương thanh âm vang lên, mang theo như vậy một tia trêu chọc. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười, lúc này mới đi vào sơn cốc. Đối với mầu thần nương nương vị này đại lão hắn chính là từ đáy lòng đều mang theo tôn kính, không khác liền bởi vì lúc trước nhân gia giúp quá hắn. Chỉ là hiện tại sao, hắn cảm giác trong lòng rất quái. Dựa theo Linh Một nói, mầu thần nương nương chính là 36 cung chi nhất a. Chẳng phải là nói, ở khai thiên thời đại ở Thánh Thiên Đế kia một đời, cũng là hắn nữ nhân. Đáy lòng có chút xấu hổ đồng thời Dương Mẫu Nhân còn có như vậy một tia mạc danh hưng phấn. Vị này nương nương đại lão, thật là từ nhận thức nàng đến bây giờ, ở Dương Nghị Vân trong lòng đều có điểm đặc biệt. Dương Nghị Vân tới tìm mầu thần nương nương kỳ thật trong lòng vẫn là không tự tin, cũng không biết nàng có thể hay không hỗ trợ, nhưng là hắn cần thiết muốn tới, ai làm vị này đại lão là cường giả đâu. Mặc kệ nói như thế nào, đối vị này nương nương đại lão Dương Nghị Vân là muốn tôn kính. Liền xem có thể hay không thuận lợi thỉnh hắn rời núi, nếu là thật sự không được, hắn cũng chỉ có thể nghe Linh Một kiến nghị, cấp nương nương đại lão bất lão tuyền, hoặc là nói sinh mệnh nước suối. Tóm lại Dương Nghị Vân trong lòng là có như vậy một chút xấu hổ. Nói đến cùng, mặc kệ hắn có nhận biết hay không, đều là hắn kiếp trước kiếp này tạo nghiệt a. Thực mau hắn tới rồi sơn cốc chỗ sâu trong tầm mắt một cái tiểu viện xuất hiện, không hoa lệ, chính là cỏ cây dựng mà thành. Hơn nữa liền một tòa phòng ở, có cái rào che tiểu viện, trồng trọt một ít hoa hoa thảo thảo. Đây là mầu thần nương nương thanh tu nơi. Hắn đi tới thời điểm, liền nhìn đến mầu thần nương nương ở tiểu viện đùa nghịch súp lơ. Dương Nghị Vân cười cười nói, nương nương đã lâu không thấy. Ha ha, tiểu tử ngươi là có chuyện gì nhi đi. Mầu thần nương nương cũng không ngẩng đầu tiếp tục hầu hạ nàng hoa cỏ nói. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười. Ta này không phải từ chúng thần vực trở về, liền tới xem nương nương ngài sao, chính là đến xem ngài, nhìn xem ngài này tiểu viện còn cần cái gì, ta cho ngài thêm vào. Miệng lưỡi trơn tru, đều trở về ngàn năm mới nhớ lại tới xem ta. Có sự nói sự, không có việc gì cút đi. Vị này nương nương chính là một chút mặt mũi đều không cho Dương Mẫu Nhân. Dương Mẫu Nhân xấu hổ một chút nói, kỳ thật đi, muốn nói không có việc gì đi. Vẫn là có chuyện thỉnh nương nương hỗ trợ. Mầu thần nương nương tiếp tục đùa nghịch hoa cỏ, không hé răng. Dương Nghị Vân đơn giản nói, ta muốn đi tấn công 33 thiên điệt, muốn tìm đế tôn lão nhì báo thù,
giải quyết ân oán, còn thỉnh nương nương tương trợ. Ha ha, Mầu Thần cười lạnh, không rảnh, cũng không ngẩng đầu lên. Dương Nghị Vân trong lòng cái này buồn bực a, vị này đại lão từ đầu đến cuối liền không thấy quá hắn liếc mắt một cái, một chút mặt mũi cũng không cho. Cấp cái mặt mũi được không? Dương Mỗ Nhân bắt đầu ra mặt dày. Không cho, đều nói lão nương không rảnh, người hiện tại cũng là đường đường hợp đạo 4 tầng tu vi, lại mang về một đại bang cao thủ, tìm ta làm không có gì. Nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái không ít, tiểu tử ngươi nào mát mẻ nào ngốc đi, lúc trước cùng ngươi nói tốt, chúng ta chi gian chỉ là lẫn nhau hỗ trợ, hơn nữa lão nương cũng giúp quá ngươi, lại nói tiếp đến bây giờ ngươi cũng chưa cho lão nương ta làm cái gì, nhiều nhất lão nương ta chỉ là ở tại ngươi nơi này mà thôi, cho nên a, đừng tìm ta. Mầu Thần nương nương là chút nào đều không cho mặt mũi. Dương Nghị Vân là không có cách, vốn đang nghĩ không khẩu Bạch Nha, có thể thỉnh nàng rời núi hỗ trợ, hiện tại xem ra là không thể thực hiện được. Chỉ có thể dựa theo Linh vừa nói làm. Cắn răng một cái trong lòng vừa động, một giọt màu lục đậm bất lão nước suối xuất hiện ở lòng bàn tay. Tức khắc toàn bộ sơn cốc đều tràn ngập cường đại sinh cơ chi lực, trong tiểu viện hoa cỏ điên cuồng. Trường cái, nở hoa nở hoa. Vẫn luôn đều không có ngẩng đầu xem qua Dương Nghị Vân liếc mắt một cái Mầu Thần nương nương, rốt cuộc bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt tỏa ánh sáng chăm chú vào Dương Nghị Vân bàn tay thượng. Tiểu tử, đây là, ngươi lần trước cho ta cái loại này giọt nước. Không đúng, không phải lần trước cái loại này, cái này cư nhiên chất chứa đạo ý, sinh cơ như thế bồng bột, thiên địa chí bảo a, cấp. Cho ta. Mầu Thần nương nương rốt cuộc thất thố. Dương Nghị Vân nghe Mầu Thần nương nương nói chuyện, trong lòng âm thầm bội phục. Không hổ là Linh một ngụm chung nửa thánh cấp khác cường giả a, một chút liền cảm nhận được bất lão nước suối bất đồng, đích xác hiện tại đây là sinh mệnh chi thủy cực hạn tiến hóa phiên bản, bất lão nước suối. Này ngàn năm chung hắn tự nhiên cũng nghiên cứu một phen, lấy ra này một giọt bất lão nước suối tới, hắn trong lòng kỳ thật đều thịt đau. Phải biết rằng này bất lão tuyền tinh hoa chính là nắm tay lớn nhỏ một chút, nhưng lại là cả ngày thiên hà trung tâm, chỉ cần hắn nguyện ý, là có thể diễn biến ra một cái thiên hà tới. Hiện giờ trên tay này một giọt bất lão nước suối, cũng không phải là lúc trước sinh mệnh chi thủy, giá trị là vô pháp đánh giá, không chỉ có là chữa thương nước thánh, nội loại càng là chất chứa đại đạo, nhưng tìm hiểu sinh cơ đại đạo, đối hắn hơn nữa càng là lực lượng cường đại, là thực lực một bộ phận. Dùng một giọt đều đau mình. Bất quá cũng may bất lão suối nguồn ở trong thân thể hắn, chỉ cần hắn xa xa không ngừng đi hấp thu thiên địa chung sinh cơ chi lực, là có thể không ngừng đi lớn mạnh tẩm bổ bất lão suối nguồn. Mà nói đến cùng Mầu Thần nương nương là người trong nhà, cho nàng cũng không tính mệt. Chỉ là Dương Nghị Vân cảm giác lấy giao dịch phương thức cho nàng, tổng giác trong lòng biệt nữ, nhưng là không có cách, vị này nương nương đại lão chính là ăn này một bộ. Bất quá sao, hắn kỳ thật cũng thực chờ mong, này một giọt bất lão nước suối Mầu Thần nương nương ăn vào sau, thật sự như linh một khu nhà ngôn có thể khôi phục kiếp trước ký ức, đến lúc đó sẽ là gì đó cảnh tượng. Nhất định thực hảo chơi đi. Ngẫm lại hắn là thánh thiên đế chuyển sinh đệ tam thế, mà Mầu Thần nương nương dùng linh một nói lại là thánh thiên đế hậu cung chung 36 cung một vị, đến lúc đó chờ nàng ăn vào bất lão nước suối ký ức khôi phục, có thể hay không hướng hắn khổ nói một câu, thiên đế phu quân a, thần thiếp sốt cuộc chờ đến người a, cùng loại như vậy thông báo. Nghĩ như thế, đảo cũng có ý tứ, chỉ tiếc hắn không có thánh thiên đế bất luận cái gì ký ức, hắn vẫn là hắn, cũng không biết về sau như thế nào cùng vị này nương nương ở chung. Ở Dương Nghị Vân miên man suy nghĩ, phán đoán liên tục hết sức, chỉ nghe Mầu Thần nương nương nói, tiểu tử cho ta, thành giao, lão nương giúp ngươi một hồi. Nói chuyện thời điểm, Mầu Thần nương nương đều là đôi mắt sáng lên. Nàng nãi thánh đạo cường giả, tuy có chút ký ức nhưng là cũng không hoàn chỉnh, thật biết chính mình muốn tu luyện đến thánh đạo không dễ dàng, đầu tiên muốn chứng đạo quả, nhưng lại là không có chút nào manh mối, hiện giờ tu vi nhưng tạp, nửa cái chân bước vào thánh đạo chi cảnh. Chỉ có thể xem như nửa thánh mà thôi. Dương Nghị Vân lấy ra này một giọt sinh cơ bồng bột giọt nước lúc sau, nàng đều cảm giác chính mình nhiều năm bình cảnh đều có buông lỏng, tiểu tử này lấy ra bực này chí bảo, nàng là vô pháp cự tuyệt, đôi mắt tỏa ánh sáng. Vậy một lời đã định, cho ngươi. Dương Mỗ Nhân mang theo ý cười, búng tay vung lên, bất lão nước suối bay về phía Mầu Thần nương nương. Người sau lại là há mồm một ngụm nuốt vào. Tức khắc chỉ thấy thần tài nương nương toàn thân thất thải hà quang đại tác phẩm dựng lên. Hiển nhiên bất lão nước suối lực lượng ở nàng trong cơ thể hiệu quả. Chỉ thấy nàng nhắm mắt tại chỗ, tựa hồ tiến vào nào đó tu luyện trạng thái.
Dương Nghị Vân cũng không đi quấy rầy nàng, liền ở bên người nàng chờ. Vốn đang cho rằng yêu cầu một ít thời gian, nhưng không nghĩ tới chỉ một lát thần thời gian sau, màu thần nương nương toàn thân thất thải hà quang liền tan đi. Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm vào nàng, ngay sau đó chỉ thấy màu thần nương nương mở hai mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Này liếc mắt một cái Dương Nghị Vân từ màu thần nương nương trong ánh mắt thấy được phức tạp chi sắc. Đáng tiếc chính là, cũng không gặp nàng tu vi có điều đột phá. Vừa muốn mở miệng hỏi nàng bất lão tuyển công hiệu như thế nào hết sức. Giây tiếp theo làm Dương Mẫu Nhân trăm triệu không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Dương Mẫu Nhân chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên. Bang! Một cái vang dội cái tát vang lên. Ngay sau đó liền nghe được màu thần nương nương mang theo phức tạp oán hận mắng thanh, phụ lòng hán. Dương Mẫu Nhân hoàn toàn mộng bức, theo bản năng bụ mặt, trong lòng kêu to, này mẹ nó kịch bản không phải như thế phát triển a. Nguyên bản cho rằng, màu thần nương nương nếu là ăn vào bất lão nước suối, dựa theo Linh Một nói, khả năng sẽ khôi phục ký ức, hắn vừa mới cũng nghĩ màu thần nương nương khôi phục ký ức sau, còn sẽ khóc lóc kêu hắn một tiếng phu quân thần thiếp sốt cuộc tìm được ngươi linh tinh nói, không nghĩ tới a. Thoạt nhìn vị này nương nương đại lão thật là khôi phục ký ức. Nhưng, hắn chờ tới lại là một cái vang dội cái tát. Trên mặt nóng rát đau a. Phụ lòng hán ba chữ ở bên tai ong ong vần quanh. Cẩu Nhật Linh một người mẹ nó hố ta a. Dương Mẫu Nhân nội tâm điên cuồng gào thét. Lúc này hắn đối mặt màu thần nương nương sắc bén ánh mắt, cảm giác ngay sau đó vị này đại lão sẽ giết hắn không thể, này mẹ nó rốt cuộc sao lại thế này. Lại không phải ta tạo nghiệt. Ngươi muốn tìm xem Thánh Thiên Đế cái kia vương bát đản đi a. Giờ này khắc này màu thần nương nương toàn thân tản mát ra hơi thở rất cường đại, hơn nữa là mang theo sát ý cái loại này, làm Dương Mẫu Nhân trái tim thùng thùng thẳng nhảy, cái trán mồ hôi lạnh ứa ra. Trong khoảng thời gian ngắn Dương Mẫu Nhân đều không còn sớm biết nên làm cái gì bây giờ. Đối mặt màu thần nương nương hắn còn không thể phát hỏa, rõ ràng là hắn không thể hiểu được ăn một kích cái tát, nhưng cố tình trong lòng ủy khuất không dám phát ra tới. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là bất lão tuyền xuất hiện cái gì hắn cũng không biết công hiệu, dẫn phát rồi cái gì biến cố? Hoặc là nói là đối màu thần nương nương sinh ra cái gì không tốt ảnh hưởng? Có phải hay không ảnh hưởng đến màu thần nương nương tu vi? Bằng không nàng như thế nào lớn như vậy hỏa khí? Dương Nghị Vân trong lòng thấp thỏm hết sức, lại là màu thần nương nương gầm lên giận dữ nói, lăn. Ai, được rồi. Cơ hồ là theo bản năng trả lời. Dương Nghị Vân theo tiếng, trực tiếp xoay người liền đi, không đối cơ hồ là dùng chạy. Nhưng đây cũng là hắn hy vọng. Phía trước màu thần nương nương đánh hắn thời điểm ánh mắt, má ơi quá dọa người. Hắn trong lòng thẳng phát mao. Lúc này tức thì rời đi, với hắn mà nói đảo cũng là chuyện tốt. Không thể trêu vào không thể trêu vào. Vẫn là rời đi đi, đến nỗi mời vị này đại lão nương nương hỗ trợ sự, đừng nói nữa. Dương Nghị Vân cảm giác chính mình hiện tại nhiều ở nàng cái này tiểu viện lưu lại một giây, liền nhiều một phần nguy hiểm. Xám xịt về tới thần điện thứ 9 tầng. Linh vừa thấy đến Dương Nghị Vân tiến đến hỏi, như thế nào? Không hỏi còn hảo, này vừa hỏi Dương Nghị Vân trong lòng hỏa khí liền lên đây, hướng về phía Linh giận dữ nói, đều là ngươi ra siêu chủ ý, hại ta bạch bạch ăn một bạt tai tử. Linh nhất nhất lăng, ngay sau đó cười ha ha lên. Ngươi còn cười. Dương Nghị Vân trừng mắt cả giận nói. Này liền đúng rồi, ha ha, xem ra vị nào nương nương đã vang lên một ít việc, việc này thỏa. Linh cười nói. Dương Nghị Vân thẳng trợn trắng mắt nói, thỏa cái rắm. Hắn đều khó được phản ứng Linh một, quay đầu hỏi thỏ ra nói, đều chuẩn bị tốt không có. Thiên đạo cảnh giới trở lên, trừ bỏ lưu lại mấy cái giữ nhà ở ngoài, toàn bộ vân môn thần cảnh thiên đạo cảnh trở lên cường giả toàn bộ tham chiến, công kích 1.100 người. Có thể xuất phát. Thỏ ra nói. Dương Nghị Vân gật đầu nói, vậy xuất phát. Hắn nhìn Linh một đạo, người cũng đi. Vốn dĩ hắn là chuẩn bị lưu lại Linh vừa thấy ra tỏa trấn vân môn thần cảnh, nhưng là hiện tại mời màu thần nương nương hắn cho rằng thất bại, tự nhiên muốn đem Linh vùng thượng. Ta liền không đi, phía trước ta nói rồi, không ra thánh đạo, ta không ra tay, cũng không thể ra tay, đi cũng vô dụng, có Hỗn Nguyên đại thánh ở, không thành vấn đề. Huống hồ vị nào nương nương sẽ đi, điểm này thánh chủ yên tâm đó là. Linh vừa nói. Dương Nghị Vân đối Linh một nói là bán tín bán nghi, nhưng hắn cũng không cưỡng bách Linh một đi theo hắn đi, trừng mắt nhìn Linh nhất nhất mắt không nói chuyện nữa, đối thỏ ra hạ lệnh nói, xuất phát.
đến nỗi Linh vừa nói Mầu Thần nương nương sẽ đi sự, hắn đã không ôm hy vọng, chỉ cầu vị nào nương nương đại lão bị ở trừ hắn cái tát liền hảo. Trên thực tế hắn đối hiện tại thế lực cùng thực lực đã có nguyên vẹn tin tưởng. Nói đến cùng 33 thiên điện đế tôn thế lực chỉ có thể xem như thần giới một phương thế lực mà thôi, cũng không đại biểu toàn bộ. Nếu này một phương thế lực hắn đều đánh không xuống dưới, kia chẳng phải là quá vô dụng. 1000 dư hào tu vi đạt tới thiên đạo cấp bậc trở lên vân môn cường giả, cổ lực lượng này Dương Nghị Vân cho rằng đừng nói một cái 33 thiên điện, liền tính là kéo ra ngoài xưng bá thần giới, cũng đủ. Hắn cũng không cần thiết quá mức cẩn thận. Chân tay có cóng ngược lại chuyện xấu. Đây là cao giai thần linh chi chiến. Đây là quyết định thần giới vận mệnh chiến tranh. Hắn sở đại biểu chính là phi thăng nhất tộc, mà 33 thiên điện đế tôn đại biểu chính là thần giới thiên tộc. Đây là hai cái thật lớn chủng tộc chi gian chiến đấu, cũng là thần giới nhất khổng lồ hệ thống. Thắng bại có thể nói liên quan đến toàn bộ thần giới hướng đi. Hắn thắng được, tắc vì thần giới mệnh bên ngoài thượng chúa tể, phản chi đế tôn nếu là giết hắn, như vậy sau này phi thăng nhất tộc đem hoàn toàn cô đơn. Có thể dự kiến hạ giới phi thăng giả đem sẽ không ở có người có thể phi thăng, tất nhiên sẽ bị thiên tộc hoàn toàn trước đoạn tiến giai phi thăng con đường. Với hắn mà nói chỉ cho phép thắng không được bại. Thề sát đế tôn, lau sạch 33 thiên điện. Làm phi thăng nhất tộc ở thần giới cùng thiên tộc cùng chủng tộc khác giống nhau. Lúc này đây không chỉ có là mối hận cũ vấn đề, càng là hai tộc vận khí chi chiến. Nói không điểm tâm áp lực, đó là giả. Nhưng Dương Nghị Vân biết sớm hay muộn muốn giải quyết, mà hiện tại là lúc. Ra thứ 9 điện, tất cả mọi người ở đợi mệnh. Hắn thấy được đại sư huynh, nhị sư huynh, tiểu sư tỷ cùng sư phụ đám người. Cũng thấy được trước kia hạ giới vân môn phi thăng mà đến cũ bộ. Thậm chí Triệu Nam chờ một chúng nữ nhân đều ở, nhưng đáng tiếc các nàng chung chỉ có số rất ít tu vi đạt tới thiên đạo cấp bậc, bất quá hắn đã sớm an bài quá, lưu lại các nàng giữ nhà, lúc này các nàng là tới cung tiễn. Qua đi chào hỏi lúc sau, Dương Nghị Vân liền xuất phát. Bên người tiểu Phượng Hoàng, Cá Trạch, Điêu Nhi, nghe con từ từ tất cả đều là hợp đạo cấp bậc đội hình cường đại. Mai tỷ nhận lấy 9 đại chân long hóa thành cửu long hoa sen bảo tọa, trở thành Dương mẫu nhân tọa kỵ. Muốn nhiều khí phái liền có bao nhiêu khí phái. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, ngàn hơn người bay vọt ra vân môn thần cảnh. Dương Nghị Vân mang theo vân môn hơn 1000 thần linh cường giả ra hang ổ. Toàn bộ thần giới oanh động. Rất nhiều thế lực đều ở quan vọng. Đối với 10 đại gia tộc cùng tứ đại ngoại đạo thế lực, Dương Nghị Vân không đi tìm hiểu quá, nhưng hắn từ trước đến nay này đó thế lực tất nhiên không phải đèn cạn dầu, lúc này nghĩ đến lúc sau, hắn kêu to thỏ ra bước lên hoa sen tọa giá. Trực tiếp hỏi, thần giới thế lực khác nhưng có cái gì dị động? Linh một tướng tiểu tám bọn họ phái ra đi tìm hiểu, hoặc là nói đi nhìn chằm chằm, cái này yên tâm, nếu có dị động. Tiểu tám bọn họ trở về bẩm báo. Thỏ ra nói. Dương Nghị Vân ngẩn người, trách không được không thấy được tiểu tám bọn họ, nguyên lai sớm đã có an bài, đối với tiểu tám bọn họ 19 danh sinh yêu linh Dương Nghị Vân vẫn là thực yên tâm, 36 phát triển hóa thiên phú lấy giả đánh cháo, là trời sinh tỷ y hát báo nhân tài, như sau hắn yên tâm. Bất quá liền tính đến lúc đó hắn cùng 33 thiên điện khai chiến, những cái đó thế lực chung thực sự có người tham dự tiến vào. Kia cũng không cái gọi là, cùng nhau sát chi. Người hoàng đảo đâu, Dương Nghị Vân lại nghĩ tới Phục Hy thần hoàng dẫn dắt thượng một cái kỷ nguyên phi thăng nhất tộc thế lực tới, lại nói tiếp người hoàng đảo người cũng là hạ giới phi thăng nhất tộc, nhưng bọn hắn lại cũng trước kỷ nguyên người, cùng vân môn này đó cận đại phi thăng nhất tộc vẫn là bất đồng, bất quá lại cũng là cùng tộc cùng nguyên cùng căn, cũng không biết lần này tấn công 33 thiên điện, người hoàng nói người là cái gì thái độ. Trước mắt mới thôi không có bất luận cái gì tin tức. Thỏ ra nói. Ngươi nói bọn họ sẽ tiến đến chi viện chúng ta sao? Dương Nghị Vân hỏi. Khó mà nói, lại nói tiếp là cùng căn cùng nguyên đều là phi thăng nhất tộc, khả nhân hoàng đảo những người đó dù sao cũng là trước kỷ nguyên phi thăng tộc, cùng vân môn thần cảnh người vẫn là không sợ bất đồng, nhưng là dựa theo ta đối người Hoàng Phục Hy hiểu biết, hắn hẳn là sẽ không đứng nhìn bàng quan, chờ xem đó là. Thỏ ra nói. Liền ở hai người nói chuyện hết sức. Dương Nghị Vân cảm nhận được hoa sen tọa giá trên không bỗng nhiên một đạo thần quang sáng lên. Mà 9 đại chân long cũng cảnh giác lên, phải làm ra phản kích. Dương Nghị Vân ngẩng đầu vừa thấy vội vàng hô, đại long dừng tay, phóng nàng tiến vào. Lại là có người xuất hiện ở trên không, người này không phải người khác, thật là Mầu Thần nương nương. Không nghĩ tới Mầu Thần nương nương sẽ đến.
Dương Nghị Vân tuy rằng trong lòng chột dạ, nhưng là nếu nhân ra tới, vẫn là muốn gặp không phải. Hơn nữa thực rõ ràng là trực tiếp tìm hắn tới. Làm chín đại chân long buông ra hoa sen bảo tọa phóng thần tài nương nương tiến vào lại nói. Phía trước thỉnh nàng kết quả ăn một kích cái tát, lúc này nàng trực tiếp đuổi theo, Dương Nghị Vân trong lòng có điểm chột dạ, nhưng cũng biết trốn là vô dụng, còn không bằng nhìn xem vị này nương nương đại lão muốn làm gì. Ngay sau đó màu thần nương nương chợt lóe tới, tới rồi hoa sen bảo tọa trung tâm. Chín đại chân long tạo thành hoa sen bảo tọa bên trong không gian kỳ thật rất lớn, dung nãi hơn trăm người đều không thành vấn đề, đương nhiên Dương Nghị Vân nơi chính là trung tâm nơi, chính là một cái sofa, cũng là có thể đứng thẳng ba người. Thỏ ra cười hắc hắc, lập lòe đi ra ngoài. Đem không gian để lại cho Dương Nghị Vân cùng màu thần nương nương. Đạm nhiên lúc này đi theo mà đến còn có Dương Nghị Vân trong đó mấy cái tu vi cường đại nữ nhân. Tỷ như Mai tỷ cùng Thu Nhi Tuyết Hương tiểu sư tỷ từ từ liền ở đội ngũ chung, chỉ là các nàng đều không có tiến vào hoa sen bảo tọa nội. Đài sen thượng chỉ còn lại có màu thần nương nương cùng Dương Nghị Vân hai người. Nương nương Dương mẫu nhân nhìn trước mặt màu thần nương nương có chút chột dạ mở miệng. Hừ, màu thần nương nương hừ lạnh một tiếng, lại là trừng mắt nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái sau nhìn quét ngoại giới, lạnh như băng nói, thật đúng là một đám hồ ly tinh cũng chưa biến. Dương Nghị Vân không biết nàng đang nói ai, nhưng nghĩ đến là đang nói đài sen ở ngoài người. Mà đài sen ở ngoài người nào, tựa hồ cũng không khó đoán. Hắn lúc này là có điểm bực bội. Nhìn chằm chằm màu thần nương nương nói, ta nói màu thần nương nương, ta cũng không đối với ngươi làm cái gì đi. Nếu là ta cho ngươi nước thánh có vấn đề, ngươi có thể cho ta nói a, lại nói ta cũng là hảo tâm mới cho ngươi, ngươi đánh cũng đánh, nếu là lại nháo đã có thể không đạo lý a. Màu thần nương nương nhìn Dương mẫu nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không nói lời nào. Làm Dương Nghị Vân trong lòng càng ngày càng phát mao. Liền ở hắn sắp nhìn không được thời điểm, màu thần nương nương rốt cuộc thu hồi dao nhỏ giống nhau ánh mắt mở miệng hỏi, ngươi, có phải hay không đã trở lại? Cái gì đã trở lại? Ta này không phải ở chỗ này sao? Dương Nghị Vân đối thần tài nương nương những lời này hỏi không thể hiểu được. Ta là hỏi ngươi, ngươi. Ngươi có phải hay không thánh thiên đế, hoặc là nói ngươi khôi phục ký ức không có. Màu thần nương nương nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân ánh mắt phức tạp đồng thời còn tràn ngập như vậy một tia ảnh tàng không được tỉnh tố. Bực này ánh mắt đối với Dương mẫu nhân tới nói, lại quen thuộc bất quá, hắn cũng coi như là bụi hoa tay già đời, loại này ánh mắt ở luyến ái chung nữ nhân trong mắt xem nhiều. Hắn không nghĩ tới màu thần nương nương sẽ như vậy hỏi. Càng không nghĩ tới nàng sẽ có như vậy ánh mắt. Thực sự có chút lộng không hiểu nàng. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, hắn lại phản ứng lại đây màu thần nương nương là có ý tứ gì, kết hợp linh một khu nhà ngôn, màu thần nương nương ăn vào bất lão nước suối sau sẽ khôi phục kiếp trước một ít ký ức, mà đích xác thoạt nhìn nàng là khôi phục một ít ký ức. Nhưng là ở nàng trong trí nhớ, tựa hồ đối chính mình ấn tượng không tốt, thế cho nên phía trước đánh hắn một kích cái tát. Nhưng hiện tại ở xuất phát thời điểm, màu thần nương nương có chủ động đuổi theo. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh, ở kiếp trước thánh thiên đế khả năng trêu chọc quá vị này nương nương đại lão, hơn nữa trêu chọc nguyên nhân vẫn là bởi vì cảm tình phương diện. Màu thần nương nương trong ánh mắt ai oán cùng phức tạp thuyết minh hết thảy. Nhưng là, hắn tựa hồ thành bối nổi hiệp. Chuyện này hắn nhưng không nhận. Người muốn tìm xem thánh thiên đế cái kia vương bát đản đi, lão tử hiện tại là Dương Nghị Vân, cũng sẽ không cấp thánh thiên đế bối nổi. Hít sâu một hơi. Dương Nghị Vân nhìn màu thần nương nương trong lòng rốt cuộc có điểm tự tin. Nương nương ta không hiểu ngươi nói như thế nào cái gì thánh thiên đế không thánh thiên đế, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không rõ. Dương mẫu nhân hạ quyết tâm, cái gì đều không nhận, đừng nói hắn thật sự không có gì ký ức, liền tính là có cũng sẽ không nhận, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Đương nhiên thánh thiên đế việc, hắn là biết đến, nhưng kia cũng là từ thỏ ra cùng linh một ngụm chung biết đến, dù sao không phải hắn. Ha ha, Trang tiếp tục Trang, màu thần nương nương cười lạnh, kỳ thật đi, nàng chính mình cũng sợ không chuẩn Dương Nghị Vân có phải hay không khôi phục ký ức, nhưng là nàng khôi phục. Dương Nghị Vân cho nàng một giọt bất lão nước suối sau, nàng bản thân liền hỗn loạn ký ức rốt cuộc có manh mối, kết quả là hắn ký ức khôi phục, thấy được Dương Nghị Vân, nhưng còn không phải là thánh thiên đế sao. Chính là nàng oan gia, mà nàng còn lại là 36 cung chi nhất màu thần thánh mẫu. Nương nhìn đến Dương Nghị Vân thời điểm, nhìn bộ dáng của hắn, quả thực cùng thánh thiên đế giống nhau như đúc, chính là hắn, đương trường liền cho hắn một bạt tai.
đến nỗi cái này cái tát. Hảo đi tạm thời không nói, nàng hiện tại liền muốn biết Dương Nghị Vân có phải hay không khôi phục ký ức. Dù sao Dương Nghị Vân là thánh thiên đế tuyệt đối không sai được. Chính mình nam nhân há có thể sẽ sai. Không sai được. Ách chàng cái gì a, nương nương a, ta thật không rõ ngươi là có ý tứ gì, cái gì thánh thiên đế ta không biết. Dương Nghị Vân cười khổ. A, không biết, không biết bên cạnh ngươi tụ tập Hỗn Nguyên đại thánh, Phượng Hoàng đại thánh, Nhiều Bảo đại thánh, Kỳ Lân đại thánh, Côn Bằng đại thánh, Viên Hầu đại thánh, Vân Lôi đại thánh, ước chừng 7 đại thánh. Còn có 36 trong cung đa số hồ ly tinh đều hội tụ ở bên cạnh ngươi, còn có rất nhiều thiên quan đều ở đây, đều trùng hợp như vậy. Còn nói không biết thánh thiên đế, Mầu Thần nương nương cười lạnh. Dương Nghị Vân có điểm há hốc mồm, nghe Mầu Thần nương nương tuôn ra một cái danh hào, nhưng tất cả đều là linh một cho hắn nói qua thánh thiên đế dưới tòa đại thánh A, thoạt nhìn nàng biết đến rất nhiều, hơn nữa thực kỹ càng tỉ mỉ. Lúc này Dương Nghị Vân biết, lại không thừa nhận, chính là vũ nhục Mầu Thần nương nương chỉ số thông minh. Xấu hổ cười nói, kia gì, về thánh thiên đế sự tích ta thật là nghe nói qua một ít, nhưng là ta thề, ta cũng không phải là thánh thiên đế, ta chính là ta là Dương Nghị Vân, ta cũng không làm ai, càng không có gì kiếp trước kiếp này ký ức. Mầu Thần nương nương nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân nói chuyện, trầm mặc. Lấy nàng tu vi, tự nhiên biết lúc này đây Dương mỗ nhân chưa nói dối. Kỳ thật nàng làm sao không phải có điểm chính mình ở lừa chính mình. Rõ ràng biết năm đó đại chiến, thánh thiên đế ngã xuống, hoặc là nói là chuyển sinh, ở cũng không có năm đó thánh thiên đế, nhưng nàng như cũ ôm có như vậy một chút ảo giác. Lúc này nghe Dương Nghị Vân chính miệng nói ra, đáy lòng vẫn là có như vậy một chút mất mát. Nửa ngày lúc sau nàng mới mở miệng nói, ta là ngươi kiếp trước nữ nhân, mặc kệ ngươi có nhận biết hay không đây đều là sự thật, ngươi không có ký ức, lão nương ta có. Ngươi chính là chuyển sinh 100 thế lão nương cũng nhận được ngươi, ngươi cùng phụ lòng hán, đừng nghĩ không nhận chướng. Dương Nghị Vân vẻ mặt vô tội nói, liền tính là ta là cái gì thánh thiên đế, kia cũng là trước kiếp trước sự, hiện tại ta là Dương Nghị Vân. Nghe Mầu Thần nương nương ý tứ, đây là muốn ăn vạ hắn, này không thể được. Như thế nào, ngươi còn ghét bỏ lão nương? Mầu Thần nương nương tức khắc trừng mắt. Dương mỗ nhân lập tức nhận túng xua tay, không đúng không đúng. Ta như thế nào sẽ ghét bỏ nương nương đâu, ngài có thể tiến đến hỗ trợ, vô cùng cảm kích, ta là nói thánh thiên đế là thánh thiên đế, ta là ta, thánh thiên đế trêu chọc nương nương ngài chướng mục ta có thể hay không nói một chút đạo lý không xem như ta Dương Nghị Vân trên đầu, liền tính ta là thánh thiên đế chuyển thế, nhưng kia cũng là chuyển thế trước chuyện này không phải sao. Này một đời ta Dương Nghị Vân nhưng không thực xin lỗi nương nương ngài đi. Tưởng bở, Mầu Thần nương nương một bộ ăn định bộ dáng của ngươi. Dương Nghị Vân cười khổ, ta hiện tại rất tò mò, ta nga không đúng, là thánh thiên đế cái kia vương bát đản như thế nào đắc tội nương nương ngươi? Như thế nào đắc tội? Ha ha, người cái phong lưu vương bát đản còn có mặt mũi hỏi a? 36 cung nữ người không đủ, ngươi còn đi thông đồng ta Mầu Thần cung thị nữ, liền bởi vì ta xử tử cái kia thị nữ, ngươi đem ta liền đem ta cầm tù ở hỗn loạn thời không, kết quả đâu? Chờ ta ra tới thời điểm, các ngươi cùng tu la đại chiến, ta cũng tìm không thấy ngươi. Các ngươi, lời nói đến mặt sau, Mầu Thần nương nương khóc. Năm đó phát sinh sự, kỳ thật nàng biết cũng không phải bởi vì nàng xử tử thị nữ, hắn cố ý khiển trách cầm tù nàng, mà là hắn biết tu la nhất tộc tới phạm, không cho nàng tham chiến cố ý cầm tù, mặc kệ là nàng, năm đó có rất nhiều tỉ muội hắn cũng chưa làm tham chiến. Đây là thánh thiên đế tên hỗn đản kia phong cách, phong lưu về phong lưu, nhưng chưa bao giờ bỏ được chính mình nữ nhân mạo hiểm. Nhưng kết quả đâu? Trận chiến ấy Tu La Vương đích thân tới, kết quả toàn bộ thánh đạo thiên đình cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, cho nên người cuối cùng đều ngã xuống hoặc là nói luân hồi, mà nàng còn lại là duy nhất một cái không có tham chiến, cuối cùng nàng còn lựa chọn cực đoan phương thức, muốn tìm được thánh thiên đế, nhưng vô lực xoay chuyển trời đất, ngược lại là làm nàng chính mình tu vi lùi lại, chung quy lựa chọn trùng tu. Nàng tức giận không phải thị nữ, mà là thánh thiên đế không làm nàng cùng hắn cùng đại gia cùng nhau chiến đấu. Cái này làm cho nàng trong lòng thương tâm, nói tốt vĩnh viễn lưu truyền, nhưng thánh thiên đế lại lấy cầm tù phương thức bảo hộ nàng. Nhưng này không phải nàng muốn. Tất cả mọi người ngã xuống, lưu lại nàng một cái trên đời lại có cái gì ý nghĩa? Đây mới là nàng khôi phục ký ức lúc sau, nhìn đến Dương Nghị Vân cho hắn một cái tát nguyên nhân. Đương nhiên hiện tại nàng cũng minh bạch, Dương Nghị Vân không có thánh thiên đế ký ức. Nhưng thì tính sao? Ở trong lòng nàng. Dương Nghị Vân chính là thánh thiên đế.
Tên hỗn đản này, thượng một lần đại chiến ném xuống nàng, lúc này đây mơ tưởng. Cho nên nàng cuối cùng đuổi theo, thảo phạt 33 thiên điện, phải có nàng mầu thần nương nương ở. Hô! Suy nghĩ trở về, mầu thần nương nương phun ra một ngụm chọc khí nói, thôi, kiếp này ta sẽ không ở cùng ngươi tách ra, chính là chết, chúng ta cũng cùng nhau đi. Dương Mỗ Nhân nghe như thế cùng loại thổ lộ, có điểm xấu hổ, nhưng hắn biết mầu thần nương nương là nói cho Thánh Thiên Đế mà không phải hắn. Bất quá, vị này nương nương đại lão có thể lưu lại hắn bên người, hắn là cầu còn không được. Nửa thánh cấp khác đại lão a. Có nàng ở, lần này đánh thượng 33 thiên điện đi, liền tính là đế tôn ra cái gì chuyện xấu, hắn tin tưởng cũng là có thể ứng phó, hoặc là nói nhiều một phần bảo đảm. Mà từ mầu thần nương nương u oán giảng thuật chung, Dương Mỗ Nhân nghe được ra tới, Thánh Thiên Đế cũng là cái phong lưu người a. Này thật đúng là, có thể nói một câu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sao. Hắn kiếp trước, hiện tại hắn, thật sự giống a. Nhìn đến mầu thần nương nương cảm xúc ổn định lúc sau, Dương Nghị Vân lúc này mới nhỏ giọng hỏi, nương nương ngài đối 33 thiên điện hiểu biết nhiều ít. Mầu thần nương nương trước kia liền ở thần giới trà trộn, hơn nữa có trước kia ký ức, nàng hẳn là biết một ít việc, cho nên Dương Nghị Vân hỏi một chút nàng. 33 thiên điện thiên tộc cùng đế tôn cũng không đơn giản, người hiểu biết nhiều ít. Mầu thần nương nương hỏi ngược lại. Dương Nghị Vân nghe được mầu thần nương nương như vậy vừa hỏi, hắn mở miệng nói, 33 thiên điện chính là thiên tộc thế lực, từ trước kỷ nguyên đã bị đế tôn thống trị đến nay, đến nỗi đế tôn trong truyền thuyết là hợp đạo 4 tầng đánh sâu vào hợp đạo 5 tầng về một tu vi. Mầu thần nương nương nói, có thể từ trước kỷ nguyên đến nay nhân vật, kỳ thật ngươi mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Thỉnh nương nương giải thích nghi hoặc, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, vị này nương nương đại lão, quả nhiên là biết một ít việc. Theo ta hiểu biết, đế tôn xuất lĩnh thiên tộc chung, ra dưới tòa có cái thiên thánh điện bãi ở ngoài, còn có một cái ám vệ thế lực, kia mới là nghe nói đều là trước kỷ nguyên cùng càn khôn thần đế đại chiến lúc sau sống hạ cường giả, người chân chính phải cẩn thận chính là những cái đó ám vệ, mà không phải bãi ở bên ngoài thiên tộc chi chúng. Mầu thần nương nương chậm rãi nói. Dương Nghị Vân nghe trong lòng cả kinh, này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói. Liền biết 33 thiên điện không đơn giản, quả nhiên dựa theo mầu thần nương nương nói, đế tôn ngồi xuống là có cường giả tồn tại. Ám vệ thế lực, nghe tới là đi theo đế tôn tham chiến sống hạ cường giả, vậy tất nhiên không đơn giản. Nương nương tiếp xúc quá đế tôn dưới tòa ám vệ, có bao nhiêu người, đều là cái gì thực lực? Dương Nghị Vân liên tiếp tam hỏi. Mầu thần nương nương lắc đầu nói. Chỉ là từ nghe nói qua, cụ thể là cái gì thực lực bao nhiêu người, không biết, nhưng là nghĩ đến không phải là kẻ yếu, thật muốn là đi 33 thiên điện, làm ngươi người đều gấp bội tiểu tâm đó là. Mầu thần nương nương báo cho. Dương Nghị Vân gật gật đầu, lâm vào trầm tư, quả nhiên 33 thiên điện không có hắn tưởng đơn giản như vậy, hiện tại xuất hiện một cái ám vệ thế lực, nếu không phải mầu thần nương nương nói lên, hắn căn bản sẽ không biết. Bất chi bất giác chung. Bọn họ mênh mông cuồn cuộn đội ngũ ngừng lại. Lại là thỏ ra tiến vào nói, đến 33 thiên điện nơi thiên sơn. Tốc độ có điểm mau, Dương Nghị Vân sửng sốt, phóng nhãn nhìn lại, lại là nhìn đến ở một tòa thẳng xuyên tận trời đỉnh núi có một đạo lộng lẫy ngân quang, tương tự một con dựng đứng đôi mắt giống nhau tồn tại, tựa giám sát thiên hạ giống nhau. Đó chính là 33 thiên điện môn hộ nơi, thỏ ra mở miệng nói. Dương Nghị Vân xem qua đi. Không có phát hiện chẳng sợ một cái thiên tộc thần linh tồn tại. Không khỏi nói, chẳng lẽ đế tôn lão nhi nhận túng. Như thế nào một người đều không thấy. Thỏ ra nói, người suy nghĩ nhiều, không thấy được bóng người, không đại biểu nhân ra nhận túng, thật muốn là nhận túng, trực tiếp đóng lại 33 thiên điện thế giới đại môn chính là, vì cái gì còn muốn mở ra đại môn, hơn nữa không có người gác đại môn. Người nói vì cái gì? Dương Nghị Vân nói. Nhân ra ý tứ thực minh bạch. Tiểu tử ngươi là thật không rõ vẫn là giả hồ đồ. Thỏ ra trợn trắng mắt nói. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt nhìn kia lộng lẫy sáng lên môn hộ, chậm rãi nói, còn không phải là tưởng nói, nhìn xem ta có dám hay không bước vào đi vào sao. Ha ha, đế tôn lão nhi cái này hang ổ ta sớm tại rất nhiều năm trước liền nói quá, một ngày nào đó ta sẽ san bằng hắn hang ổ, hiện tại là lữ thực hiện ta lời thề lúc, đừng nói chỉ là một cánh cửa, chính là đầm rồng hang hổ. Hôm nay ta cũng muốn cho hắn đương dẹp yên. Thật lớn thiên tộc núi non từ chân núi đến đỉnh núi một người đều không thấy, một cái tuần sơn tiểu thần linh đều không có, nhẹ nhàng rộng mở 33 thiên điện thế giới đại môn,
tựa hồ lại nói, tiểu tử ngươi dám bước vào tới sao? Đối Dương Nghị Vân tới nói không có gì có dám hay không? Ha ha, ta tới chính là muốn phá hủy cái này 33 thiên điện thế giới, không tồn tại dám hoặc không dám vấn đề. Dương Nghị Vân nhìn xa phía chân trời môn hộ, ngay sau đó giống to, đi, cho ta tiến nhanh đi. Ra lệnh một tiếng, quá ngàn thiên đạo cấp bậc trở lên thần linh, một đám chân đạp tường vân bay về phía 33 thiên cửa điện hộ mà đi. Trong nháy mắt liền đến môn hộ trước. Cao số ước lượng cây số môn hộ tản ra ngân quang, căn bản là nhìn không tới nội loại tình huống. Nhưng có cái gì vấn đề? Dương Nghị Vân hỏi thỏ ra. Mầu thần nương nương lại là trở lại, không có bất luận cái gì bảo hộ lực lượng tồn tại, xem ra nhân gia đã sớm chờ ngươi tiến đến. Thỏ ra nghe vậy đối Dương Nghị Vân điểm điểm. Nếu đế tôn lão nhi như thế hiếu khách, ta lại là không thể cô phụ hắn một phen hảo ý mới là. Dương Nghị Vân cười ha hả nói. Vậy đi vào, hoặc là ta đi vào trước nhìn xem là tình huống như thế nào. Thỏ ra nói. Dương Nghị Vân trầm tư một chút dừng tay nói, đế tôn lão nhi nếu đã sớm chờ ta đi vào, ta há có thể làm ta thất vọng, không cần, đại gia cùng nhau đi vào đó là, bất quá thả trước từ từ, dung ta tính kế một phen. Dương Mỗ Nhân nói xong thần thần bí bí, nhưng lại là trong tay vừa lật xuất hiện một cái bàn cờ, đúng là hư không thiên đế bàn. Này nhưng bàn cờ chính là thánh đạo chí bảo, nội dung đều có thể cất chứa bảy đại thánh cảnh cùng thiên đế cung, càng có tinh la rèn luyện đại đạo, hư không biển sao tồn tại, Dương Nghị Vân tuy rằng không biết là cái gì cấp bậc thánh khí, nhưng kia nếu là thánh thiên đế sở lưu, nghĩ đến cùng hắn hỗn độn chung đều không sai biệt nhiều, thậm chí khả năng càng cao cũng nói không chừng. Hắn hiện tại chính là phải cho đại gia thượng một tầng bảo hiểm, 33 thiên điện cùng càn khôn thần điện giống nhau thần cảnh thế giới, càn khôn thần điện hắn có thể thao tác, nhưng 33 thiên điện hắn thao tác không được, đây là đế tôn thần cảnh không gian, nếu là không điểm chuẩn bị đi vào, tương đương chính là tặng người đầu, một oa đều đưa vào đế tôn trong miệng sự hắn nhưng không làm. Nhưng là không phóng khoáng sự hắn cũng không muốn làm. Lần này nếu gióng trống khua chiêng, truyền khắp toàn bộ thần giới hắn Dương Nghị Vân muốn thảo phạt 33 thiên điện, muốn chính là mặt mũi cùng phô trương, hắn cho rằng đây là hẳn là, giờ phút này tới rồi đế tôn cửa, nhân ra đều là rộng mở đại môn tư thế, nếu là hắn phái người đi vào tìm hiểu lúc sau, ở đi vào, chẳng phải là làm người thấy được thật mất mặt. Cho nên, lúc này hắn tế ra hư không thiên đế bàn tới. Tinh la ở đâu? Dương Nghị Vân nhìn bàn cờ kêu to một tiếng. Hư không thiên đế bàn có khí linh tồn tại, đến lúc đó dễ làm việc. Ngay sau đó khí linh tinh la xuất hiện ở Dương Nghị Vân trước người, như cũng là cái kia hơi hơi run run lão giả bộ dáng, đối mặt Dương Nghị Vân nói, thánh chủ. Không tưởng như vậy hèn mọn, khí linh tinh la chỉ là đối Dương Nghị Vân chắp tay, chính là tại hạ một khắc thấy được Dương Nghị Vân bên người thỏ ra cùng mầu thần nương nương. Thỏ ra cùng tinh la đã sớm gặp qua một mặt, giờ phút này nhìn đến tinh la ra tới, thỏ ra lại là xưa nay chưa từng có cùng cùng thân, hô một câu, tinh la tiền bối. Mà mầu thần nương nương tắc cũng là thở ra Dương Nghị Vân đoán trước, cư nhiên nhìn đến tinh la cái này chết lão nhân sau, trên mặt thần sắc vui vẻ, ngay sau đó hơi hơi khom mình hành lễ nói, tinh la lão gia tử đã lâu không thấy. Khí linh tinh la sửng sốt, lão trong mắt thần quang lưu chuyển nhìn về phía mầu thần nương nương nói, nguyên lai là mầu thần thánh mẫu trở về. Lão hủ gánh không dậy nổi, không cần đa lễ, không cần đa lễ, có thể tái kiến ngươi, rất tốt, ngươi cũng coi như là may mắn, ít nhất biết chính mình là ai, không giống này nàng người, các nàng chính là đều không có các nàng ký ức. Lời này ngừng ở Dương Nghị Vân trong tai có điểm vòng, nhưng là hắn trong lòng lại là có như vậy một ít kinh ngạc. Vì cái gì kinh ngạc đâu? Bởi vì trong mắt hắn, mặc kệ là thỏ ra vẫn là mầu thần nương nương đều đối khí linh tinh là cái này lão bất tử. Thoạt nhìn thực tôn kính. Thậm chí thỏ ra đối mặt khí linh tinh la thời điểm, còn muốn so đối mặt linh một thời điểm tôn kính, thỏ ra đối mặt linh một tuy rằng có kính ý, đương càng nhiều thời điểm là cùng thế hệ bình đẳng giao lưu, chỉ là thoáng có như vậy điểm kính ý mà thôi. Nhưng lão con thỏ đối mặt khí linh tinh la thời điểm, loại này tôn kính là thực rõ ràng, hơn nữa trái lại khí linh tinh la còn lại là đối thỏ ra nhàn nhạt gật gật đầu, tựa hồ đây là phi thường bình thường. Thả mầu thần nương nương nhìn đến khí linh tinh la ra tới sau, cũng không bình tĩnh, đường đường thánh thiên đế 36 cung lão bà chi nhất, cư nhiên chủ động đối một cái khí linh chào hỏi. Theo đạo lý mầu thần nương nương là chủ tử đâu? Nhưng nàng mang theo tôn kính chủ động đối khí linh tinh la hành lễ, này không hợp với lẽ thường. Trái lại khí linh tinh la ngoài miệng đối mầu thần nương nương lại nói tiếp,
nhưng như cũ thừa nhận rồi nàng thi lễ, trọng điểm là đối mẫu thần nương nương nói chuyện ngữ khí, hoàn toàn là trưởng bối đối vãn bối giống nhau, thậm chí là có điểm nghiêm khắc hương vị, tương tự lão sư cùng học sinh chi gian quan hệ giống nhau. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng đối khí linh tinh la có điểm tò mò. Nhưng là A Dương mẫu nhân đối khí linh tinh la cảm giác liền như vậy sẽ là, hắn còn mang thù, ở trên hư không thiên đế bàn thời điểm, lão bất tử nếu nhận ra hắn là thánh thiên đế chuyển thế giả, còn làm khó dễ hắn lâu như vậy, đương nhiên này đó hắn chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Hiện tại hắn chính là hư không thiên đế bàn chủ nhân, mà tinh la là hư không thiên đế bàn khí linh, đều phải nghe hắn. Cụ Dương mẫu nhân ho khan một tiếng đánh gãy khí linh tinh la cùng mẫu thần nương nương chi gian nói chuyện, trực tiếp đối khí linh tinh la nói, tinh la ngươi thả dựa theo thao tác hư không thiên đế bàn, đem cho nên có bảo hộ ở bàn cờ thế giới, ta nhưng không hy vọng chờ hạ vọt vào đi đã chịu đế tôn lão nhi hạ âm tay. Tuân mệnh, khí linh tinh la khom người, ngay sau đó biến mất ở bàn cờ chung, chính xác bàn cờ thần quang chợt lóe biến mất. Nhưng là Dương Nghị Vân lại là biết giờ phút này bàn cờ đã xuất hiện ở mọi người dưới chân. Ẩn tàng rồi lên, tương đương là đem mọi người đều bảo hộ tới rồi lên. Hảo có thể đi vào, Dương Nghị Vân đối thỏ ra nói. Bất quá chỉ chớp mắt hắn mau chóng phát hiện mẫu thần nương nương vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm hắn. Làm sao vậy, ta trên mặt có hoa nhi, Dương Nghị Vân khó hiểu hỏi mẫu thần nương nương. Như thế thần tài nương nương nhìn Dương Nghị Vân nói, ngươi chính là như vậy đối tinh la. Bằng không đâu, Dương Nghị Vân buồn bực. Xem ra. Người không biết tinh la lão gia tử là tình huống như thế nào a mầu thần nương nương vẻ mặt vô ngữ. Ách, tình huống như thế nào ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Hắn còn không phải là một cái khí linh sao? Dương Nghị Vân nói. Thần tài nương nương trắng Dương Nghị Vân liếc mắt một cái nói, hắn không phải tầm thường khí linh, không phải ngươi hiện tại có thể lý giải khí linh tồn tại. Rốt cuộc là cái quỷ gì? Ngươi nói một chút a Dương Nghị Vân này sẽ tự nhiên cũng biết, khí linh tinh la lão gia hỏa này. Xem ra là có chuyện xưa, có thể làm mầu thần nương nương vị này đại lão, cung cung kính kính hành lễ kêu thượng một tiếng lão gia tử, đây là hắn lần đầu tiên thấy, vị này nương nương đại lão như thế đối người. Mầu thần nương nương nhìn về phía nơi xa môn hộ nói, chuẩn bị tiến 33 thiên điện rồi nói sau, về tinh la lão gia tử, tiểu tử ngươi tốt nhất tôn kính điểm, bất quá nói trở về, hôm nay có lão gia tử ở, chỉ thiếu không cần lo lắng cái gì, hư không thiên địa bàn. Tên đầy đủ gọi là tinh la thiên địa bàn cờ, không chỉ có là một phương không gian chi khí, tiểu tử ngươi kiếm lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ở mầu thần nương nương trong lời nói, khí linh tinh la càng thêm thần bí, đều không phải hắn có khả năng lệ lý giải tồn tại, như thế làm Dương Nghị Vân trong lòng phi thường tò mò. Bất quá lúc này đại đội ngũ đã bắt đầu tiến vào môn hộ, hắn tạm thời đem trong lòng tò mò áp xuống. Trước mắt muốn đi vào toàn lực trạng thái chiến đấu đi. Hoa sen tọa giá thực mau liền tiến vào 33 thiên điện thế giới môn hộ chung. Chói mắt ngân quang làm hắn nhắm hai mắt lại, nhưng toàn thân cảm quan lại là mở ra. Khoảnh khắc chi gian vầng sáng ảm đạm đi xuống. Dương Nghị Vân mở hai mắt. Lúc này hắn trong tầm mắt xuất hiện một cái tường vân dáng màu dày đặc thế giới. Quả nhiên cùng vân môn thần cảnh thế giới có chút cùng loại, dựa theo thỏ ra nói chuyện. 33 thiên điện cùng vân môn thần cảnh kỳ thật đều là không sai biệt nhiều thần cảnh thế giới. Đương nhiên vân môn thần cảnh, trước kia kêu càn khôn thế giới, là hắn mạnh mẽ sửa mệnh. Đều là một phương thần cảnh thế giới, bất quá 33 thiên điện lại là có điều bất đồng. Bọn họ tiến vào lúc sau, trong tầm mắt thấy được lại là một ngọn núi, mà ngọn núi này lại là trình cầu thang giống nhau tầng tầng mà thượng. Mỗi một tầng đều có mây mù lượn lờ, thoạt nhìn thật là có điểm hư vô mờ mịt thị giác cảm. Từ địa tầng lớn nhất, dần dần kéo dài mà đi, có điểm kim tự tháp hương vị. Càng ngày càng cao, thẳng vào tầng mây. Chính xác thế giới chỉ có một ngọn núi tồn tại. Dương Nghị Vân hiện tại có điểm minh bạch, vì cái gì muốn kêu 33 thiên điện. Ngọn núi này không cần đi số, đều đoán được tất nhiên là 33 tầng. Một tầng nhất trọng thiên ngụ ý. 33 thiên điện, 33 tầng thiên, nguyên lai là có chuyện như vậy. Dương Nghị Vân tự nói. Mầu thần nương nương khai đạo, người đoán đúng rồi, ngọn núi này chính là 33 tầng, một tầng nhất trọng thiên, đế tôn tọa lạc ở 33 thiên trung, từ thấp đến cao, càng là hướng lên trên sở xuất hiện thiên tộc thần linh tất nhiên tu vi sẽ càng cao, người chuẩn bị như thế nào đánh. Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt, đế tôn thoạt nhìn đương rùa đen rút đầu a, như thế như vậy,
ta xem chúng ta trực tiếp bước lên 33 thiên đi tìm đế tôn lão nhi. Mậu thần nương nương cười nói, ha ha, người cho rằng trực tiếp có thể đi lên đâu. Tưởng cái gì đâu, đế tôn Sở dẫn dắt thiên tộc 33 thiên điện thế lực, từ trước kỷ nguyên đến nay, người cho rằng thật sự liền như vậy hảo đánh a. Nghe đồn 33 thiên điện, một tầng nhất trọng thiên, đang đỉnh như lên trời, người đến một tầng tầng bước lên đi, đừng nghĩ trực tiếp bay lên đi. Này tòa 33 thiên núi lớn, bản thân chính là một kiện cực kỳ cường đại pháp khí, phòng ngự chi lực tất nhiên không thể khinh thường, trực tiếp bay lên đi phương thức tất nhiên là không được, nhìn tư thế, nhân gia đã sớm chờ ngươi tới cửa, há có thể không làm tốt toàn diện chuẩn bị. Dương Nghị Vân biết Mậu thần nương nương nói có đạo lý, gật gật đầu nói, vậy lên núi, đổ bỏ 33 thiên điện ta một tầng tầng cho hắn đánh vỡ đi. Dứt lời lúc sau Dương Nghị Vân nhìn 33 thiên sơn. Nheo lại đôi mắt há mồm thanh như chuông lớn nói, đế tôn lão nhi tiểu gia ta tới, ngươi không phải vẫn luôn muốn giết ta sao? Hiện tại tiểu gia ta chính là đưa tới cửa tới, như thế nào? Ngươi đường đường 33 thiên điện một cái cẩu đều không có sao? Dương mẫu nhân lời này chói tai, tràn ngập khiêu khích, nhưng lại cũng là thử. Nghiêm khắc lại nói tiếp, từ hắn ở ngàn năm trước thả ra phong muốn thảo phạt 33 thiên điện bắt đầu, tới rồi hiện tại bọn họ nghênh ngang trực tiếp bước vào đế tôn lão sào. Cư nhiên hoàn toàn không có một chút hít động tĩnh. Cứ việc hắn Dương Nghị Vân hiện tại có thể nói là binh hùng tướng mạnh, nhưng chính như hắn vừa rồi lời nói, đều tiến đế tôn lão sào, cư nhiên một cái cậu cũng chưa nhìn đến, vẫn luôn đều im ắng, này thật sự là không hợp với lẽ thường. Thật muốn là đao thật kiếm thật chính diện chém giết, hắn là trong lòng một chút đều không luống cuống, sợ đáng sợ sau lưng bị người hạ ám chiêu. Hướng về phía 33 thiên sơn hô to, chính là tưởng thử thử. Nhưng mà hắn kêu to như đá chìm đáy biển, không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Cái này làm cho hắn đại nhíu mày, hỏi thỏ ra nói, nhưng có cái gì phát hiện? Thỏ ra lắc đầu nói, 33 thiên sơn có một cổ kết giới ngăn cách, cái gì cũng cảm thụ không đến, địa phương khác không phát hiện. Liền ở Dương Nghị Vân chuẩn bị mặc kệ, muốn hạ lệnh xông lên 33 thiên điện thời điểm, rốt cuộc có cái thanh âm vang lên. Ong! Lại là một tiếng nổ vang ở thiên địa trung vang lên. Dương Nghị Vân thấy được 33 thiên sơn thần quang lập lòe. Một đạo xích quang xuất hiện ở đám mây, nhìn kỹ đi cư nhiên là một bóng người. Rất quen thuộc, nhưng còn không phải là ngày đó ở chúng thần vực thời điểm, tiểu phượng hoàng các nàng mấy cái vây công đại tu lạc sao. Người này cuối cùng là bị hắn một kích thiên phạt vạn vật trưởng bắn cho đánh cho một bãi vết máu, cuối cùng hạ lệnh làm tiểu phượng hoàng một phen hỏa đem vết máu đều thiêu sạch sẽ. Nhưng hiện tại lại thấy được hắn thân hình. Này thuyết minh ngày đó linh một khu nhà ngôn là hoàn toàn chính xác, bực này đại tu la chỉ cần có một giọt tinh huyết tồn tại liền sẽ không diệt vong, về sau sẽ trọng sinh, này đó là tu la tộc đáng sợ chỗ. Chẳng qua không nên nhanh như vậy liền khôi phục mới đúng. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, tên này đại tu la không chỉ có là trọng sinh, càng là hơi thở so với phía trước tựa hồ còn cường đại rồi một ít. Sao lại thế này? Không có người biết. Bất quá đại tu la xuất hiện, ít nhất có thể thuyết minh. Quả nhiên 33 thiên điện là đang đợi bọn họ, làm tốt hết thảy chuẩn bị ở hang ổ chờ bọn họ tiến đến. Tiểu tử chờ ngươi đã lâu, đế tôn liền ở 33 thiên, có bản lĩnh liền lên núi đi lên đi, thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, bản tôn tu la tộc đại tu la a tu la mo. Phía chân trời đám mây đại tu la nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân, rốt cuộc tự báo ra môn, tên rất dài, a tu la mo. Dương Nghị Vân tuy rằng đối tu la tộc thực lực cấp bậc không rõ ràng lắm, nhưng có thể tự xưng đại tu la giả tất nhiên ở tu la tộc là có địa vị người. Mấu chốt là hắn nhớ tới Linh vừa nói quá, hiện giờ còn tồn tại thần giới tu la tộc, nhất định đều là đoạt xá thần tộc người tu la tộc nhân. Điểm này ở hắn xem ra mới là tà ác phiền toái vấn đề. Trắng trợn táo bạo lượng ra tu la thân phận cùng tu la đặc thù, xuất hiện ở 33 thiên điện, thả lại đại biểu đế tôn nói chuyện, nơi này đã toát ra rất nhiều tin tưởng. 33 thiên điện thế lực sợ là thạch trùy khống chế rất nhiều thiên tộc, mà đế tôn quả nhiên cùng tu la tộc thoát không được căn hệ, hoặc là nói Dương Nghị Vân hiện tại có lý do sẽ hoài nghi, đế tôn lão nhi bản thân chính là nào đó cường đại tu la. Nghĩ như thế sự tình thật là có chút phiền toái. Nhưng hắn không có bất luận cái gì đường lui. Cũng không thể lui, hiện giờ hắn có kiếp trước kiếp này, nợ cũ tân thù đều phải cùng tu la tộc đấu. Có thể nói hắn muốn đem thần giới tồn tại tu la tộc hoàn toàn rửa sạch chạy nhanh. Hít sâu một hơi, Dương Nghị Vân lớn tiếng nói, mọi người nghe lệnh,
33 thiên điện thiên tộc đã bị đến từ đệ tứ giới tà ác tu la tộc sở khống chế, tam giới có tu la tồn tại, chắc chắn vĩnh vô lăng ngày, từ giờ trở đi, tiêu diệt sở hữu tu la, cho ta san bằng toàn bộ 33 thiên điện, sát. Không có dư thừa nói, Dương Nghị Vân trực tiếp hạ lệnh khai chiến. Sát 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 sát. Hơn 1000 thiên đạo cấp bậc đáp lại vang lên. Thanh âm cả ngày, đại bộ đội nhằm phía 33 thiên sơn tầng thứ nhất. Rầm rầm. Có kết giới tồn tại, nhưng là cách thật xa mọi người oanh kích kết giới, tức khắc kết giới tiêu tán, trong phút chốc mọi người bước vào tầng thứ nhất. Một vọt vào mây mù chung, đó là 33 thiên tầng thứ nhất, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, bên ngoài xem là tường vân lượn lờ, nhưng bên trong lại là huyết quang trọng thiên cảnh tượng. Không có nhìn đến một người tồn tại, ngược lại xuất hiện một ngụm thật lớn huyết trì. Đối, chính là một búng máu trì, đường kính ước chừng thượng vạn mét đại huyết trì. Cái này làm cho Dương Nghị Vân đều sửng sốt, cái gì cái tình huống. Ở huyết trì chính phía sau, còn lại là một cái huyết sắc đại đạo, thoạt nhìn là trực tiếp thông hướng tầng thứ hai thiên. Hiện tại vấn đề là, cư nhiên vẫn là không có nhìn đến người tồn tại. Cái này làm cho Dương Nghị Vân thực buồn bực, đế tôn cái này lão tiểu tử rốt cuộc chơi là nào vừa ra. Ngẫm lại sau hắn hô, lão Đoạn các ngươi ba cái lại đây. Vẫn là hỏi một chút chuyên nghiệp người đi. Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng đều là địa đạo 33 thiên điện thiên thánh điện xuất thân, hẳn là có thể biết được đây là có chuyện gì. Thực mau Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng tới rồi Dương Nghị Vân trước mặt. Thánh chủ. Hiện giờ Dương mỗ nhân bị gọi chung thánh chủ, không hề là thần chủ. Đương nhiên hiện tại cái này thánh chủ, nhưng cùng hạ giới thời điểm cái kia thánh tự đầu hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Này khẩu huyết chỉ là chuyện như thế nào có biết? Dương Nghị Vân trực tiếp mở miệng hỏi bọn hắn. Đoạn Thân mới vừa có điểm sắc mặt khó coi nói, hồi bẩm thánh chủ, trước kia chưa từng có gặp qua, cũng không nghe nói tam 33 thiên điện có cái gì huyết trì tu luyện nơi hoặc là cùng loại tu luyện từ từ. Bất quá tại đây khẩu huyết trì trong vòng, chúng ta cảm nhận được số lấy trăm vạn kế thiên tộc thần linh hơi thở, ngẫu nhiên sợ là cái gì tà ác. Không tôi, chưa từng có gặp qua bực này huyết trì, tràn ngập oán sát khí tức, phi thường tà ác, dựa theo trước kia phân chia. Tầng thứ nhất chính là 33 thiên điện thấp nhất thế giới, nơi này vốn dĩ hẳn là đóng quân mấy trăm vạn mỗi ngày tộc môn đồ thần linh, nhưng hiện tại bọn họ hơi thở tựa hồ đều ở kia khẩu huyết trì chung. Nói nơi này sau, Thuần Dương Kim Cương sắc mặt trắng bệch ngừng lại, hắn cũng là thiên tộc người, tự nhiên đối cùng tộc có cảm giác, bọn họ ba người hơi thở cảm giác sẽ không sai. Chờ hắn sau khi nói xong, Dương Nghị Vân đột nhiên minh bạch lại đây, cả người đại chấn, nhìn về phía mẫu thần nương nương cùng thỏ ra. Người sau hai người cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nhưng thực mau thỏ ra mở miệng nói, hiện tại có thể xác định, đế tôn tuyệt đối cùng tu la tộc có rất sâu quan hệ, này khẩu huyết chỉ chính là tu la tộc độc hữu biển máu tu luyện pháp trận, như thế xem ra số lấy trăm vạn tính toán thiên tộc tầng dưới chót đều bị mất hết huyết chỉ xưng là tu luyện tế phẩm A. Này chỉ là nhất bài trừ huyết chỉ tu luyện pháp trận, nội loại tất nhiên có cái cao giai tu la thao tác, mà chỉ cần là tiến vào cái này huyết chỉ sinh linh. Không hề nghi ngờ đều sẽ bị luyện thành huyết nô, hơn nữa thực lực sẽ đại đại tăng lên, sẽ rất khó triền, xem ra chúng ta tưởng bước lên tầng thứ hai, cần thiết muốn tìm được ảnh tàng sớm huyết trì trung thao tác đại tu la mới được. Mầu thần nương nương cũng mở miệng nói. Làm cho là tà ác, Dương Nghị Vân trầm thấp nói. Hiện tại hắn có chút lý giải linh một cùng thỏ ra đang nói đạo tu la thời điểm, cái loại này mất tự nhiên cùng oán hận trạng thái. Tu la tộc quả nhiên là đại họa. Không phải tộc ta, cần thiết chu chi. Cũng minh bạch, vì cái gì nói tu la tộc có thể điên đảo thần giới thậm chí hủy diệt tam giới cách nói. Dầm đông. Liền ở ngay lúc này, từng tiếng bọt nước mạo phao thanh âm vang lên. Thanh âm càng lúc càng lớn. Đại gia vừa thấy phía trước huyết chỉ huyết quang đại tác phẩm, máu loãng bốc lên mấy trượng chi cao. Lại là một đám huyết người cuồn cuộn không ngừng như con kiến giống nhau không ngừng từ thật lớn huyết chỉ trung toát ra. Như là nước lũ giống nhau hướng về bọn họ vọt tới. Mùi máu tươi cùng sát khí oán khí tận trời. Quả nhiên là một cái thiên tộc bị hóa thành huyết nô. Dựa theo Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng cách nói, này tầng thứ nhất sẽ mấy trăm vạn thiên tộc tồn tại, có thể nghĩ, hiện tại này đó huyết nô đó là bị thao tác trăm vạn thiên tộc. Tương đương là tàn sát trăm vạn thiên tộc thần linh A. Như thế hết sức. Dương Nghị Vân trầm giọng nói, mọi người chuẩn bị. Thỏ ra đánh gãy Dương Nghị Vân nói, từ từ, làm những cái đó thiên đạo quy tắc dưới đệ tử thượng đi, đây mới là bắt đầu,
thấp kém nhất tu la nỗ huyết nô, thích hợp bọn họ rèn luyện, cũng làm cho bọn họ cảm thụ một ít cùng tu la tộc chiến đấu chém giết, đối bọn họ tu vi đột phá có chỗ lợi, đến lúc đó không tồi rèn luyện cơ hội, tạm thời còn dùng không đến chúng ta ra tay. Dương Nghị Vân vừa nghe đảo cũng cảm thấy thỏ ra nói rất đúng. Ngẫm lại sau trực tiếp khai đạo, đại sư huynh ngươi dẫn dắt cho nên thiên đạo quy tắc một chút đệ tử đi cùng này đó tu la huyết nô chém giết. Tuân lệnh, Vân Trường Sinh đã sớm ở ngàn năm trước về tới Vân Môn, hơn nữa hắn tu vi đã đạt tới thiên đạo quy tắc năm trọng cấp bậc, làm hắn đi chỉ huy chiến đấu, Dương Nghị Vân có hắn suy xét. Cũng là cho đại sư huynh một cái bày ra cơ hội. Làm Vân Môn những người khác đều nhìn xem, hắn sư huynh không phải có tiếng không có miếng. Toàn bộ Vân Môn ở có 1.100 dư thiên đạo cấp bậc trở lên thần linh tồn tại, trong đó thiên đạo quy tắc dưới thêm lên có hơn 800 người, thiên địa quy tắc cấp bậc có 350 người hơn người, dư lại còn lại là thiên đạo hợp đạo cơ bản, không đủ 50 người, trong đó còn muốn xem như tiểu tám bọn họ 20 danh thánh yêu linh. Đương nhiên cường đại nhất hợp đạo trước mắt không tính Dương Mẫu Nhân chính mình, đó là Mầu Thần Nương Nương cùng Thỏ Ra, còn có Cá Trạch, lúc sau là Tiểu Phượng Hoàng, Hầu Đậu Đậu, Điêu Nhi, Nghé Con, Vân Lôi Thú, Tuyết Hương, Mai Tỷ Từ Từ. Không sai biệt lắm đều là hợp đạo 3 tầng chiếm đa số, 4 tầng một bàn tay số lại đây, dư giả như Lão Đoạn Từ Từ đều là hợp đạo 1 tầng 2 tầng 3 tầng. Mà mặt khác như Tử Hoàng Từ Từ đa số là thiên đạo quy tắc 5 tầng, mấy năm nay dùng Thỏ Ra cùng Mầu Thần Nương Nương nói, có chút còn lại là Thánh Thiên Đế dưới tòa thiên quan, kỳ thật đều là sức chiến đấu thực không tồi cường giả. Thật tính lên, hiện giờ Vân Môn thế lực thật sự là không yếu. Trận chiến đầu tiên hắn nghe Thỏ Ra, làm đại sư huynh đương thống soái, mang theo quy tắc dưới thiên đạo thần linh đi chiến đấu, 800 người thiên đạo cũng là không tầm thường sức chiến đấu. Những người này trong đó liền có không ít là hắn thân nhân bằng hữu, nhi tử nữ nhi mấy cái Thỏ Ra đều ở trong đó, thậm chí là lão nhân cùng 3 vị sư nương Từ Từ đều ở trong đó. Lần này là đại chiến dịch, kỳ thật làm cho bọn họ đi rèn luyện nhưng thật ra không tồi. Thực mau Vân Trường Sinh tổ chức 800 thiên đạo, sát hướng về phía rậm rạp không ngừng từ huyết trì trung chen chúc mà ra huyết nô. Hai bên nháy mắt chém giết ở cùng nhau. Sát! Ầm ầm ầm! Tiếng kêu cả ngày, pháp lực bùng nổ xa xa không ngừng vang vọng thiên địa. Chiến đấu ngay từ đầu, Dương Nghị Vân liền tăng khẩu khí, này đó huyết nô bị đại sư huynh dẫn dắt đại bộ đội, đánh sâu vào dưới một cái hóa thành dập nát. Bổn ý ngoại còn sẽ rất khó triền, không nghĩ tới cũng liền như vậy hồi sự. Bất quá ngẫm lại cũng là hợp lý, tới gần đều là tầng chót nhất thiên tộc hóa thân mà thành huyết nô, mà đại sư huynh mang theo chính là hơn 800 thiên đạo thần linh, cấp bậc đều bất đồng. Đừng nhìn này đó huyết nô số lượng đông đảo, nhưng không phải 800 thiên đạo linh thần đối thủ, thực mau cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát, đại sư huynh liền vò tới huyết trì bên cạnh. Sau đó ngay sau đó Dương Nghị Vân mí mắt đột nhiên nhảy dựng, nguyên bản nhẹ nhàng xuống dưới tâm, lại một lần huyền lên. Quỷ dị một màn đột nhiên xuất hiện. Lại là không nghĩ tới bị chém giết những cái đó huyết nô cư nhiên lại một lần sống lại đây. Giết không chết huyết nô. Dương Nghị Vân không thể tin tưởng, nhìn về phía Thỏ Ra. Thỏ Ra nói, không sao, đây là tu la huyết tộc cơ bản thiên phú thao tác, trên thực tế bị luyện hóa này đó huyết nô đều thành chết con rối. Ta nói rồi muốn tìm được thao tác người, mới có thể hoàn toàn diệt sát này đó huyết nô, hoặc là chính là hoàn toàn làm này đó huyết nô lệ hóa thành cho phi yên diệt mới có thể chết. Nếu không bọn họ còn sẽ sống lại, đều là đã không có bất luận cái gì ý thức, không có đau đớn con rối, chính là bất tử chi thân, chỉ có hoàn toàn làm này tan thành mây khói mới xem như chân chính giết chết. Nhưng này không phải biện pháp tốt nhất, trải qua huyết chỉ tế luyến huyết nô, thân thể phi thường cường ngạnh, sát diệt sát nhưng lại cố sức hao tâm tốn sức. Biện pháp tốt nhất là tìm được thao tác người, chém giết thao tác giả này đó huyết nô tự nhiên sẽ chết. Cho nên đâu, Dương Nghị Vân hỏi. Cho nên hẳn là tìm được thao tác tu la chém giết, nhưng cũng không cần lo lắng, huyết nô tuy nhiều, cũng không gây thương tổn bọn họ. Đây là thực rõ ràng tu la muốn tiêu hao chúng ta sức chiến đấu, từ điểm này thượng xem, đế tôn có lẽ cũng không thấy đến liền có nắm chắc đối mặt chúng ta. Thỏ Ra phân tích nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, nghe tới có đạo lý. Như vậy đi, ta làm Lão Đoạn đi tìm cái kia tu la. Lúc này ngươi nhưng đừng hạt chỉ huy, nếu này trận chiến đầu tiên ngươi giao cho ngươi đại sư huynh chỉ huy, liền phải tin tưởng hắn, lúc này ngươi phái người đi ra ngoài, chẳng phải là nói cho những người khác ngươi đại sư huynh không được sao? Thỏ Ra trợn trắng mắt nói. Dương Nghị Vân vừa nghe sửng sốt một chút,
hắn phản ứng lại đây nói, đa tạ thỏ ra nhắc nhở. Đích xác hắn không nghĩ tới đại sư huynh bọn họ trong lòng cảm thụ, tựa hồ vẫn luôn là. Mỗi người đều là có tự tôn cùng khát vọng bị tán thành, lúc này hắn thật là hẳn là tin tưởng đại sư huynh có thể xử lý tốt. Tốt xấu đại sư huynh Vân Trường Sinh cái này chủ soái chính là thiên đạo quy tắc cấp bậc cường giả, hơn nữa đại sư huynh bản thân chính là rất có cái nhìn đại cục người, so sánh với hắn đã sớm nhìn ra này đó huyết nô không thích hợp, có thể nhìn ra vấn đề, là có thể giải quyết vấn đề. Hắn đích xác phải tin tưởng đại sư huynh năng lực cùng thực lực. Hơn nữa bất luận cái gì trưởng thành đều là yêu cầu đại giới, hắn cũng ở chú ý toàn trường, đặc biệt là mấy cái hài tử an toàn thượng, nếu là có sinh mệnh nguy hiểm, hắn sẽ trước tiên ra tay. Kỳ thật cũng dùng không đến hắn tự mình ra tay, giữa sân lời nói có 300 thật tốt thiên đạo quy tắc cường giả không nhúc nhích, này đó cường giả nhưng đều nhìn chằm chằm trong sân chiến đấu, thậm chí còn có Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng cầm đầu hợp đạo cao giai đoàn đội, các nàng cùng Dương Nghị Vân mấy cái hài tử đệ tử đều rất quen thuộc. Tự nhiên cũng sẽ ra tay. Tất cả mọi người biết này đó thiếu gia tiểu thư an toàn mới là trọng điểm. Đến nỗi đại sư huynh, quả nhiên như thỏ ra sở liệu, thực mau liền nghe được đại sư huynh hét lớn, hoàn toàn phá hủy huyết nô tài có thể diệt sát, nếu không còn sẽ sống lại. Hắn thanh âm truyền khắp toàn trường, thực mau liền phát hiện vấn đề nơi, hơn nữa chỉ ra mấu chốt, toàn trường theo tiếng, đại gia công kích lực độ tăng mạnh, huyết nô bị đánh hôi phi yên diệt, lần này là hoàn toàn tử vong. Chẳng qua như thế sẽ phi thường tiêu hao đại gia pháp lực, hơn nữa số lấy trăm vạn kế huyết nô số lượng quá mức khổng lồ, thời gian kéo đến lâu lắm, trước sau đối đại gia bất lợi. Điểm này Vân Trường Sinh cũng nghĩ đến, cho nên ở một tiếng mệnh lệnh truyền tới lúc sau, hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, ngay sau đó thình thịch một chút nhảy vào thật lớn huyết trì chung. Dương Nghị Vân nhìn đến đại sư huynh nhảy vào huyết trì trong vòng, tức khắc trong lòng căng thẳng, chung quy vẫn là có chút lo lắng đại sư huynh. Ai cũng không biết huyết trì trong vòng có cái gì tồn tại. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ tránh ở hắn phía sau lưng huyết anh. Ba ba làm sao vậy? Huyết anh bị Dương Nghị Vân đánh thức sau, ngoan ngoãn từ hắn phía sau lưng nhảy xuống nói chuyện. Nói nhi đi huyết trì, âm thầm bảo hộ người đại sư bá, nếu là hắn không có sinh mệnh nguy hiểm, người liền không cần ra tay, nếu là người đại sư bá có sinh mệnh nguy hiểm nhất định phải cứu hắn, đừng làm cho người đại sư huynh phát hiện ngươi. Có thể làm được sao? Dương Nghị Vân vỗ vỗ huyết anh đầu nhỏ hỏi. Ân, nói nhi có thể làm được, nói nhi sẽ bảo vệ tốt đại sư bá. Huyết anh thực ngoan ngoãn, như cũ là ăn mặc đỏ đậm yếm để chân trần nha trang điểm, cái đầu ước chừng trưởng thành 3 tuổi bộ dáng sau không còn có biến hóa. Hình thể nhìn thiên gầy yếu, nhưng là ánh mắt lại là so với năm đó linh động rất nhiều, có vẻ rất trầm tĩnh, giống cái tiểu đại nhân giống nhau. Đi thôi, cẩn thận một chút. Dương Nghị Vân cười cười ý bảo huyết anh đi huyết trì âm thầm hiệp trợ đại sư huynh, so sánh với đại sư huynh tôn nghiêm, Dương Nghị Vân càng để ý đại sư huynh nhân thân an toàn vấn đề. Cho nên mới làm huyết anh tiến đến, càng dặn dò huyết anh không đến vạn bất đắc dĩ, đại sư huynh không tới sống chết trước mắt không cho huyết anh ra tay. Huyết anh đặc thù, hắn hiện tại là càng ngày càng có cảm thụ, trong lòng có cái rất lớn cảm giác, hắn cảm giác chính mình cái này quan môn đệ tử. Nhập cảnh thực lực, sợ là không thua gì mầu thần nương nương. Nhưng là hắn cũng cảm nhận được nói nhi trong cơ thể có khung độc đáo hơi thở phi thường tà tính, thế cho nên hắn sau khi trở về không cho huyết anh tu tiên, mỗi ngày làm hắn đọc sách, cho hắn tìm rất nhiều tu tâm thư tịch làm hắn quan khán, hơn nữa hắn còn từ cha mẹ cùng mấy người phụ nhân nơi nào tìm tới rất nhiều địa cầu Phật học thư tịch làm huyết anh đi đọc. Này đó thư tịch đều là tu thân dưỡng tâm, dạy người hướng thiện thư tịch. Mục đích chính là vì cấp huyết anh từ nhỏ giáo huấn thiện lương quan niệm, cũng đừng làm cho trong thân thể hắn kia cổ tà tính lực lượng gia tăng. Hắn bế quan ngàn năm chung đem huyết anh giao cho cha mẹ mang theo, làm nhị lão mang theo huyết anh học tập địa cầu văn tự, đi theo trước mắt Phật học, quả nhiên ngàn năm xuống dưới, huyết anh trong cơ thể kia sợi tà tính khí tức không có trước kia như vậy cường đại rồi, hơn nữa huyết anh tính cách văn tĩnh không ít, giống cái tiểu đại nhân giống nhau, hiểu lễ phép cũng càng thêm thiện lương. Nhưng Dương Nghị Vân rõ ràng, đứa nhỏ này quá mức thông minh, như yêu nghiệt giống nhau, thực lực của hắn ngàn năm không tu luyện ngày qua thiên đọc sách, ngược lại càng thêm cường đại rồi. Chỉ là bị chính hắn khống chế xuống dưới. Đối Dương Nghị Vân tới nói, thật là hỉ ưu nửa tham. Hắn là thật sợ chính mình cái này quan môn đệ tử, có một ngày sẽ mất đi khống chế. Không có biện pháp, tiểu tử này trong cơ thể kia sợi lực lượng hắn đều sợ hãi. Cũng may tạm thời xem ra. Huyết anh phát triển là tốt,
chỉ là dựa theo hắn đoán trước phương hướng ở phát triển trở thành trường. Huyết anh hóa thành một đạo huyết quang, vèo một chút tiêu không một tiếng động tiến vào huyết trì chung, như thế Dương Nghị Vân rốt cuộc yên tâm, hắn tin tưởng có huyết anh đi vào đại sư huynh liền sẽ không có việc gì. Trong sân chiến đấu còn ở tiếp tục, chỉ là theo thời gian trôi qua, rốt cuộc xuất hiện có người bị thương tình huống. Bất quá Dương Nghị Vân thở ơ, ít nhất trước mắt còn không có xuất hiện thương vong. Mà lúc này Mầu Thần nương nương còn lại là nhìn huyết trì phương hướng từ từ mở miệng nói, cái kia tiểu hài tử là chuyện như thế nào? Ta từ trong thân thể hắn cảm nhận được một cổ tử tà tính, làm ta đều cảm thấy có điểm sợ hãi, tiểu tử ngươi từ nơi nào tìm tới? Hắn ẩn thân chi thuật cư nhiên liền ta cũng chưa phát hiện. Nghe Mầu Thần nương nương trong lời nói kinh ngạc, Dương Nghị Vân cười cười nói, hắn là ta từ chúng thần vực thế giới mang ra tới, cũng là ta nhận lấy quan môn đệ tử, kêu Dương Tu Đạo. Hắn thực đặc biệt. Mầu Thần nương nương nghe xong Dương Nghị Vân giảng thuật huyết anh lai lịch sau, nói như vậy một câu. Đích xác huyết anh xuất hiện làm Mầu Thần nương nương đều trong lòng chấn động, làm tuy rằng tu vi còn không có đạt tới đỉnh, nhưng cũng là nửa thánh cấp khác tồn tại, ở đại đội ngũ chung, thật đúng là dám nói đệ nhị, có lẽ không ai dám cách nói sẵn có đệ nhất. Nhưng mà liền tính là nàng bực này tu vi, cư nhiên dọc theo đường đi cùng Dương Nghị Vân nói chuyện phiếm đến bây giờ, đều không có phát hiện huyết anh tồn tại. Cho dù là ở cao giai ẩn thân thần thông, Mầu Thần nương nương cũng tự tin có thể nhìn thấu, nhưng cố tình đối huyết anh không hề hay biết. Hơn nữa huyết anh là ghé vào Dương Nghị Vân trên lưng, nàng cư nhiên không có bất luận cái gì phát hiện, biết Dương Nghị Vân làm huyết anh ra tới đi huyết chỉ lúc sau, Mầu Thần nương nương mới phát hiện huyết anh tồn tại. Gần liếc mắt một cái, nàng trong lòng liền đại chấn, nói một câu thực đặc biệt. Nàng tu vi cường đại, nhìn thoáng qua huyết anh lúc sau, phát hiện đồ vật rất nhiều. Trong lòng phi thường giật mình, Dương Nghị Vân cư nhiên còn có như vậy cái đệ tử, hơn nữa trực tiếp thu làm quan môn đệ tử, cái này ý nghĩa nhưng quá không bình thường. Đối với Mầu Thần nương nương kinh ngạc, Dương Nghị Vân ở trong dự liệu, cũng ở đoán trước ở ngoài. Chỉ là đơn giản giải thích một phen cùng huyết anh chi gian tiền căn hậu quả. Thu làm quan môn đệ tử sự. Nhưng là nàng nhìn ra được tới, Mầu Thần nương nương đối huyết anh giật mình, xa xa không ngừng miệng nàng thượng một câu đặc biệt, càng có rất nhiều nội tâm biến hóa. Cũng không biết vị này nương nương có phải hay không nhìn ra cái gì vấn đề, có phải hay không cũng sẽ như lúc trước hắn bên người những cái đó thủ hạ giống nhau không xem trọng huyết anh. Vì thế hắn thử hỏi, nương nương cảm thấy ta cái này quan môn đệ tử như thế nào? Sợ là một cái thời đại đều sẽ không ra một cái. Không đối là tam giới đều không xuất hiện linh vật, nhưng đến tột cùng ngày sau sẽ như thế nào, trả lại ngươi chính mình tạo hóa, xem huyết anh tạo hóa, nửa ma bán thần, vẫn là tu la huyết ma huyết mạch cùng cổ thần tộc vô số thần huyết ngưng tụ thiên địa dựng dục mà ra tinh linh, là phúc hay họa chính ngươi trong lòng không thôi kinh có đáp án sao, làm sao cần hỏi ta. Mầu Thần nương nương nói, ta này không phải cũng lấy không chuẩn sao, cầu nương nương chỉ điểm một vài. Dương Nghị Vân chân thành thỉnh giáo. Đối với huyết anh, hắn là phi thường nhìn chúng, không chỉ có là hắn quan môn đệ tử này một phần trách nhiệm, càng là hắn từ đứa nhỏ này trên người thấy được là có thể đi chứng đạo, đều không phải là đại gia lo lắng như vậy, theo huyết anh không ngừng trưởng thành, chung có một ngày huyết anh sẽ biến thành hư phát triển phát phương hướng đi. Đương nhiên đây là hắn cái này làm sư phụ đối đệ tử tin tưởng, cũng là tất yếu trách nhiệm, hắn cần thiết như vậy suy nghĩ. Nhưng đồng thời hắn cũng phát hiện huyết anh trong cơ thể tà khí. Không chỉ có là tà khí, kia càng là một cái cường đại vô cùng lực lượng, cho hắn đều có lực áp bách cường đại tà lực. Hắn cũng sợ có một ngày huyết anh trong cơ thể kia sợi tà lực vãn nhất nếu là áp chế không được, do đó thời không, đến lúc đó huyết anh khả năng thật liền phải biến thành một cái không thể khống sinh linh, này cũng không phải là hắn muốn. Nhưng là nói đến cùng huyết anh ra đời thật là phi thường đặc biệt tồn tại, không tính là thần giới sinh linh, cũng coi như không thượng đệ tứ giới tu la, tồn tại với giữa hai bên. Thật sự là phi thường kỳ lạ. Kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, hoặc là nói kia hài tử đã có áp chế trong thân thể hắn kia sợi tà khí hạt giống. Nói như thế nào đâu, ta vừa mới từ trên người hắn thấy được hai loại hơi thở chi lực, một loại là hắn tự thân cường đại tà khí, một loại khác lại là thực yếu đi, nhưng lại cố tình kiềm chế tà khí. Người sau rất có ý tứ, nhìn như mềm yếu, kỳ thật là một cái cứng cỏi chi lực, như vạn vật chi thủy, bao quát vạn hướng, có thiện có ái có đang có đại nghĩa. Như thế trùng hợp kiềm chế kia sợi tà khí. Chỉ cần phát triển hảo, không có gì bất ngờ xảy ra, chung quy là tà không áp chính, chính ăn mòn tà, trước mắt xem ra là tốt, nhưng là kia cổ tà khí làm ta đều cảm thấy tim đập nhanh,
chung quy thế nào, ta cũng nói không tốt, tóm lại ngươi vẫn là muốn thời thời khắc khắc đem ngươi cái này quan môn đệ tử mang theo trên người chăm sóc hảo, ta có thể cảm giác ra tới, hắn tàn niệm rất mạnh, kiệt ngạo tận trời, nhưng chỉ cần đối mặt ngươi thời điểm, kia sợi tận trời kiệt ngạo tàn niệm mới có thể ngủ đông đi xuống. Thời gian sợ là không có người thứ hai có thể làm hắn nghe lời, Huyết Anh thật là đem hắn trở thành chí thân người, điểm này ngươi phải làm hảo, nghĩ đến là sẽ không có vấn đề, nhưng là một khi ra vấn đề, kia nhưng chính là vấn đề lớn, chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Nghe xong Mầu Thần nương nương giảng thuật, Dương Nghị Vân nghiêm túc gật đầu, đó là nhớ kỹ, kỳ thật này đó hắn đều cảm nhận được cũng quan sát tới rồi, đối cái này quan môn đệ tử hắn so bất luận kẻ nào quan tâm, chẳng qua đúng là bởi vì quá mức để bụng, ngược lại làm hắn có chút loạn tiết tấu. Hiện giờ nghe được Mầu Thần nương nương lời này, hắn trong lòng manh mối liền tính là trải vuốt rõ ràng, về sau cũng biết nên như thế nào đi dạy dỗ Huyết Anh, cũng không đến mức làm hắn xảy ra chuyện. Đa tạ nương nương chỉ điểm, Dương Nghị Vân nghiêm túc nói lời cảm tạ. Nào biết Mầu Thần nương nương trước một giây vẫn là mẫu dạ xoa giống nhau, sau một giây lại là tới một cái 180 độ thái độ đại chuyển biến, nhìn Dương Nghị Vân khó được trên mặt lộ ra tươi cười nói. Về sau kêu ta Mầu Mầu, đây là ngươi trước kia liền như vậy kêu nhân ra. Dương Nghị Vân vừa nghe lời này, hắn cả người đều khởi nổi da gà. Vội vàng xấu hổ ho khan nói, nương nương trước rõ ràng ta là Dương Nghị Vân, cũng không phải là cái gì thánh thiên đế, ngài nhưng đừng nghĩ sai rồi a. Lão nương làm ngươi kêu gì đã kêu cái gì, đâu ra như vậy vô nghĩa, kêu. Hảo đi, nữ nhân mặt, thay đổi bất thường, vừa rồi còn lộ ra tươi cười nhu sắc. Giờ khắc này trực tiếp muốn trở mặt, giống giận lên. Làm Dương mỗ nhân cả người chấn động, cầu sinh dục một chút liền bạo phát ra tới, vội vàng bay nhanh hô, Mầu Mầu, Mầu Mầu, Mầu Mầu. Đinh, kêu như vậy đông cứng làm gì? Có lệ lão nương a, đừng kêu a. Dương Nghị Vân ngay sau đó đã bị vị này nương nương đại lão cấp đánh gãy, cơ hồ là giống giận mà ra. Giờ này khắc này Dương Nghị Vân chỉ nghĩ nói một câu ta mẹ nó quá khó khăn, đây là nữ nhân a. Mặc kệ hắn sống nhiều ít tuổi, xem ra ở tình cảm phương diện thời điểm, đều là không có bất luận cái gì đạo lý cấp nhà trai. Đương nhiên Dương Nghị Vân không thể trêu vào vị này đại lão, hít sâu một hơi, trên mặt mang lên tươi cười, lần này chính là dùng nhất ôn nhu ngữ khí, hô, Mầu Mầu. Này còn kém không nhiều lắm, hành, về sau liền như vậy kêu ta. Đại lão rốt cuộc vui. Dương mỗ nhân lại là đối chính mình nghe xong linh một sau. Đi tìm vị này nương nương đại lão trợ giúp, sinh ra trong mắt hoài nghi, có lẽ thật là cái sai lầm a. Hắn trong lòng kêu rên, nữ nhân a không thể nói lý. Cũng may liền ở ngay lúc này, một tiếng nổ vang từ huyết trì trung phóng lên cao. Thanh âm một chút đánh gãy Dương Nghị Vân cùng Mầu Thần nương nương đấu võ mồm. Chỉ thấy là một tôn huyết người, hoặc là nói là một tôn tu la, từ huyết trì trung vọt ra, nhưng lại xông thẳng tầng thứ hai thiên mà đi. Lúc sau một đạo kim quang hóa thành một chi mũi tên nhọn, bỗng nhiên bay ra, lấy tia chớp tốc độ, bùng nổ mang theo cường đại nóng cháy hơi thở, vèo một chút bắn chúng phi chạy đi tu la trên người. A à, giống. Một tiếng phi người giống nhau tham gia phát ra, nguyên bản đều nhảy vào đám mây tu la lại là một đầu chát xuống dưới, bị này một mũi tên cấp chuẩn xác không có lầm bắn xuống dưới, toàn thân còn toát ra ngọn lửa. Oanh! Ngay trong nháy mắt này, huyết trì nổ tung. Dương Nghị Vân lại là nhìn đến đại sư huynh Vân Trường Sinh xuất hiện, vừa vặn thấy được rơi xuống dưới tu la, không có bất luận cái gì có thừa, trong tay thần quang bùng nổ ám, đôi tay ngọn lửa đại động, nổi giận gầm lên một tiếng chung trực tiếp 10 phần công kích dừng ở tên này tu la trên người, oanh một chút này một tôn tu la trực tiếp bị đại sư huynh Vân Trường Sinh dập nát. Nhìn đến nơi này thời điểm, Dương Nghị Vân trong lòng thực vui mừng, nhìn đến đại sư huynh đã nhìn thấu như thế nào tìm kiếm tu la nhược điểm. Ra tay chính là sát chiêu, không cho tu la cơ hội. Không hề nghi ngờ, phía trước ở huyết trì chung, đại sư huynh là chiếm cứ thượng phong, nào một mũi tên cũng là hắn bản mạng một mũi tên, trực tiếp đem tu la từ biển máu chung bức bách đi ra ngoài tới, cuối cùng nhất chiêu diệt mà. Này không phải một tôn đại tu la, Dương Nghị Vân cảm giác cùng đại sư huynh thực lực tương đương, nhưng chung quy bị đại sư huynh chém giết, đến lúc đó không tồi. Chết thao tác huyết nô tu la lúc sau. Huyết nô mất đi khống chế, xôn xao tất cả đều ngã xuống trên mặt đất, mất đi bất luận cái gì hơi thở, cũng là tất cả đều đã chết. Nhưng Dương Nghị Vân biết này một búng máu chỉ không hủy diệt, chỉ cần có mặt khác tu la xuất hiện, này đó huyết nô vẫn là sẽ ở huyết trì trung trọng sinh. Nghĩ đến đây hắn chậm rãi mở miệng nói như hủy diệt huyết trì.
hắn tự nhiên cảm nhận được huyết anh còn ở huyết trì trong vòng, mà đối với huyết anh tới nói, hủy diệt này đó một cái huyết trì không cần tốn nhiều sức. Dầm đông. Liền ở Dương Nghị Vân dứt lời lúc sau, toàn bộ huyết trì dầm đông phát ra mạo phao thanh. Cái này làm cho Vân Trường Sinh sắc mặt đại biến, còn tưởng rằng huyết trì chung có xuất hiện cái gì tu la đâu. Dương Nghị Vân vội vàng nói, đại sư huynh đừng lo, các người đem ngã xuống đi huyết nô tất cả đều ném vào huyết trì liền hảo. Đối với hiện tại tiểu sư đệ, Vân Trường Sinh biết, bọn họ đã là hai cái bất đồng trình tự tu sĩ cấp bậc, nghe hắn tiểu sư đệ mở miệng, Vân Trường Sinh không hề nghĩ ngợi, liền hạ lệnh đem sở hữu huyết nô tất cả đều ném vào huyết trì đi. Dù sao đối với hắn tới nói, cứ việc cùng tiểu sư đệ chi gian tu vi kéo ra khoảng cách, nhưng là sư huynh đệ chi gian tình cảm từ lần trước gặp qua lúc sau, không hề có xa lạ, ngược lại càng tốt. Trở về lúc sau, sư phụ cũng dặn dò hắn cùng nhị sư đệ sao trời tử cùng tiểu sư muội cơ tím hà đều phải hảo hảo trợ giúp tiểu sư đệ. Có thể chỗ lực tuyệt đối không thể lười biếng. Nếu là tiểu sư đệ làm được 100% tín nhiệm. Cho nên hắn đệ nhất trượng thắng lợi, nhưng không đối Dương Nghị Vân mệnh lệnh, có chút hoài nghi, làm theo chính là. Thực mau, mọi người huyết nô tất cả đều bị mất hết thật lớn huyết trì chung. Mà huyết trì chung dầm đông mạo mì gói tích càng lúc càng lớn. Giống như là bị thiêu khai đại họa giống nhau, nội loại huyết chỉ bắt đầu bốc hơi. Huyết phụ đại tác phẩm, trong chốc lát cái gì đều nhìn không tới. Như là bốc lên khói đặc giống nhau cảnh tượng xuất hiện. Không màng ngắn ngủn vài phần lúc sau, một đạo huyết quang từ giữa bay vọt mà ra, thẳng đến Dương Nghị Vân, vẫn luôn ở quan sát huyết chỉ tình huống Vân Trường Sinh, còn tưởng rằng là huyết chỉ chung xuất hiện cái gì đại biến, lại là cái gì tu la xuất hiện, cư nhiên thẳng đến tiểu sư đệ mà đi. Tức khắc khẩn trương nói, tiểu sư đệ cẩn thận. Hắn ở kêu to nhắc nhở thời điểm, bỗng nhiên bay vọt dựng lên, trực tiếp truy chung huyết quang mà đến. Kỳ thật Vân Trường Sinh cảm nhận được cường đại vô cùng hơi thở, hắn biết hắn liền tính là có thể đuổi theo này nói huyết quang, phỏng chừng cũng không có thực lực ngăn trở xuống dưới. Nhưng là thân là đại sư huynh, Vân Trường Sinh cơ hồ là bản năng nghĩ đến không tưởng liền đuổi theo qua đi, bởi vì hắn lo lắng tiểu sư đệ Dương Nghị Vân. Mà Dương Nghị Vân còn lại là thực mau liền phản ứng lại đây, vội vàng ra tiếng nói, đại sư huynh người một nhà. Lúc này từ huyết trì trung lao tới tự nhiên là huyết anh, chỉ là đối với đại sư huynh mà nói luyện, hắn là chưa thấy qua huyết anh. Này cũng trách hắn, từ đem huyết anh từ chúng thần vực mang về tới sau, hắn liền bế quan, đem huyết anh giao cho cha mẹ mang theo học tập Phật Pháp nghiên cứu các loại thư tịch, căn bản liền không có đi ra ngoài gặp qua những người khác. Đương nhiên cũng là Dương Nghị Vân biết huyết anh tình huống, cũng không có làm huyết anh đi gặp những người khác, bao gồm đại sư huynh, thế cho nên đại sư huynh không rõ nguyên do, tự nhiên tưởng huyết trì chung xuất hiện cái gì đại biến, lúc này là không chút do dự đuổi theo lại đây. Cái này làm cho Dương Nghị Vân thực cảm động, đại sư huynh trước tiên không cần suy nghĩ liền buôn hắn mà đến, vội vàng ra tiếng, miễn cho huyết anh sẽ thương đến đại sư huynh. Mà Vân Trường Sinh sau khi nghe được, ngây ra một lúc, nhưng cũng thả lỏng xuống dưới. Lúc này Dương Nghị Vân vung tay lên, làm huyết anh cùng đại sư huynh trước sau bước vào đài sen chung. Sư đệ hắn là, Vân Trường Sinh rốt cuộc thấy được kia một đạo xích quang dừng ở Dương Nghị Vân bên người sau hóa thành một cái 3 tuổi hài đồng, thực rõ ràng cùng tiểu sư đệ nhận thức. Mà huyết anh tuy rằng phía trước bị Dương Nghị Vân quá độ đi vào biển máu đi âm thầm chiếu cố đại sư huynh, nhưng lấy huyết anh bản lĩnh, đại sư huynh vẫn là phát hiện không được. Cho nên hai người chi gian liền chưa thấy qua mặt. Dương Nghị Vân lại là vội vàng giới thiệu nói, đại sư huynh ta cho ngươi giới thiệu một chút, tiểu tử này là ta ở chúng thần vực thế giới nhận lấy quan môn đệ tử, kêu Dương Tu Đạo, vừa rồi là đi giải quyết huyết chỉ vấn đề, có thừa trở về lúc sau ta liền bế quan, chưa kịp cho đại gia giới thiệu. Sau khi nói xong lại đối huyết anh nói nhì đây là ngươi đại sư bá, mau tiến lên dập đầu hành lễ. Huyết anh nghe vậy, vèo một chút liền quỳ gối Vân Trường Sinh trước mặt, đối với Vân Trường Sinh chạm vào dập đầu, nãi thanh nãi khí nói nhi bái kiến đại sư bá. Vân Trường Sinh thiếu chút nữa sừng sốt, nhưng là cũng minh bạch lại đây, vội vàng nâng khởi huyết anh nói, hảo hài tử mau mau lên. Trăm triệu không nghĩ tới tiểu sư đệ cư nhiên nhận lấy một cái quan môn đệ tử, nói như thế tới cái này kêu Dương Tu Đạo quỷ dị hài tử, vẫn là bọn họ này một mạch quan trọng đệ tử. Đương nhiên dựa theo Vân Trường Sinh phán đoán suy luận, bọn họ này một mạch trước sau là theo sư phụ trời cao tà luận khởi. Cảm ơn đại sư bá, huyết anh chỉ cần Dương Nghị Vân tại bên người vẫn luôn sẽ thực ngoan ngoãn. Nói nhi thật ngoan, đại sư bá không giống sư phụ ngươi,
lấy không ra cái gì thứ tốt cho ngươi, đây là một ít đại sư bá du lịch thần giới khi đụng tới thần quả, liền cho ngươi đỡ thèm, coi như lễ gặp mặt đi. Vân Trường Sinh là tương đối truyền thống cái loại này tính cách, làm đại sư bá, Dương Tu Đạo đều cho hắn dập đầu, tự nhiên phải có điểm lễ gặp mặt lấy ra tới mới được. Tuy rằng nói là một ít thần quả, nhưng Dương Nghị Vân lại là nhìn đến lúc sau, đôi mắt chợt lóe, đại sư huynh lấy ra thần quả ước chừng có mười mấy cái, nhưng không xem như kém đều là thượng phẩm. Huyết Anh đừng nhìn là thực lực thiên phú cường đại nhưng chung quy là cái hài tử, cũng không ăn cái gì thần quả, xem này đó thần quả, nuốt nước miếng một cái, nhưng không có chủ động đi tiếp, mà là nhìn về phía Dương Nghị Vân cái này là sư phụ. Dương Nghị Vân đối này thực vui mừng, nói nhì biết lễ nghi, này thuyết minh đứa nhỏ này ở ngàn năm trung học tập không bạch học, biết hắn là ở trưng cầu chính mình ý kiến. Ha ha cười, đây chính là người đại sư bá tâm ý, mau nhận lấy đi. Huyết Anh tức khắc cao tân lên, hướng về phía Vân Trường Sinh nói lời cảm tạ, đa tạ đại sư bá. Dứt lời mười mấy thần quả đã tới rồi trong tay hắn, hai tay đều bắt không được, trực tiếp dùng pháp lực nâng, nhìn thực đáng yêu. Mở ra cái miệng nhỏ liền nuốt một viên, vẻ mặt thỏa mãn chi sắc. Lúc này ở một trạm vào màu thần nương nương rốt cuộc tiến lên mở miệng nói nhi nương nương ta đưa ngươi một kiện chứa đựng pháp khí đi, có thể đem này đó thần quả cất vào đi. Phiên tay chi gian màu thần nương nương liền lấy ra một kiện bảy màu lưu ly sắc khóa trường mệnh giống nhau pháp khí, đưa cho Huyết Anh. Dương Nghị Vân mí mắt nhảy dựng, người khác không biết, hắn nhưng cảm thụ ra tới, màu thần nương nương lấy ra tới cái này pháp khí, không phải phàm vật, chỉ là không phải đơn giản chứa đựng pháp khí, hắn cảm nhận được còn có phòng ngự khắc văn khắc họa ở mặt trên. Hiển nhiên là thứ tốt. Màu thần nương nương thấu đi lên đưa tiểu đồ đệ đồ vật, Dương Nghị Vân thật là có điểm ra ngoài dự kiến. Ba ba, Huyết Anh vẫn là sẽ không kêu Dương Nghị Vân sư phụ, như cũ là kêu ba ba, nhìn đến màu thần nương nương đưa qua pháp khí, nhìn về phía Dương Nghị Vân. Ách, nếu là màu thần nương nương đưa tặng, nói nhi thả nhận lấy, cảm tạ nương nương. Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không cũng không dám phất vị này nương nương đại lão mặt mũi. Nga, đa tạ nương nương, Huyết Anh nhưng thật ra trước sau như một ngoan ngoãn, cấp màu thần nương nương dập đầu bái tạ. Bất quá. Màu thần nương nương đối nói nhi xưng hô bất mãn nói, khanh khách, tiểu đạo nhi đứng lên đi, về sau nhớ rõ kêu sư nương, đừng kêu nương nương, có biết sao? Là, sư nương, nói nhi vài cái, nói nhi thực ngoan ngoãn trả lời, thuận miệng liền sửa miệng sư nương. Cái này làm cho Dương mẫu nhân thực xấu hổ a. Mà Vân Trường Sinh càng là cổ quái nhìn thoáng qua màu thần nương nương cùng Dương Nghị Vân, đối màu thần nương nương Vân Trường Sinh chỉ biết nàng tồn tại, nhưng lại không quen thuộc. Thậm chí có thể nói lần đầu tiên gặp mặt, không nghĩ tới hiện tại xem ra cư nhiên lại là tiểu sư đệ một vị hồng nhan a. Sắc mặt đừng nghẹn bất quá, Vân Trường Sinh xoay người đối với vị này tu vi cao đến hắn đều cảm giác không đến chút nào hơi thở nương nương, chào hỏi nói, Vân Trường Sinh gặp qua. Gặp qua. Lời nói đến bên miệng, Vân Trường Sinh lại là không biết như thế nào chào hỏi, chẳng lẽ hắn kêu vị này nương nương tiền bối. Không thích hợp, tiểu sư đệ nữ nhân. Hắn hẳn là kêu một tiếng đệ muội, hơn nữa trái lại là đối phản cho chính mình chào hỏi mới đúng. Chính là đi, màu thần nương nương tu vi rất cao, đi tiền bối cùng đệ muội Vân Trường Sinh đều cảm giác không thích hợp a. Trong lúc nhất thời đều khó trụ hắn không biết như thế nào đánh cái này tiếp đón. Lúc này hắn không nghĩ tới, màu thần nương nương hào phóng cười nói, màu thần gặp qua đại sư huynh. Cái này tương đương là định âm điệu tử. Màu thần nương nương tương đương trực tiếp nói cho Vân Trường Sinh ta là Dương Nghị Vân nữ nhân thân phận. Vân Trường Sinh phản ánh mau vội vàng ôm quyền, đệ muội quá khách khí. Đại sư huynh kia cái gì? Dương Nghị Vân muốn giải thích một phen, nhưng lại cảm nhận được màu thần nương nương trong ánh mắt sát ý, tức khắc hắn im tiếng không dám nói tiếp nữa, hắn xem như đã nhìn ra, vị này nương nương thực hưởng thụ người khác kêu nàng đệ muội kêu nàng sư nương. Không thể trêu vào a. Không nói. Quay đầu lại ở giải thích. Trong lòng may mắn, một chúng nữ nhân trung tiểu sư tỷ các nàng đại đa số không có tới, nếu không hôm nay đã có thể náo nhiệt, ngẫm lại hắn đều đổ mồ hôi lạnh. Hôm nay theo tới chỉ có Tuyết Hương cùng Mai tỷ còn có Thu Nhi này ba cái tu vi cường đại, mặt khác cũng chưa tới, tân mệt Mai tỷ mang theo Tuyết Hương cùng Thu Nhi cùng tiểu Phượng Hoàng các nàng quậy với nhau, không ở hoa sen bảo tọa chung, nếu không màu thần nương nương này một vụ, hắn tuyệt đối sẽ không hảo quá. Nhưng mà trong lòng lo lắng cái gì, còn cố tình liền phát sinh cái gì. Tiểu sư đệ, tiểu tử ngươi cư nhiên thu đệ tử,
cũng không nói cho chúng ta biết. Lại là nhị sư huynh sao trời tử bay vọt mà đến, ở sao trời chi thân sau còn lại là một đống lớn người a, kỳ thật có mấy cái đồ đệ cùng hài tử, trọng điểm là Dương Nghị Vân thấy được Mai Tỷ cùng Tuyết Hương Thu Nhi ba người Nga đúng rồi, Medusa cũng ở, tất cả đều toàn bộ vọt vào được. Xem ra phía trước hắn đối đại sư huynh giới thiệu huyết anh thời điểm, bọn họ đều nghe được, hiện tại hắn lo lắng nhất chính là, mầu thần nương nương cái này tự mình tính cách, chừng một lát mấy người phụ nhân có thể hay không ở bên nhau hát tuồng. Ngẫm lại hắn liền đau đầu. Cái này kêu chuyện gì nhi a? Huyết anh thân phận hấp dẫn tới đại gia vây xem, Dương Nghị Vân vốn là muốn đem huyết anh tạm thời trước giấu đi, không nghĩ làm quá nhiều người biết, ít nhất tại đây chàng chiến đấu kết thúc phía trước không nghĩ bại lộ huyết anh. Nhưng hiện tại thoạt nhìn không có khả năng. Huyết anh thực lực không thể lấy tầm thường cảm giác đi phân chia cảnh giới, hắn là thiên phú loại hình, cho nên ở Dương Nghị Vân bên người chính là một trương đại vương bài, không thua gì mầu thần nương nương tồn tại. Nhưng Dương Nghị Vân không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không làm huyết anh dễ dàng ra tay, đứa nhỏ này trong cơ thể tà khí chi lực là cái bom hẹn giờ, điểm này hắn rõ ràng, làm ở thời khắc mấu chốt kinh sợ tốt nhất bất quá. Không nghĩ tới hiện tại tất cả đều đã biết. Đến, Dương Nghị Vân cũng không nghĩ làm huyết anh cất giấu, dứt khoát tới bái kiến trưởng bối đi. Dù sao đây là chính mình quan môn đệ tử, sớm hay muộn muốn ở toàn bộ vân môn đều biết đến. Từng cái làm huyết anh đi bái kiến. Kết quả đó là thu được rất nhiều lễ vật. Nhìn ra được tới, huyết anh rất cao tâm, thực thích loại này giao tế hoạt động. Dương Nghị Vân cũng vui thấy, vân môn đệ tử chính là muốn loại này pháo hoa khí. Mà không phải một đám thật sự trở thành thái thượng vong tình hạng người. Kia không phải đại đạo. Bất luận kẻ nào bất luận cái gì thần linh, chỉ cần hắn có hướng về phía trước chi tâm, liền sẽ không mất đi dục vọng, làm không được thái thượng vong tình đi, ngược lại có nhân tình vị cùng pháo hoa khí mới là tiếp cận đại đạo phương thức, đây là Dương Nghị Vân cho rằng cùng kiên trì. Đối với Mai Tỷ cùng Tuyết Hương mấy cái lại đây, Dương Nghị Vân vốn tưởng rằng sẽ cùng mầu thần nương nương chi gian sát ra hỏa hoa tới. Nhưng không nghĩ tới thần tài nương nương cùng Mai Tỷ các nàng thực mau đánh thành một mảnh. Đây là hắn không nghĩ tới, mà thoạt nhìn Mai Tỷ đối mầu thần nương nương vẫn là có vài phần kinh ý, ngẫm lại cũng không khó, rốt cuộc vị này nương nương đại lão tu vi thực lực ở mọi người chung thật là đại lão. Nhưng là Dương Nghị Vân không giải thích cái gì. Mai Tỷ mấy cái cũng không có truy vấn. Chuyện này cuối cùng là đi qua. Huyết Anh trở thành được hoan nghênh nhất người xem. Bao gồm mấy cái đoàn đoàn viên viên Dương Thanh Nguyên mấy cái hài tử đều thích huyết anh cái này tiểu gia hỏa. Đương nhiên Độc Cô Hối mấy cái đồ đệ cũng là đối cái này tiểu sư đệ, cho đương sư huynh quan ái, trong đó chỉ có Dương Tinh Phó không hề, tiểu tử này nghe nói là đi ra ngoài rèn luyện, nhưng là sư phụ trời cao tả phái người bảo hộ, sẽ không dùng vấn đề. Đối Dương Tinh Phó đứa con trai này Dương Nghị Vân vẫn là thực yên tâm, ở tiên giới phi thăng thần giới thời điểm, hắn liền thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, là thần ma chi lộ. Đồng dạng không có đi ước thúc Dương Tinh Phó, bởi vì hắn biết đứa con trai này có con đường của mình phải đi. Lo lắng chỉ là tiểu nhạc đệm, trở lại chủ đề. Huyết Anh cái này quan môn đệ tử thân phận được đến rất nhiều quang hoàn lúc sau, việc này kết thúc. Toàn bộ huyết trì trong vòng máu tất cả đều bốc hơi, bao gồm những cái đó bị mất hết đi huyết nô cũng đều biến mất không còn một mảnh. Đại gia đối Huyết Anh bản lĩnh cũng có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức, nhưng là Dương Nghị Vân không để sướng. Khiến cho Huyết Anh che giấu lên. Đại đội ngũ tiếp tục xuất phát, đi trước tầng thứ hai thiên. Nhưng Dương Nghị Vân lại là cảm giác như thế quá chậm. Cũng không thể tiến vào người khác tiết tấu đi. Thực rõ ràng, tầng thứ nhất có thể xuất hiện huyết trì, tầng thứ hai. Mặt sau càng sẽ có, dù sao ở hắn cùng thỏ ra xem ra đây là cố ý ở tiêu hao đại gia pháp lực hành vi. Như vậy đi xuống không được. Không thể bị nắm cái mũi đi. Hắn nghĩ tới phía chính mình thực lực cùng thế lực, cho nên tiếp được trực tiếp đối với đoạn thân mới vừa cùng âm dương kim cương vợ chồng ba người nói, các người ba cái dẫn đường, trực tiếp cho ta hướng về 33 thiên tầng cao nhất sát đi, ta không cần bị người trước cái mũi đều, ta muốn chính là cùng đế tôn quyết chiến, những người khác tất cả đều phụ trợ cùng nhau sát đi lên. Tuân mệnh, đoạn thân mới vừa ba người lĩnh mệnh. Như thế, 1000 nhiều hào người, mặc kệ là hợp đạo vẫn là thiên đạo cấp bậc, vây quanh đi lên. Thực mau liền bước lên tầng thứ hai, quả nhiên ở chỗ này như cũ là huyết trì, lại là huyết nô chặn lại. Nhưng là lần này Dương Nghị Vân hạ lệnh khác biệt so công kích, này hai tầng huyết trì trực tiếp bị tiểu phượng hoàng một ngụm ngọn lửa cấp bốc hơi rớt, bên trong tu la cùng huyết nô căn bản liền không có phản kháng lại đây.
Đại đội nhân mã vây quanh đi lên, tốc độ liền nhanh lên, một hơi trực tiếp thượng tới rồi đệ thập tầng thiên. Rốt cuộc ở đệ thập tầng thiên thời điểm, tốc độ chậm lại, tới rồi nơi này thời điểm rốt cuộc đụng phải Đại Tu La, hợp đạo trình tự cấp bậc sau khi xuất hiện, đại gia chậm hạ tới. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ Dương Nghị Vân cũng chưa xuất thủ qua, có này đó cường đại thủ hạ, kỳ thật căn bản là không cần hắn ra tay, liền tính là Tiểu Phượng Hoàng cùng nghé con từ từ cũng chưa như thế nào động thủ. Tới rồi ngày thứ 10 xuất hiện Đại Tu La, như thế Dương Nghị Vân phất tay làm Đại Sư Huynh tổ chức thiên đạo cấp bậc thần linh đều dừng lại, không thể làm cho bọn họ ở hướng phía trước vọt, có thiên đạo quy tắc giai đoạn thần linh trở thành chủ lực, tạm thời cũng đủ. Kỳ thật từ tầng thứ nhất bắt đầu tầng chót nhất thiên đạo chính là chủ lực, tuy rằng không có ngã xuống, nhưng lại bị thương đã bắt đầu chiếm đa số. Dương Nghị Vân hạ lệnh làm thiên đạo quy tắc cơ bản trên đỉnh đi, như thế rèn luyện tự nhiên liền không thành vấn đề. Rốt cuộc cuối cùng hắn đánh giá, tất nhiên sẽ là càng ngày càng gian nan, đến lúc đó liền phải hợp đạo trình tự, Tiểu Phượng Hoàng bọn họ trở thành chủ lực. Quyết chiến đế tôn, đó là hắn đồ ăn. Cũng cần thiết từ hắn tới giải quyết. Đệ thập tầng thời điểm, không có huyết chỉ ở xuất hiện quá, nhưng lại xuất hiện thuần một sắc 10 tên hợp đạo một tầng Đại Tu La, dùng thỏ ra nói, đều là đoạt xá Tu La, cứ việc thoạt nhìn là hợp đạo một tầng, nhưng nội lực lại là chân chính Tu La tộc, thực lực sẽ không nhược. Cũng là tương đối khó đối phó. Cá trạch nóng lòng muốn thử nói, ta đi xử lý bọn họ. Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua cá trạch hóa thành thiếu niên lang, ha hả cười, sốt ruột cái gì có tiểu tử ngươi ra tay thời điểm. Nói xong hắn nhìn về phía Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng từ từ nói, Mai Tỷ, Hùng Hoan, Lão Đoạn, Âm Dương Kim Cương, Tuyết Hương, Thu Nhi, Huyền Cùng, Thần Mộc Lão Tổ ngươi chờ đi giải quyết 10 Đại Tu La. Dương Nghị Vân một hơi điểm 10 cái, làm Mai Tỷ đi đầu, hắn tin tưởng không thành vấn đề. Trong đó Huyền Cùng cùng Thần Mộc Lão Tổ xem như hợp đạo một tầng, xem như yếu kém, nhưng Thu Nhi cùng Tuyết Hương sao tiếp ba người đều là hợp đạo ba tầng, nghiền áp cũng không có vấn đề gì. Là, Mai Tỷ cũng là việc nhân đức không nhường ai. Lập tức 10 người toàn bộ xuất chiến, dứt khoát lưu loát nhằm phía che ở trước mặt 10 đại huyết Tu La, một tôn tôn đều là hóa thân vì 8-9 mễ huyết người. Huyết sát chi khí tận trời, hơi thở đáng sợ. Nhưng là, rèn luyện chính là như thế. Hơn nữa có Mai Tỷ mấy cái ở trong đó, tin tưởng sẽ không có bất luận vấn đề gì, chỉ là làm nhóm tiếp xúc một chút. Chờ 10 đại một cặp thượng 10 đại Tu La sau, Dương Nghị Vân hỏi thỏ ra nói, Đại Tu La thoạt nhìn cũng phân cấp bậc đi. Đây là cái Đại Tu La, cùng lúc trước ở chúng thần vực bị ta đánh chết sau, lại sống lại Đại Tu La hơi thở kém rất xa. Khi đó tự nhiên, chúng ta đối Tu La tộc hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết bọn họ chia làm bình thường Tu La cùng Đại Tu La, tất nhiên cũng là có tiểu cảnh giới phân chia, bất quá đây là cái Đại Tu La, không đủ xem, không cần lo lắng, ta đánh cuộc 10 tức trong vòng kết thúc chiến đấu. Thỏ ra nói, Dương Nghị Vân ánh mắt sáng lên, nhanh như vậy, ta còn nghĩ muốn cá biệt canh giờ đâu. Thỏ ra lắc đầu nói, ngươi cũng đừng quá đem Tu La nhất tộc nghĩ đến có bao nhiêu cường đại thần bí. Nói đến cùng này đó Tu La là đoạt xá tồn tại, chiếm cứ vẫn là thần giới thiên tộc thân thể, không phải hàng nguyên gốc sắc, bọn họ sức chiến đấu tất nhiên sẽ có giảm xuống. Vừa giáp xong Tu La, Dương Nghị Vân nhưng thật ra không nghĩ tới thỏ ra còn sẽ nói ra như thế hình tượng so sánh. Đương nhiên, chân chính Tu La căn bản chính là tinh huyết, bất tử bất diệt cái loại này, tuyệt đối không phải dựa đoạt xá liền cường đại, ngược lại bọn họ nếu là đoạt xá lúc sau, thực lực sẽ giảm xuống. Hơn nữa không có vật dẫn thời gian dài, Tu La bản mạng tinh huyết sẽ có nguy hiểm, này đó Tu La xem hơi thở, hẳn là đều là từ khai thiên thời gian sống sót đoạt xá thiên tộc tồn tại những cái đó tàn binh bại tướng. Hiện giờ xem ra đế tôn tuyệt đối là nào đó đại Tu La, toàn bộ 33 thiên điện có lẽ đều đã biến thành Tu La hang ổ, nói cách khác, thiên tộc có rất nhiều thần linh bị Tu La nhất tộc khống chế, thật sự đáng chết, nên sát a. Thỏ ra lời nói đến mặt sau, đằng đằng sát khí. Dương Nghị Vân nghe thỏ ra lời này, cũng là trong lòng chấn động. Người khả năng đều nói thiếu, đế tôn khống chế 33 thiên điện một cái kỷ nguyên lâu, bên ngoài thượng thần giới thiên tộc có hơn phân nửa đều là 33 điện thế lực phạm vi, ta hiện tại lo lắng thời điểm, nếu đế tôn thật là nào đó cường đại Tu La đoạt xá tồn tại, như vậy thiên tộc còn dư lại bao nhiêu người? Chưa chừng, có thể hay không tất cả đều không Tu La nhất tộc cấp huyết hóa. Dương Nghị Vân lời này nói ra. Hoặc là nói hắn chính là phỏng đoán, nhưng là bên người thỏ ra cùng màu thần nương mấy người đều sắc mặt mất tự nhiên.
Cái này phỏng đoán là phi thường có khả năng. Thiên tộc nếu bị toàn bộ huyết hóa, đối chính xác thần giới tới nói, chính là đại họa. Đối với này đó lo lắng cũng không phải là không đạo lý, nếu thiên tộc 8-9 thành người đều bị tu la huyết hóa, kia cũng hiểu ý vị mặt khác đàn tộc sẽ có đồng dạng nguy hiểm tồn tại. Tới rồi lúc ấy, toàn bộ thần giới nói không chừng đều là một đống hỗn độn. Như thế Dương Nghị Vân nghĩ tới, cùng Linh một lần đầu tiên gặp mặt thời điểm Linh một cường điệu quét sạch thần giới nói. Khai thiên thời đại như cũ xuống dưới tu la tộc, tới rồi hiện tại tương đương là đều ẩn núp ở thần giới, đoạt xá hoặc là lấy mặt khác phương thức trọng sinh. Hiện giờ hắn bên người đã xuất hiện khai thiên thời đại đi theo thánh thiên đế các lộ đại thần, một đám bắt đầu ngoi đầu, rất khó nói, tu la nhất tộc cũng không phải đồng dạng cục diện. Như vậy tưởng tượng, quả thực chính là một hồi đại kiếp nạn ở thần giới đã lên men lên. Ai biết một ngày nào đó sẽ nổ mạnh. Hiện tại tưởng tượng, thần giới tai họa ngầm rất lớn. Mà 33 thiên điện có lẽ chính là một cái đạo hỏa tác. Cái này làm cho Dương Nghị Vân nội tâm không khỏi mạc danh khẩn trương. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, 33 thiên điện một trận nhất định phải thắng, nếu không một trận đánh không tốt, làm không hảo chính là toàn bộ thần giới đều khó có thể thu thập cục diện. Cũng may hắn trước mắt thực lực cùng một chúng thủ hạ thế lực, tự nhận là vẫn là có thể, ít nhất cho tới bây giờ hết thảy thế nhưng ở khống chế chung. Trong tầm mắt đại chiến, một chọi một, đã tiến vào gay cấn. Nhưng là đối với Thu Nhi cùng Tuyết Hương Mai tỷ tới nói, các nàng đối thủ, căn bản chính là bất kham một kích, đi lên liền trực tiếp cấp nháy mắt hạ gục. Trực tiếp là phá hủy đến tan thành mây khói, không cho tu la chút nào lấy máu chạy trốn một lần nữa niết bàn cơ hội. Những người khác chiến đấu cũng coi như là lực chiến thượng phân, đều áp chế từng người đối thủ, hơn nữa có Thu Nhi mấy cái áp trận, trận này nhưng là ngắn ngủn 3 phút liền kết thúc. Phải biết rằng đây chính là đại tu la, hơn nữa là hợp đạo cấp bậc, cứ việc là hợp đạo một tầng, nhưng lại là chung quy bị diệt sát. Có thể nói hoàn mỹ một trận chiến kết thúc, làm Dương Nghị Vân trong lòng đề cao không ít tin tưởng. Ong! Đúng lúc này, một thân nổ vang từ phía chân trời vang lên, Dương Nghị Vân híp mắt nhìn lại, chỉ thấy cũng không biết là kia một tầng vang lên thanh âm, dù sao xích quang lóng lánh. Ngược lại như là nào đó tín hiệu giống nhau. Nhìn không ra cái gì manh mối, Dương Nghị Vân trực tiếp hỏi Đoạn Thân mới vừa nói, lão Đoạn có thể nhìn ra từ kia một tầng hừng đông khởi xích quang sao? Hồi bẩm thánh chủ đến từ thứ 32 thiên, Đoạn Thân mới vừa nói. Đế tôn lão nhì đây là làm cái quỷ gì? Dương Nghị Vân nói thầm. Thoạt nhìn sự có không ổn, chúng ta muốn lại nhanh lên. Giờ phút này thỏ ra ra tiếng nói chuyện. Dương Nghị Vân hỏi, nhìn ra cái gì? Thỏ ra trầm ngâm nói. Hiện tại còn không thể xác định cái gì, trực tiếp thượng, ở đi một chút ta là có thể xác định. Dương Nghị Vân xem thỏ ra sắc mặt nghiêm túc, liền biết hắn có cái gì phát hiện, hơn nữa là cái gì không ổn phát hiện, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lần này hắn trực tiếp cấp Long Đại hạ lệnh, hắn tự mình đi đầu hướng về tầng thứ nhất thiên phóng đi. Được xưng là 33 thiên điện, tự nhiên liền có 33 tầng thiên. Hiện tại bọn họ mới đang đỉnh đệ thập tầng thiên, khoảng cách 32 thiên đều xa xôi. Dựa theo lão Đoạn nói xích quang lóng lánh liền ở 32 thiên, thỏ ra cũng tựa hồ đã nhận ra cái gì không tốt sự, Dương Nghị Vân biết chậm trễ đến không được, tự mình đi đầu hướng về phía trước phóng đi. Oanh! Một tiếng ầm vang lúc sau, Dương Nghị Vân cưỡi cửu long hoa sen bảo tọa xông lên đệ thập nhất tầng thiên. Nhưng là... không ai. Một người đều không tồn tại. Vốn đang nghĩ, khả năng sẽ đụng tới càng ngày càng cường đại gây khó dễ. Nhưng là lần này... có chút ra ngoài dự kiến. Tiếp tục, thỏ ra ở một bên nói. Dương Nghị Vân giờ khắc này cũng có chút ngày mai cái gì. Tiếp tục hướng về phía trước phóng đi. Ầm ầm ầm. Hắn một hơi trực tiếp xông lên 23 thiên. Như cũ cái gì đều không có. Hắn dừng lại cùng thỏ ra nhìn nhau liếc mắt một cái. Thỏ ra nói, xem ra đều tập trung đến 32 thiên đi. Vì cái gì muốn tập trung đến 32 thiên đi đâu? Dương Nghị Vân vẫn là có điểm nghi hoặc. Thỏ ra mở miệng nói, phía trước kia một đạo xích quang đó là tụ tập tín hiệu, ta phỏng đoán, đế tôn đánh sâu vào hợp đạo về một, sợ là vẫn luôn đều không có thành công, nhưng là ngươi từ chúng thần vực ra tới, tuyên bố thảo phạt 33 thiên sau điện, hắn sốt ruột. Nguyên bản đế tôn khả năng sẽ thuận khí tự nhiên đột phá đến hợp đạo 5 tầng về một, như thế có khả năng là tu la tộc công pháp cùng thần giới công pháp hoặc là nói đại đạo một lần dung hợp. Thực lực tất nhiên sẽ đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới.
nhưng hắn khả năng không nghĩ tới ngươi sẽ nhanh như vậy đối 33 thiên điện khởi xướng tiến công, kể từ đó, đế tôn liền không có cũng đủ thời gian đi tu luyện đột phá, ta hiện tại phỏng đoán đế tôn là muốn lấy cái gì thủ đoạn mạnh mẽ đánh sâu vào về một chi cảnh giới, mà giờ phút này có lẽ tới rồi mấu chốt hết sức. Từ chúng ta tiến vào 33 thiên điện bắt đầu đều là kéo dài chiến đấu, thực hiển nhiên là đế tôn thủ hạ tu la đều phải kéo dài tiêu hao chúng ta chỉnh thể pháp lực, nhưng là bọn họ khả năng không nghĩ tới, chúng ta sức chiến đấu sẽ như thế cường đại, thế cho nên bọn họ hiện tại thay đổi đối sách, thoạt nhìn là đem sở hữu chư thiên nhân thủ đều tập trung ở 32 thiên, muốn tới 32 thiên tướng chúng ta ngăn trở, cấp đế tôn tranh thủ thời gian. Nếu là không đoán sai, ra 32 thiên cùng 33 thiên, mặt khác chư thiên cũng chưa tu la tồn tại, cho nên chúng ta cũng muốn đuổi thời gian, ta có bất hảo dự cảm, như nếu thật làm đế tôn mạnh mẽ đột phá hợp đạo về một, có lẽ sẽ có đại phiền toái. Cần thiết muốn cướp đến đế tôn đột phá phía trước, đánh gãy hắn, hoặc là nói xử lý hắn, nếu không thật khó mà nói, lần này là phúc hay họa, muốn mau. Thỏ ra lời nói đến mặt sau đều bực bội lo âu lên. Dương Nghị Vân nghe thỏ ra nói chuyện phân tích, hắn cũng có áp lực, không cho rằng thỏ ra những lời này là nói chuyện giật gân, tu luyện đến nay hắn được đến thiên tâm chi lực sau, bản thân liền phát hiện đối trong thiên địa muốn phát sinh chuyện gì, có nào đó cảm giác, hiện tại nghe thỏ ra như vậy vừa nói, hắn thiên tâm có cảm. Này thuyết minh, thật sự sẽ có phiền toái. Thật sự nếu là như thỏ ra phỏng đoán giống nhau, như vậy bọn họ liền phải tốc chiến tốc thắng, quyết định không thể có thể làm đế tôn thuận lợi đột phá. Nếu là đế tôn sau khi đột phá, hắn đối thượng đế tôn đều không nhất định có tin tưởng. Rốt cuộc người có tên, cây có bóng, đế tôn lão nhi bên ngoài thường khống chế thần giới một cái kỷ nguyên, là được xưng thần giới đệ nhất cường giả, thậm chí còn hiện tại còn cùng tu la nhất tộc sâu xa sâu đậm, thậm chí có thể nói, đế tôn có khả năng chính là một tôn cường đại tu la, loại này thân phận bối cảnh hạ nhân vật, tuyệt đối không phải đơn giản hạng người. Với hắn mà nói, hiện tại cùng đế tôn chi gian, đã liên lụy đến kiếp trước kiếp này vấn đề, đế tôn lão nhi cùng hắn chi gian cần thiết phải có cái ngã xuống, chuyện này mới có thể tính xong. Cho nên nói Dương Nghị Vân trong lòng là có áp lực. Hiện tại xem ra đế tôn ở đánh cuộc, ở mạnh mẽ hợp đạo về một, tuy rằng hắn không biết hợp đạo về một lúc sau đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, nhưng nghĩ đến nhất định không phải chuyện tốt. Nhất định phải đuổi ở đế tôn đột phá phía trước đánh gãy hắn. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân trực tiếp hạ lệnh. Mọi người nghe lệnh không tiếc dư lực phía trên 32 thiên, tới rồi 32 thiên khả năng chính là sinh tử chi chiến, hợp đạo cấp bậc ở phía trước, thiên đạo quy tắc cấp bậc ở giữa, thiên đạo sơ cảnh cuối cùng, xử lý hết thảy địch nhân, sát, sát, sát sát sát, hơn 1.000 người tiếng giết đáp lại, thanh chấn cửu thiên. Dương Nghị Vân như cũ xông vào đằng trước, từ thứ 23 tầng thiên tiếp tục vọt đi lên, hắn hóa thân một đạo thần quang, phía sau là một đạo tiếp theo một đạo thần quang. Hơn 1.000 cường giả đủ mọi màu sắc thần quang, rất là đồ sộ. Có Dương Nghị Vân tự mình dẫn dắt, cho nên có đều là sĩ khí siêu cường, thế như trẻ tre trực tiếp hướng về 32 thiên phóng đi. Ầm vang, ầm vang. Một tầng thiên tiếp theo một tầng bầu trời tới, quả nhiên như hắn cùng thỏ ra phỏng đoán giống nhau, đều không có người. Thực mau bọn họ đã đến 31 thiên. Dương Nghị Vân hít sâu một ngụm, đôi mắt nheo lại, lần thứ hai bùng nổ mà đi. Tiếp theo tầng chính là 32 tầng thiên, không có gì bất ngờ xảy ra, đế tôn dưới tòa sở hữu tu la cũng hoặc là thiên tộc thần linh, đều đem hội tụ tập ở thứ 32 tầng thiên, bọn họ sẽ ở 32 thiên tập trung lực lượng chặn lại bọn họ, cấp đế tôn tranh thủ mạnh mẽ hợp đạo về một thời gian. Cho nên Dương Nghị Vân nghĩ đến, này 32 tầng thiên, mới là chân chính chém giết chiến trường. Ầm vang, rốt cuộc hắn khống chế ở cửu long hoa sen bảo tọa, xông lên thứ 32 tầng thiên. Mới vừa phá tan 32 tầng thiên mây mù cái chắn, Dương Nghị Vân đều còn không có tới kịp đánh giá bốn phía tình huống như thế nào đâu, chỉ cảm thấy có chói mắt huyết quang từ bốn phương tám hướng ập vào trước mặt, mang theo cường đại hơi thở, làm hắn mí mắt đều là nhảy dựng. Long đại tán. Quả nhiên 32 tầng thiên có chuẩn bị chờ đợi bọn họ. May mắn hắn trong lòng có chuẩn bị, ra lệnh một tiếng làm long đại bọn họ cửu long tản ra làm tốt phòng ngự. Ngao ngao. Từng tiếng long minh vang lên. Hoa sen bảo tọa dáng màu đại tác phẩm. Đem mặt tiền cửa hiệu mà đến huyết quang ngăn cản mở ra. Đồng thời chín đại chân long tản ra, hoa sen bảo tọa biến mất. Hừ. Dương Nghị Vân một tiếng hừ lạnh, trở tay chính là một trường thiên phạt vạn vật.
tức khắc đem sở hữu huyết quang chi lực xua tan. Ngay sau đó hắn huyền phù ở không, rốt cuộc thấy được trong tầm mắt hết thảy, lại là vội vàng đối Long Đại Cửu Long nói, Đại Long ngươi chờ lui ra. Giờ phút này thỏ ra cùng Mầu Thần Nương Nương dừng ở Dương Nghị Vân bên người, phía sau Tiểu Phượng Hoàng các nàng cũng đều đã đến. 32 tầng thiên huyết quang trọng thiên, túc sát một mảnh. Ở Dương Nghị Vân tầm mắt cây số ở ngoài, là một cái vuông vức tu la phương trận, liếc mắt một cái quét tới không dưới tam vạn tu la. Huyết sát tràn ngập, lệnh người áp lực. Quả nhiên không đoán sai, xem ra đế tôn là muốn cưỡng chế hợp đạo về một A. Thỏ ra trầm ngâm ra tiếng. Tam vạn tu la đằng đằng sát khí che ở trước mặt. Hơn nữa hơi thở cường đại không dưới mấy ngàn, cư nhiên nhiều là thiên đạo quy tắc cấp bậc, trong đó có hơn 1000 đạt tới hợp đạo hơi thở. Đương nhiên vượt qua hợp đạo 3 tầng nhưng thật ra không có nhiều ít. Dương Nghị Vân liếc mắt một cái đảo qua, có 5 cái hợp đạo 4 tầng cấp bậc tồn tại, trong đó cầm đầu thật là năm đó ở chúng thần vực bị hắn một trưởng đánh tan thánh thiên điện đại pháp tôn Đại Thu La. Người này cũng không biết dùng cái gì bí pháp, không chỉ có khôi phục lại đây, hơi thở còn càng cường đại hơn. Tam vạn tu la từ cấp thấp đến cao giai có thể so với hợp đạo 4 tầng đại tu la, thật lớn trận thế. Thực rõ ràng là muốn ở chỗ này ngăn trở bọn họ, hoặc là nói phải cho đế tôn tranh thủ thời gian, hiện tại điểm này nhất định xác định. Đối mặt tam vạn tu la, kỳ thật Dương Nghị Vân trong lòng là có chuẩn bị, nhìn như cường đại vô cùng, nhưng chân chính trọng điểm là 5 cái hợp đạo 4 tầng đại tu la, dư giả ở hắn xem ra đảo cũng không có gì. Chung quy đa số là cấp thấp tu la mà thôi. Bực này chiến đấu, vẫn là muốn xem từng người trận doanh cường giả số lượng. Mà hắn bên này, có rất nhiều cường giả. Mầu Thần Nương Nương, Cá Trạch, Huyết Anh, Thỏ Gia, Thu Nhi, Tiểu Phượng Hoàng, Nghé Con Từ Từ, bất luận cái gì một cái ra tới đều có thể so với hợp đạo 4 tầng, thậm chí trong đó Mầu Thần Nương Nương cùng Huyết Anh có thể so với nửa thánh. Thỏ Gia tuy rằng là hợp đạo 4 tầng, nhưng là hắn có kiếp trước ký ức thủ đoạn, chân chính bùng nổ dưới. Tuyệt đối là mọi người chung chỉ ở sau Mầu Thần Nương Nương tồn tại. Cho nên nói tại tiên thiên thượng hắn bên này liền chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên ở số lượng thượng, lần này lại là yếu đi xuống, muốn đánh thắng trận này, tất nhiên là muốn trả giá đại giới. Bất quá chém giết chiến đấu, đã là tên đã trên dây không thể không phát, mặc kệ thế nào, đều phải đi xuống đi. Nơi này giao cho ta, người cùng Mầu Thần Nương Nương trực tiếp đi tìm đế tôn, so sánh với tới. Đế tôn mới là lớn nhất nguy hiểm, nếu là làm đế tôn mạnh mẽ hợp đạo về một, đó chính là thần giới cùng đệ tứ giới tập hợp lên đại đạo, đến lúc đó sẽ là vượt qua chúng ta nhận chi thần thông đạo thống xuất hiện, kia mới có thể là đại phiền toái. Thỏ ra nheo lại đôi mắt nói chuyện. Dương Nghị Vân sửng sốt, có thể hành. Không phải hắn đối thỏ ra không tin tưởng, thực sự là bởi vì tam vạn tu la A, cũng không phải là nháo xong, hơn nữa trong đó còn có 4 cái đại tu la tồn tại. Hừ. Khai thiên thời đại lão phu có thể chiến tu la có thể sát tu la, hiện giờ tới rồi hiện tại lão phu cũng là niết bàn vài thế người, nếu là còn ứng đối không được này đó đoạt xá tu la, vậy sống uổng phí, Tiểu Phượng Hoàng các nàng đều cho ta lưu lại cũng đủ, ngươi mang theo Huyết Anh cùng Mầu Thần Nương Nương đi 33 thiên tìm đế tôn, nơi này không cần lo lắng, chúng ta nếu là sớm một chút kết thúc, liền tới giúp ngươi, tiểu tử ngươi nhớ kỹ, dùng hảo thánh thiên đế tam kiện chí bảo, liền tính là xuất hiện cái gì vấn đề lớn. Bảo tánh mạng của ngươi hẳn là không thành vấn đề, thỏ ra dặn dò nói. Dương Nghị Vân nghe thỏ ra nói chuyện, lại là biết hắn nói rất đúng, đích xác so sánh với tam vạn tu la, đế tôn mới là cuối cùng đại họa. Nếu là làm đế tôn hợp đạo về một, chính như thỏ ra lời nói, đến lúc đó khả năng sẽ xuất hiện một cái quái vật không thể. Đủ loại dấu hiệu đều mặt ngoài, đế tôn không phải đế tôn, mà là tu la đoạt xá giả, dựa theo thỏ ra suy đoán, đế tôn cái này tu la. Là tưởng dung hợp tu la với thần giới hai đại cực đoan bất đồng thế giới đại đạo, đến lúc đó sẽ là cái dạng gì, ai cũng ngẫm lại không đến sẽ có cái gì hậu quả xuất hiện. Nghe tới không thể tưởng tượng, nhưng cũng không phải không có khả năng. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, thỏ ra suy đoán là chính xác, đế tôn có lẽ là từ khai thiên thời đại liền đoạt xá tu la, lại trải qua cùng càn khôn thần đế chiến tranh, tới rồi hiện tại này nhiều vô số tuế nguyệt, cư nhiên còn không có thành thánh, lẽ ra không nên. Cho nên chỉ có thể thuyết minh, đế tôn cho tới bây giờ còn ở đánh sâu vào hợp đạo về một cảnh giới, chính là ở cùng thần giới cùng tu la giới hai đại đạo thống tu luyện, phải đi một cái khai khơi dòng con đường xuất hiện. Tu la tộc vẫn luôn tưởng xâm lấn thần giới, nhưng lại bị thánh thiên đế cấp đánh sập,
vô cùng có khả năng là đế tôn đi rồi một khác điều xâm nhập chi lộ, con đường này đó là hai đại đạo thống dung hợp chi lực, cho nên hắn tu luyện mới có thể như thế nào chậm đi. Có lẽ không có hắn xuất hiện, đế tôn cái này con đường này sẽ thành lúc sau, thần giới liền khoảng cách điên đảo không xa. Đáng tiếc hắn xuất hiện. Như thế đánh gãy đế tôn kế hoạch đi. Thế cho nên hiện tại dựa theo thỏ ra suy đoán, là hắn đem đế tôn bức nóng nảy, muốn cưỡng chế đánh sâu vào hợp đạo về một. Đi ra một cái đạo thống tới. Dựa theo lúc trước Dương Nghị Vân kế thừa càn khôn thần đế truyền thừa tin tưởng cho thấy, đế tôn đích xác cùng tu la cùng một nhịp thở, hiện tại rất nhiều sự, ở Dương Nghị Vân trong óc đều có thể đối thượng. Cho nên nói, hắn cũng không đường lui. Cần thiết muốn xử lý đế tôn lại nói. Về sau sự, khả năng sẽ rất khó, nhưng hắn biết hôm nay nếu là không đem đế tôn bắt lấy, hắn về sau muốn đối mặt sự, sẽ càng gian nan. Nghĩ đến đây, Dương Nghị Vân cũng không có ở cùng thỏ ra thoái những cái gì, gật gật đầu, các ngươi cẩn thận, ta mang theo nói nhi cùng nương nương thẳng đến 33 thiên đi. Đi thôi, đừng lo lắng nơi này, lo lắng hảo chính ngươi, bảo trọng. Thỏ ra chẳng lẽ ngữ khí nói chuyện đều mềm một ít, nhìn thoáng qua màu thần nương nương gật đầu ý bảo nói, nương nương lo lắng. Ha ha, ai làm hắn là ta kiếp trước oan gia a, yên tâm đi, ta chết cũng sẽ đi theo hắn, Hỗn Nguyên Đại Thánh cũng không cần lo lắng. Liền tính là hắn đế tôn là nào đó đại tu la trên đời, lão nương cũng sẽ đem hắn nghiền xương thành cho không thể. Mầu thần nương nương giờ phút này nói chuyện vô cùng khí phách. Như thế, thánh chủ cùng nương nương bảo trọng, ta đem mau chóng kết thúc nơi này chiến đấu, tiến đến chi viện các ngươi. Thỏ ra nói xong, ngay sau đó thanh như chuông lớn nói, cho nên người cho ta tiêu diệt tam vạn tu la, sát. Dương Nghị Vân cùng thỏ ra nói chuyện, mọi người đều nghe được, lúc này tất cả mọi người biết. Chân chính nguy hiểm không phải này tam vạn tu la, mà là ở 33 thiên đế tôn. Mà Dương Nghị Vân muốn đi trực tiếp đối mặt đế tôn, hiện tại bọn họ còn lại là muốn khai ra một cái nói tới, cấp Dương Nghị Vân đem phía sau quét sạch. Theo thỏ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người nhằm phía tam vạn tu la. Ngao, giống, chi chi, pi pi. Trong lúc nhất thời tiểu phượng hoàng, cá trạch, nghé con cùng điêu nhi từ thần thú tất cả đều hóa thân bản thể. Dơ thẳng lên trời thét dài, nhằm phía tam vạn tu la mà đi. Mọi người đều rõ ràng, chân chính quyết chiến từ giờ phút này bắt đầu rồi. Chúng ta đi. Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua nháy mắt va chạm ở bên nhau sau chém giết bắt đầu trường hợp, trong lòng mặc niệm, các ngươi đều phải tồn tại. Tiếp đón một tiếng màu thần nương nương cùng huyết anh mà, ba người hóa thành ba đạo thần quang, xông thẳng 33 thiên mà đi. Nơi đi qua, tất cả đều tam vạn tu la tạo thành hồng lưu chặn đường. Nhưng lại bị thỏ ra mang theo tiểu phượng hoàng bọn họ ngạnh sinh sinh khai ra một cái con đường. Thực mau Dương Nghị Vân cùng màu thần nương nương huyết anh ba người vọt qua đi bước lên đi trước 33 thiên lên trời bậc thang. Nháy mắt liền lướt qua 32 thiên, Dương Nghị Vân đôi mắt tại đây một khắc đỏ, hắn không quay đầu lại, kỳ thật làm trong lòng rất rõ ràng, 1000 suất đầu đối thượng tam vạn tu la chênh lệch, cứ việc thỏ ra bọn họ đều cường đại, nhưng một trận chiến này nhất định sẽ thực thảm thiết. Thậm chí sẽ có ngã xuống xuất hiện. Nhưng, hắn quản không được, hắn mục tiêu là đế tôn, là mau chóng bước lên 33 thiên ngăn cản đế tôn, không thể làm đế tôn hợp đạo về một thành công, nếu không một khi đế thành công, cục diện chính là mất khống chế, đến lúc đó khả năng sẽ có lớn hơn nữa thương vong xuất hiện, lớn đến hắn sẽ vô pháp thừa nhận. Giờ khắc này Dương Nghị Vân nghẹn một hơi, bước lên cuối cùng một ngày, 33 thiên. Oanh! Một tiếng nổ vang lúc sau. Hắn đứng ở 33 thiên sơn đỉnh núi, không có trong tưởng tượng to lớn, nơi này chính là một chỗ không đủ 100 bình phương tả hữu đỉnh núi, cao như mây đoan, tầm mắt 50 mét ngoại một cái tế đàn xuất hiện, tế đàn thượng còn lại là một tôn tượng đá khoanh chân mà ngồi, nhưng giờ phút này hắn nhìn đến cái này tượng đá thất khiếu ở đổ máu. Không hề nghi ngờ cái này tượng đá chính là đế tôn, chỉ là thất khiếu ở đổ máu, nhìn thực quỷ dị thực khiếp người. Hô! Dương Nghị Vân hộc ra một hơi. Hắn cảm nhận được trong không khí áp lực. Màu thần nương nương cũng là hiếm thấy không ra tiếng, nhưng lại cả người tản ra cường đại hơi thở, có vẻ rất dày nặng. Huyết anh huyết quang chợt lóe xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên tay trái, thanh thúy mở miệng nói, ba ba kia một tôn tượng đá là sống, rất mạnh thực tà. Giờ phút này huyết anh xưa nay chưa từng có lão khí thực thu, hai tròng mắt hóa thành huyết sắc, ánh mắt nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm tế đàn thượng tượng đá. Dương Nghị Vân đâu? Hắn kỳ thật cảm thụ càng khắc sâu, từ nhìn đến này một tôn tượng đá bắt đầu,
hắn nguyên thần trung thiên tâm liền bắt đầu lập lòe lên, có loại thực bất an cảm xúc áp đều áp chế không được. Kình địch. Dương Nghị Vân ở trong lòng cấp ra hai chữ. Nhìn Huyết Anh nói nhi sợ sao? Huyết Anh lắc đầu, không sợ, ta sẽ ở ba ba bên người. Hảo hài tử, bảo vệ tốt chính mình, nhớ kỹ một khi xảy ra chuyện gì, ta làm ngươi đi, ngươi liền không được quay đầu lại cho ta rời đi biết sao? Dương Nghị Vân nhìn Huyết Anh nghiêm túc dặn dò. Huyết Anh cúi đầu không nói. Ta muốn cùng ba ba ở bên nhau. Nửa ngày sau Huyết Anh rốt cuộc nói một câu nói, màu đỏ hai tròng mắt chung có kiên định tinh quang lập lòe. Mầu thần nương nương nhưng thật ra rộng rãi một ít nói, các người thầy trò hai hàng, hiện làm hắn lại nói, kết quả là cái dạng gì, vẫn là không biết bao nhiêu, nhưng đừng trước dập tắt chính mình uy phong, đường đường thánh thiên đế, đó là vạn thánh thánh vương, kẻ hèn nhất giai tu la mà thôi, diệt đó là. Dương Nghị Vân nghe được mầu thần nương nương như thế khí phách một phen lời nói, nội tâm áp lực đảo cũng xua tan không ít, đích xác hắn ở bất chi bất giác nửa đường tâm đã chịu nơi này khí chàng áp lực, thế cho nên có một ít bi quan. Đương như mầu thần nương nương lời nói, bất chấp tất cả trước làm hắn lại nói. Có không phải thật không thực lực? Không nói chính hắn, chỉ cần mầu thần nương nương đều tương đương với nửa thánh thực lực tu vi, Huyết Anh cũng là một thân thần bí lực lượng. Mà hắn sao tự nhận là vẫn là có thể, cho nên bọn họ ba cái hoàn toàn không cần thiết có cái gì bi quan cảm xúc ra tới. Còn chưa tới bi quan nông nỗi. Hắn có thể có bi quan cảm xúc toát ra tới, cùng hắn tự thân trọng tình trọng nghĩa tính cách có rất lớn quan hệ, mặt khác cũng là đã chịu nơi này khí chàng ảnh hưởng. Từ điểm này thường cũng đủ để thuyết minh, kia một tôn tượng đá yêu dị. Đương nhiên hiện tại xem thất khiếu đổ máu tượng đá chính là đế tôn. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua mầu thần nương nương cùng Huyết Anh nói, cẩn thận. Nói lúc sau, hắn nhảy dựng lên, cách thật xa đối với tượng đá chính là một chưởng đánh ra đi. Thiên phạt vạn vật. Một chưởng mà ra, thần quang lộng lẫy, trong thiên địa bốn phương tám hướng không khí đều tại đây một khắc ngưng tụ lên. Thánh đạo thần thông một chưởng, mượn thiên địa chi lực. Thực sự là không thể khinh thường. Cùng thời gian, bên trái Huyết Anh, bên phải mầu thần nương nương đồng thời ra tay. Huyết Anh đối với tượng đá một lóng tay mà ra, lại là một đạo đỏ đậm tia chớp mà đi. Mầu thần nương nương còn lại là ngón tay vừa động, một đạo cầu vồng rời tay mà ra thẳng đến tượng đá. Hai người nhìn như tùy ý công kích, kỳ thật Dương Nghị Vân cảm nhận được từng người bộc phát ra tới cường đại năng lượng, mỗi người mỗi vẻ cùng bất đồng. Công kích chi gian, lại là hơi thở chút nào không thể so hắn thiên phạt vạn vật trưởng nhược. Ba người hợp lực xuất hiện chi gian, toàn bộ không gian đều ở chấn động. Này cũng cho Dương Nghị Vân rất lớn tin tưởng. Chẳng sợ chính là đối mặt chân chính thánh đạo cường giả, nghĩ đến bọn họ ba người cũng là có một trận chiến chi lực đi. Trong lòng như vậy nghĩ, Dương Nghị Vân ánh mắt lại là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm tượng đá thượng. Khi bọn hắn ba người công kích trực tiếp tới rồi tượng đá 3 mét thời điểm, rốt cuộc tượng đá có biến hóa. Ba đạo xích màu đen lưu quang đại tác phẩm. Lại là dây lát chi gian, hóa thành xem ba bóng người. Bộ mặt dữ tợn vô cùng, cư nhiên phát ra tiếng giống giận. Giống. Ở gầm rú chung, tượng đá trung tam quang hóa thân ba người, bỗng nhiên đối với bọn họ ba người công kích phản kích. Oanh! Oanh! Ầm vang! Ba tiếng nổ vang! Huyết quang kim quang bảy màu ánh sáng hắc khí đan chéo ở bên nhau, bùng nổ chính là đinh tai nhức óc thanh âm. Ngay lập tức chi gian giữa sân trực tiếp năng lượng tạc nứt. Ong một chút, mãnh liệt quang mang chói mắt khuếch tán khai. Lan đến đi ra ngoài mấy ngàn mét xa. Dương Nghị Vân cùng Huyết Anh, mầu thần nương nương đều đánh sâu vào tới rồi 30 mét ra, bị này cổ khí lãng cấp bức đình, rốt cuộc vào không được nửa phần, nhưng là bọn họ ba người cũng không lui một bước. Lúc này Dương Nghị Vân cảm nhận được chính là, thật lớn năng lượng phong ba, thực dọa người, nhưng ở thừa nhận trong phạm vi. Trên mặt cũng là trầm đi xuống. Bọn họ ba người công kích, thực hiển nhiên là bị tượng đá bản thân chi lực cấp cản lại. Này cũng thuyết minh, tượng đá bộc phát ra tới lực lượng là cỡ nào cường đại. Bọn họ ba cái chung, mầu thần nương nương chính là linh một ngụm chung nửa thánh, Huyết Anh càng không cần phải nói, từ Huyết Anh xuất thế gần nhất, còn không có quá chân chính ý nghĩa thượng bại tích. Mà chính hắn đâu? Hợp đạo bốn tầng tu vi, này chỉ là mặt ngoài mà thôi. Cứ như vậy cường đại ba người tổ, cư nhiên bị tượng đá trung toát ra tam đại xích hắc quang mang hóa thành ba đạo nhân ảnh một chút cấp lập tức. Kiểu gì khủng bố? Dương Nghị Vân không thể không kinh ngạc. Ngay sau đó,
năng lượng khí chàng tan đi. Hết thảy tựa hồ đều quy về bình tĩnh. Dương Nghị Vân xem qua đi, 9 mét đường kính tế đàn thượng, tượng đá khoanh chân mà ngồi, nhìn như không có động quá một chút, tựa hồ chính là một tôn tượng đá, trừ bỏ thất khiếu ở đổ máu ở ngoài, thoạt nhìn cũng không có gì biến hóa. Thật đúng là như vậy sao? Tự nhiên không phải. Vừa rồi giao phong, thuyết minh hết thảy. Giờ phút này Dương Nghị Vân cùng Huyết Anh Màu Thần Nương Nương song song một loạt, huyền phù ở không nhìn tượng đá. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy vang lên. Dương Nghị Vân ánh mắt co rụt lại, hắn thấy được tượng đá nứt ra rồi một đạo khe hở. Răng rắc sát. Trong nháy mắt toàn bộ tượng đá toàn bộ vỡ ra. Không đúng, chuẩn xác mà nói, là tượng đá mặt ngoài bắt đầu chóc ra. Oanh. Một tiếng nặng nề lúc sau, tượng đá thượng xích hắc quang vựng chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó Dương Nghị Vân ba người trong tầm mắt, xuất hiện một người thân xuyên hắc y trung niên nhân. Tóc tùy ý áo choàng, ánh mắt nhắm chặt. Thoạt nhìn cũng là 40 xuất đầu bộ dáng, cùng Dương Nghị Vân trong tưởng tượng không giống nhau, đây là một cái thoạt nhìn thực nhân loại người. Cũng không phải hắn trong tưởng tượng bộ mặt dữ tợn ma đầu quái vật. Đế tôn! Dương Nghị Vân trong lòng nói thầm. Bỗng nhiên thấy, người này mở hai mắt. Hắn đôi mắt từ đỏ đậm nháy mắt hóa thành đen nhánh, ở khôi phục tới rồi nhân loại bình thường đôi mắt, nhất sẽ lại là lộng lẫy như sao trời, lại như là không đáy vực sâu. Liếc mắt một cái đối diện, Dương Nghị Vân liền cảm thấy hắn nguyên thần đều đang run rẩy. Cũng may giờ phút này nguyên thần trung thiên tâm chấn động, nháy mắt đem này sợi không tốt hơi thở xua tan. Ngay sau đó người này cư nhiên nhìn đến hắn thời điểm khóe miệng có ý cười. Lại là mở miệng nói, ngươi trung quy là tới nhanh chút, đáng tiếc, tự cấp ta 100 năm thời gian đều vậy là đủ rồi, thật đáng tiếc a. Không thể hiểu được nghe vào Dương Nghị Vân trong tai mơ màng hồ đồ, nhưng Dương Nghị Vân có thể cảm giác nói hắn là ở cùng chính mình nói chuyện. Nhìn chằm chằm cái này một thân hắc y, trung niên diện mạo bộ dạng nam tử, Dương Nghị Vân có loại không thể nói cảm giác, rất quái lạ, thực không thoải mái. Rõ ràng nhìn qua. Người này mang theo như tắm mình trong gió xuân ý cười, nhưng Dương Nghị Vân lại là từ linh hồn chỗ sâu trong sinh ra một cổ chán ghét, thậm chí là có như vậy một tia kiêng kỵ. Giống như đã từng quen thuộc người cùng cảm giác, hắn thực chán ghét. Nhìn trung niên nhân, Dương Nghị Vân rốt cuộc mở miệng, ngươi là đế tôn. Trung niên nhân tức khắc ngẩn người, ngay sau đó nhìn Dương Nghị Vân cười ha ha nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn không có thức tỉnh, ha ha ha, xem ra ngươi là vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi có thể kêu ta đế tôn, cũng có thể kêu ta Tu La Vương, hoặc là Huyết Thiên Lão Tổ. Ha ha, xem ra ta chỉ có thể xưng hô ngươi vì Dương Nghị Vân đi. Thánh Thiên Đế xưng hô ngươi thoạt nhìn còn không đảm đương nổi, sợ là hôm nay lúc sau ngươi cũng không có cơ hội. Này một phen lời nói, nghe vào Dương Nghị Vân trong tai lại là như sấm sét tạc vỡ ra tới. Vì cái gì? Bởi vì, trung niên nhân nói ra ba cái danh hiệu, đế tôn, Tu La Vương, Huyết Thiên Lão Tổ. Nếu là Dương Nghị Vân không đi qua chúng thần vực tự nhiên sẽ không biết, Tu La Vương cùng Tuyết Thiên Tổ sư chi danh, kỳ thật chính là cùng người. Hiện tại lại là rõ ràng, người này là đế tôn, là Tu La Vương, càng là Huyết Thiên Lão Tổ. Đây là... Sao lại thế này? Một đáp án lúc này đã tới rồi Dương Nghị Vân trong đầu. Cùng cá nhân A, ngẫm lại cũng không có gì không đúng, Thánh Thiên Đế đều có thể chuyển sinh 3 lần mà tu luyện, như vậy Tu La Vương đồng dạng có thể. Chỉ là không tưởng sẽ lưu tại thần giới. Lúc này là Tu La Vương là Huyết Thiên Lão Tổ là đế tôn. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi nói, mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều không thể lưu tại thần giới. Hôm nay ta giết ngươi, hoặc ngươi đi ngươi u minh biển máu, thần giới có ta ở đây, không chấp nhận được ngươi dương oai. Đế tôn nghe Dương Nghị Vân nói xong, ha hả mà cười, đối Dương Nghị Vân uy hát yêu ta tựa hồ không chút nào để ý, ngược lại mang theo nghiền ngẫm nói, lại có ích lợi gì đâu. Ngươi hôm nay liền tính có thể giết ta, lại có gì phương? Chết chỉ là bổn vương lưu tại thần giới 10 đại phân thân chi nhất chung một cái mà thôi. Nói thật cho ngươi biết đi, toàn bộ trong tam giới còn có mặt khác 9 đại phân thân tồn tại, thần giới tam giới bổn vương chí tại tất đắc, dựng lên bổn vương chân chính chân thân sẽ ở biển máu trọng sinh, đến lúc đó trong tam giới 10 đại phân thân sẽ mở ra luân hồi, làm bổn vương chân thân lại lâm thần giới. Khai thiên thời đại thời điểm bổn vương liền nói quá. Tam giới hẳn là có bổn vương biển máu đại đạo thống trị, lời này tự nhiên là muốn tính, ngươi chờ tam giới sinh linh vốn là hẳn là xưng là bổn vương biển máu đại đạo dưới huyết nô con dân,
Ha ha, còn nữa, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi năng động được bổn vương sao? Dương Nghị Vân nghe Tu La Vương xích quả trắng ra lời nói, trong lòng thực sự ở cầm lòng không đậu nhảy lên. Hắn trong lòng ở sông cuộn biển gầm. Trước mắt đế tôn đây là Tu La Vương lưu tại thần giới 10 đại phân thân chi nhất mà thôi, còn có 9 đại phân thân tản ở tam giới bên trong. Tu La Vương chân chính lại là ở biển máu chờ đợi trọng sinh mà ra. Chờ đợi 10 đại phân thân một lần nữa mở ra luân hồi, hắn sẽ lại lần nữa buông xuống thần giới. Đây là kiểu gì đáng sợ? Dương Nghị Vân cái trán bất chi bất giác mồ hôi cuồn cuộn. Đế tôn không e dè mà nói ra hắn là phân thân, liền đủ để thuyết minh, hắn đối thực lực của chính mình có gì chờ cường đại tin tưởng đi. Hơn nữa liền tính là này một tôn phân thân diệt sát, nhân ra còn có mặt khác 9 đại phân thân. Tất cả đều lưu tại trong tam giới. Cũng chính là không đơn giản là thần giới tồn tại, tam giới địa phương khác như tiên giới gì đó địa phương cũng sẽ có Tu La Vương phân thân tồn tại. Mà này đó phân thân, đều là chuẩn bị muốn mở ra luân hồi, làm Tu La Vương chân thân trọng lâm thần giới. Quả thực phát rồ. Thoạt nhìn Tu La Vương bố cục, từ khai thiên thời đại trận chiến ấy liền bày ra. Mặt khác, Thánh Thiên Đế kỳ thật cũng là như thế, đồng dạng bố cục liền từ khai thiên thời đại bắt đầu, tỉ như nói hắn. Lại tỉ như hiện tại hắn bên người tụ tập này đó cường giả thần thú từ, đặt ở khai thiên thời đại đều là Thánh Thiên Đế dưới tòa đại Thánh Thiên Quan cùng với cường đại hậu cung từ. Nếu không phải trước thời gian không sợ, đại gia sao có thể sẽ hội tụ đến cùng nhau. Giờ phút này nghe đế tôn mang theo cường đại tin tưởng lời nói, Dương Nghị Vân ngẫm lại làm sao sợ hãi. Liền ngươi sẽ bố cục. Thánh Thiên Đế liền sẽ không sao. Lại nói. Nơi này trước sau là thần giới, là Thánh Thiên Đế hoặc là nói là hắn chủ chiến tràng, Dương Nghị Vân cũng không tin ngươi một giới đệ tứ giới tiến đến ma đầu thật sự có thể phiên thiên đi. Đối mặt tràn ngập tự tin mang theo diễn ngược chi ý đấu tôn, Dương Nghị Vân đột nhiên cười, nhìn hắn nói, nơi này là thần giới, là ta sân nhà, đừng nói ngươi có 10 đại phân thân lưu lại, cho dù có ngàn vạn phân thân, ta đều có thể cho ngươi nhất nhất tiêu diệt. Dựng lên ta một ngày nào đó sẽ đi U Minh biển máu tìm ngươi. Đem ngươi chân thân bốc hơi, hôm nay liền trước từ ngươi cái này đế tôn phân thân bắt đầu. Nhiều năm như vậy, ngươi đối ta bỏ chi không tha, đến nay làm ta khó quên, ta phát quá thể, một ngày nào đó ta đánh thượng 33 thiên điện, đem ngươi nghiền xương thành cho, hiện tại ta muốn bắt đầu thực hiện ta lời thề, đế tôn ngươi tiếp chiêu đi. Ha ha, không nói đến ngươi còn không phải Thánh Thiên Đế trên đời, liền tính là ngươi là Thánh Thiên Đế thức tỉnh, ở bổn vương trước mặt, cũng không dám như thế cuồng vọng. Thật sự cho rằng bổn vương một giới phân thân, ngươi giết không được ngươi sao? Đế tôn như cũng mang theo ý cười, nhưng trong giọng nói lại là đã mang lên sát ý. Hiển nhiên Dương Nghị Vân lời này, làm hắn bực. Dương Nghị Vân nói ra nói, so với hắn còn ngạo khí. Hừ! Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng nói, đừng vô nghĩa, nói đến cùng ngươi không phải Tu La Vương, chính là một cái phân thân mà thôi, đừng thật sự chính mình là Tu La Vương. Bổn đại gia ta cũng không phải cái gì Thánh Thiên Đế, nhưng cũng đã có thể xử lý ngươi. Làm càn. Đế tôn giận dữ. Oanh. Một tiếng nổ vang dưới, khoanh chân mà ngồi đế tôn rốt cuộc đứng dậy, toàn thân bộc phát ra xích màu đen quang mang, có loại sát khí vô biên khí thế xuất hiện. Dương Nghị Vân còn lại là hét lớn, làm hắn. Không nghĩ ở cùng đế tôn đấu võ mồm, hắn kỳ thật thực phản cảm, đế tôn quá mức cao cao tại thượng diễn ngược ánh mắt. Vèo vèo vèo. Nháy mắt màu thần nương nương cùng huyết anh lắc mình. Ngay sau đó ba người thành phẩm tự hình, xuất hiện ở tế đàn, đem đế tôn vây quanh. Thiên phạt vạn vật. Dương Nghị Vân như cũ là mãnh liệt một trường, bất quá lần này hắn lại là đồng thời trong lòng vừa động hỗn độn trung triệu hoán ra tới, đồng thời đối với đế tôn ném qua đi. Đông. Du Dương già nua tiếng chuông vang lên, kim quang lộng lẫy bùng nổ, hỗn độn trung khẩu hướng tới đế tôn, từng đạo kim sắc vòng tròn khí lãng mà đi. Toàn bộ không gian đều rung chuyển lên. Bảy màu lưu ly, thiên địa tiến hóa. Màu thần nương nương sướng ngâm dựng lên, đôi tay vũ động dưới, tựa ngàn vạn tay ảnh ở lưu chuyển. Theo nàng thi pháp bắt đầu, nàng chính xác người đều giống như hóa thành một tôn bảy màu chi sắc thái dương, muôn vàn bảy màu lưu quang trực tiếp đối với đế tôn bao phủ mà đi. Ở Dương Nghị Vân trong mắt lại là nhìn đến màu thần nương nương lần này bảy màu lưu ly thần quang, sở chiếu chỗ trực tiếp có không gian cái khe xuất hiện. Trong thiên địa không gian không ngừng ở vỡ ra dung hợp. Đủ để thuyết minh, màu thần nương nương lần này công kích uy lực cường đại. Mà huyết anh còn lại là hóa thành một đồ huyết phụ,
lại là giống như mũi tên nhọn giống nhau thẳng đến Đế Tôn mà đi. Huyết Anh công kích là gần người mà đi, ngược lại là Dương Nghị Vân nhéo một phen mồ hôi lạnh. Cùng thời gian, hắn trong mắt Đế Tôn, cả người xích hắc sát khí nổ tung, quần áo đại động, bạo giống một tiếng, biển máu vô biên. Đốn Tư hắn cả người như là một chút tự bạo giống nhau, nháy mắt chi gian hóa thành một đoàn huyết vụ, một chút lan tràn chính xác tế đàn, hơn nữa huyết vụ mau sắc tràn ngập đi ra ngoài, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Này trong nháy mắt Dương Nghị Vân cùng Mầu Thần Nương Nương cùng với Huyết Anh đều tới rồi Đế Tôn huyết vụ bên trong. Ầm ầm ầm. Mà cũng là cùng thời gian, bốn người đều phát giao thủ lúc sau, lấy tế đàn vì trung tâm, phát ra kinh thiên động địa ầm vang thanh. Giữa sân tiếng sấm, khí thế mãnh liệt. Bọn họ bốn người thân ảnh tất cả đều bao phủ ở năng lượng tạc nứt chung. 33 thiên đỉnh, không gian cái khe không ngừng xuất hiện, không gian vặn vẹo vô cùng. Toàn bộ thời gian liên tục không đến 10 tức. Ngay sau đó lại một lần khôi phục bình tĩnh. Cao thủ so chiêu liền ở ngay lập tức chi gian. Bốn người đều xem như trước mắt thần giới đứng đầu tồn tại. Đương nhiên đối với Đế Tôn chân chính thực lực như thế nào, ngay từ đầu Dương Nghị Vân cùng Mầu Thần Nương Nương ba người là không biết, nhưng là lần này lại là đã biết. Giữa sân huyết phụ tan đi, tế đàn không có, đỉnh núi sụp xuống giống nhau. Đế Tôn thân ảnh xuất hiện. Dương Nghị Vân cùng Mầu Thần Nương Nương hơn nữa Huyết Anh, như cũ là phẩm tự huyền phù ở Đế Tôn ba vị. Chẳng qua lúc này Đế Tôn ngực thượng xuất hiện một cái huyết động, mà hắn ánh mắt còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Anh. Huyết Anh tay nhỏ thượng có máu ở nhỏ giọt, nhưng Huyết Anh cũng ở khóe miệng đổ máu, thực hiển nhiên Đế Tôn ngực huyết động là Huyết Anh kiệt tác, nhưng trái lại Huyết Anh cũng bị Đế Tôn thương tới rồi. Lần đầu ở ngoài, Đế Tôn trên người quần áo phá động vô số, như cũ có bảy màu lưu ly ánh sáng ở lập lòe, lại là Mầu Thần Nương Nương công kích. Lúc này Mầu Thần Nương Nương đến lúc đó nhìn không bị thương, chỉ là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên cũng không hảo quá. Mà Dương Nghị Vân đâu? Hắn trong lòng cực kỳ chấn động. Trên tay trái thu hồi hỗn độn chung, ảm đạm không ánh sáng, hắn tay ở phát run. Vừa rồi va chạm dưới, hắn biết rõ đã xảy ra cái gì. Đế Tôn lão nhi đích xác không đơn giản. Đối mặt hắn cùng Mầu Thần Nương Nương hơn nữa Huyết Anh ba người liên hợp công kích, cư nhiên không có làm đảo hắn, vừa rồi công kích hạ, Đế Tôn hóa thân huyết phụ, lúc sau cùng bọn họ ba người so chiêu, trên thực tế không có cỡ nào phức tạp, Dương Nghị Vân thấy được ba đạo thực chất hóa huyết khí, trực tiếp đối thượng bọn họ ba người, lúc sau liền loại kém ở bọn họ ba cái công kích, hoặc là nói là ngạnh sinh sinh kháng hạ bọn họ ba người công kích. Ngược lại tới, bọn họ làm Đế Tôn bị thương, cũng có hại. Nhưng là trung tâm huyết phụ ba đạo dưới xâm nhập bọn họ trong cơ thể. Giờ phút này Dương Nghị Vân cảm nhận được trong cơ thể một đạo huyết phụ xông thẳng hắn thần hạch đạo chủng, vô cùng tà tính, vọt vào trong cơ thể lúc sau, nếu không phải hắn 10 đại đạo chung chi lực ngăn cản, hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng, liền tính là giờ phút này, Dương Nghị Vân cũng gần là đem Đế Tôn này một đạo huyết khí cấp áp chế ở trong cơ thể, còn không có luyện hóa loại bỏ ra tới, Dương Nghị Vân biết này yêu cầu một chút thời gian đoan. Các ngươi thế nào? Dương Nghị Vân truyền âm hỏi Mầu Thần Nương Nương cùng Huyết Anh. Hắn biết hắn bị đánh sâu vào, nghĩ đến Mầu Thần Nương Nương cùng Huyết Anh cũng không chịu nổi. Mầu Thần Nương Nương truyền âm ngươi trả lời, Đế Tôn huyết khí chính là hắn u minh giới lực lượng, bất đồng chúng ta thần giới chi lực, tạm thời ta chỉ có thể áp chế, không có biện pháp hóa giải, bất quá không ảnh hưởng chiến đấu, thực lực của hắn cao ta một đường, phải cẩn thận hắn huyết khí, ngươi không sao chứ? Ta và ngươi tình huống không sai biệt lắm. Dương Nghị Vân không nhiều giải thích. Ba ta không có việc gì, ta có thể luyện hóa Đế Tôn huyết khí. Huyết Anh truyền âm trả lời, nhưng thật ra làm Dương Nghị Vân ngoài ý muốn, bất quá cẩn thận ngẫm lại, đây cũng là bình thường, bởi vì Huyết Anh bản thân chính là nửa tu la bán thần ra đời tinh linh, Đế Tôn huyết khí Huyết Anh nói có thể luyện hóa, đó là có khả năng. Này đến lúc đó chuyện tốt. Dương Nghị Vân ánh mắt sáng lên truyền âm cấp Huyết Anh nói. Nói như ngươi trước lại đây giúp nương nương luyện hóa nàng trong cơ thể huyết khí. Huyết Anh trả lời, làm Dương Nghị Vân ý thức nói, hôm nay muốn chiến thắng Đế Tôn, có lẽ Huyết Anh sẽ trở thành mấu chốt. Đế Tôn thực lực đích xác cường đại, nhưng lúc này đây cũng thử ra tới, Đế Tôn thực lực cũng liền so Mầu Thần nương nương cao một đường. Rốt cuộc Đế Tôn không hợp đạo về một thành công, muốn mạnh mẽ hợp đạo về một thời điểm, bị hắn cấp đánh gãy, như thế Đế Tôn thực lực cũng liền ở nửa thánh giai đoạn. Chỉ là so Mầu Thần nương nương cường đại một đường. Mà Đế Tôn nhất khủng bố chính là đến từ hắn tự thân u minh biển máu huyết khí chi lực,
này đối với bọn họ này đó thần giới sinh linh tới nói, là xa lạ lực lượng, luyện hóa đều không có manh mối. Nếu không có huyết khí nhằm vào, Dương Nghị Vân tin tưởng hôm nay bọn họ liên hợp có thể chém giết đế tôn. Cũng may huyết anh tồn tại, cho hắn cơ hội. Chỉ cần huyết anh có thể luyện hóa đế tôn huyết khí, bọn họ là có thể thắng đế tôn. Truyền âm làm huyết anh lại đây trước giúp màu thần nương nương luyện hóa trong cơ thể huyết khí, đây là lựa chọn tốt nhất. Mà liền ở huyết anh muốn động thời điểm, đế tôn bỗng nhiên đối huyết anh ra tay. Thực hiển nhiên đế tôn hiện tại cũng ý thức được huyết anh là mấu chốt. Dương Nghị Vân nổi giận gầm lên một tiếng, đế tôn lão nhi xem chiêu. Thiên phạt thiên địa. Hắn tự nhiên sẽ không làm đế tôn đi quấy rầy huyết anh, lần này hắn thi triển ra thiên phạt chi trưởng đệ nhị chương, thiên phạt thiên địa. Đây là hắn ở ngàn năm bế quan thời điểm tu luyện tìm hiểu, chỉ là vô dụng quá, hiện tại là lần đầu tiên thi triển ra tới. Cũng không biết uy lực như thế nào, có thể hay không áp thượng đế tôn một đầu. Trong thân thể hắn tuy rằng cũng có huyết khí tồn tại, nhưng là hắn có 10 đại đạo thụ chi lực áp chế huyết khí, tạm thời còn ảnh hưởng không được hắn. Chống hiện tại bám trụ đế tôn, làm huyết anh cấp màu thần nương nương xua tan trong cơ thể huyết khí, đến lúc đó trái lại liên hợp công kích, tự nhiên liền có thể áp chế. Huyết anh đặc thù, đế tôn phi thường mẫn cảm. Một chút liền biết huyết anh vừa động, muốn đi làm cái gì. Dương Nghị Vân nổi giận gầm lên một tiếng thi triển ra thiên phạt thiên địa một trường. Trực tiếp đối với đế tôn mà đi, giờ phút này đế tôn cảm nhận được Dương Nghị Vân một trường này chi uy, chỉ có thể từ bỏ huyết anh, do đó đón nhận Dương Nghị Vân một trường này. Ầm vang! Dương Nghị Vân một trường mà ra, thiên địa đại chấn. 33 thiên mây mù quay cuồng đi ra ngoài, bốn phương tám hướng có vô hình chung lực lượng hội tụ ở hắn một trường phía trên, thẳng đến đế tôn. Ở giữa không trung hình thành hắc bạch giao nhau một trường trên tay, mờ u bàn tay vì màu trắng, lòng bàn tay vì màu đen. Âm dương phía trước thiên địa xoay chuyển. Huyết tế chi cắn nuốt, ngô vì huyết tổ, vì thiên là địa, vạn vật vi tôn, cho ta tán. Móc lửng. Đế tôn trầm ngâm, tràn đầy huyết khí bùng nổ, đối với Dương Nghị Vân một trường này, vẫn luôn mà đi. Lộng lẫy huyết quang ở hắn ngón tay tiêm như ngôi sao chi hỏa, nháy mắt hóa thành lóa mắt sao trời mà đi. Đế tôn lần này cũng là cảm nhận được, Dương Nghị Vân một trưởng này không giống bình thường, từ bỏ ngăn trở huyết anh, do đó toàn lực cùng Dương Nghị Vân đối thượng. Kỳ thật đế tôn ngay từ đầu mục tiêu liền ở màu thần nương nương trên người, nhưng mà, một lần giao phong mới biết được, ở Dương Nghị Vân ba người chung, làm hắn cho rằng phiền toái nhất không phải thần tài nương nương cũng không phải Dương Nghị Vân, ngược lại là cái kia tiểu hài tử. Đối với này đó tiểu hài tử, đế tôn hiện tại biết là chuyện như thế nào. Cũng biết là đến từ nơi nào. Nói thật đế tôn trong lòng có chút phức tạp. Bởi vì hắn đã biết huyết anh lai lịch. Đối với lại nói tiếp, huyết anh trên người một nửa huyết thống đến từ hắn Tu La Vương, đương nhiên chuẩn xác mà nói là đến từ hắn chân thân, mà hắn đế tôn nói đến cùng chính là chân thân lưu lại một giọt bản mạng tinh huyết phân thân mà thôi. Nhưng đế tôn lại là biết rất nhiều sự, lại nói tiếp hắn là Tu La Vương, có kiến thức. Huyết anh ở đế tôn trong mắt hết thảy sáng tỏ. Đứa nhỏ này nửa tu la bán thần tộc ra đời tinh linh. Là chân chính thiên địa tạo hóa. Mà hắn đế tôn, sở dĩ đoạt xá đế tôn, không có khôi phục vốn dĩ tu la chi thân, ta vì chính là cái gì? Vì chính là huyết anh cái này trạng thái. Muốn đem thần giới cùng tu la tộc hai đại đạo thống hòa hợp một thân, vì thế hắn không biết tu luyện bao lâu, trả giá nhiều ít, kết quả là vẫn là chỉ là sờ soạng ra một ít PE mà thôi. Nếu thật có thể dung thông U Minh Tu La cùng thần giới đại đạo, như vậy ở đế tôn xem ra đỉnh tam giới, thông chi toàn bộ thiên thể thế giới đều là dễ như trở bàn tay việc. Thiên thể thế giới, chính là toàn bộ vũ trụ thế giới, bao gồm tam giới cùng U Minh giới, cho nên thế giới đều ra đời ở thiên thể chung. Âm dương hai mặt, muôn vàn thế giới, đều bị ở trong đó. Mà Tu La Vương muốn chính là sở hữu thiên thể thế giới, hắn muốn chính là toàn bộ thiên thể thế giới vương tọa. Đáng tiếc thần giới mới là thiên thể thế giới chủ lưu, tam giới nhất thể, là vì thiên thể, thuộc về âm thuộc tính luân hồi U Minh các giới không bị chủ lưu tán thành, chỉ có thể là lá xanh thành hoa hồng. Cho nên Tu La Vương không cam lòng a, vì thế xâm nhập thần giới điên đảo tam giới, cuối cùng làm cho cả tam giới đều hóa thành hắn biển máu lão tổ huyết nô, hoàn toàn làm tam giới đắm chìm trong hắn biển máu dưới mục tiêu liền ra đời. Nhưng hắn không thành công, khai thiên thời đại cùng thánh thiên đế một trận chiến. Không có thắng bại. Nhưng hai người đều bày ra đương kim này bàn đại cờ. Đều là đại thần thông hạng người,
nhưng bọn họ ai cũng tính kế bất tận thiên đạo đi. Huyết Anh chính là một cái biến số xuất hiện. Huyết Anh xuất hiện làm Đế Tôn thấy được một cái hoàn mỹ kết hợp thể. Hoàn mỹ tới trình độ nào? Tới rồi Đế Tôn nhìn đến Huyết Anh lúc sau, nội tâm có một cái hắn trước nay đều không có dao động quá ý niệm xuất hiện. Nhưng là hiện tại thoạt nhìn, Dương Nghị Vân chiếm cứ tiên cơ. Đứa nhỏ này Đế Tôn trong lòng muốn cướp lại đây, đối hắn quá trọng yếu. Bất quá tại đây phía trước, cần thiết muốn đem Dương Nghị Vân cấp xử lý mới được, nếu không muốn đem Huyết Anh cướp đoạt lại đây, là không dễ dàng. Dương Nghị Vân tự nhiên không biết Đế Tôn đã đối Huyết Anh sinh ra nồng hậu hứng thú. Liên tính là biết Đế Tôn ý tưởng, hắn cũng sẽ không làm Đế Tôn thực hiện được. Lúc này hắn thiên phạt chi trưởng đệ nhị trưởng, thiên phạt thiên địa đối với Đế Tôn một trưởng đánh hạ, xem ra tới Đế Tôn cũng nghiêm túc lên. Toàn lực phản kích dựng lên. Hai người giao phong, ngay lập tức tới. Ầm vang, như trời sụp đất nứt giống nhau. Lúc này đây động tĩnh thực sự quá lớn. Toàn bộ 33 thiên sơn, hoặc là nói này một phương 33 thiên điện thế giới đều ở Dương Nghị Vân cùng Đế Tôn lần thứ hai giao phong lúc sau, kịch liệt rung chuyển lên. Ảnh hưởng tới rồi một cả tòa 33 thiên sơn. Ầm ầm ầm, được xưng 33 tầng thiên thiên sơn ở thời điểm này bắt đầu lở. Hai đại cường giả lần này giao phong quá lớn. Dương Nghị Vân thi triển ra thiên phạt trưởng thiên địa đệ nhị trưởng, Đế Tôn một lóng tay đầu hạ xích hắc quang mang như sao trời lộng lẫy. Đây đều là đại thần thông va chạm. Làm cả tòa 33 thiên sơn bắt đầu sụp đổ cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Trước hết lan đến chính là Huyết Anh cùng Mầu Thần Nương Nương. Bất quá Mầu Thần Nương Nương cùng Huyết Anh ở trước tiên liền rời đi lốc xoáy trung tâm. Lúc này toàn bộ 33 thiên điện thế giới không gian vặn vẹo, từng đạo dọa người không gian vết rách không ngừng xuất hiện, ngay lập tức chi gian liền phá cả tòa thiên sơn phòng ngự. Rồi sau đó đó là thế giới đều bắt đầu dao động lên. Đến nỗi Dương Nghị Vân cùng Đế Tôn mà người, đã sớm bị từng người giao phong bùng nổ mà bao phủ ở năng lượng lốc xoáy giữa. Đương nhiên Dương Nghị Vân cùng Đế Tôn tự nhiên là có từng người thủ đoạn. Kỳ thật đã chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là ở vào 32 thiên thỏ ra bọn họ. Thỏ ra mang theo tiểu phượng hoàng các nàng cùng tam vạn tu la huyết chiến chém giết, đã tiến vào tới rồi gay cấn, hơn nữa sắp thắng lợi. Bọn họ đã xử lý 8 phần tu la. Lại là không nghĩ tới từ tầng cao nhất 33 thiên truyền đến kinh thiên động địa, theo sát 33 thiên sơn liền bắt đầu dao động, thậm chí còn này một phương thế giới đều xuất hiện không gian cái khe. Hỗn Nguyên đại thánh mau bỏ đi ra ngoài, này một phương thế giới muốn xong đời. Đúng lúc này vang lên Mầu Thần Nương Nương thanh âm. Kỳ thật thỏ ra bọn họ tự nhiên đều thấy được này một phương thế giới muốn hủy diệt mạo hiểm. Mọi người đi mau, đừng bị cuốn tiến không gian cái khe đi. Thỏ ra hô to. Không có biện pháp không gian cái khe quá dọa người, ước chừng có mấy ngàn mễ không gian cái khe xuất hiện, này có thể so tu la khủng bố. Xem như tự nhiên lực lượng, đánh sâu vào dưới, tu vi nhược một ít đều khó có thể chống cự. Ở thỏ ra hô to lúc sau, phân môn người tất cả đều nhanh chóng lui lại, liều mạng hướng về 33 thiên cửa điện hộ mà đi. Khai. Mắt thấy không gian cái khe tốc độ cuốn tịch quá nhanh, thỏ ra sốt ruột. Nổi giận gầm lên một tiếng, bản thể đạt xuất hiện, toàn thân lôi đình vạn quân bùng nổ, hóa thành mấy trăm hơn 1.000 đạo lôi điện trực tiếp dừng ở những cái đó tu vi thiên đạo sơ trung cao cảnh giới vân môn đệ tử trên người, trực tiếp đưa bọn họ đưa ra môn hộ. Không có biện pháp không tiến đoạn đường, lấy bọn họ tu vi thực lực căn bản nhưng không kịp đi ra ngoài, kháng không được khủng bố không gian cái khe. Cũng may tiểu phượng hoàng chờ hợp đạo cấp bậc cường đại thần thú đều hỗ trợ dưới. Cuối cùng thời điểm cuối cùng là làm vân môn đệ tử đi ra ngoài. Nhưng một trận chiến này, kỳ thật đã ngã xuống bao lớn hơn 400 thiên đạo. Không thể ở bị không gian cái khe cấp cuốn tịch. Thỏ ra cuối cùng bị không gian cái khe cấp cuốn tịch đi vào, nhưng hắn cả người lôi đình bao vây, tựa hồ cũng không sợ cái gì. Đến nỗi tam vạn tu la bản thân đã bị giết số lượng không nhiều lắm, chỉ còn lại có 200-300 hào, ở không gian cái khe cuốn tịch dưới, cũng sẽ không nhận người. Vô khác biệt cuốn tịch. Cuối cùng chỉ có 100 suất đầu tu la chạy thoát đi ra ngoài, dư lại tất cả đều bị cuốn tịch tiến vào không gian cái khe, ở cường đại không gian cái khe chung không có cường hãn thực lực, chung quy sẽ bị cái khe xé thành mảnh nhỏ. Huống chi này đó không gian cái khe là Dương Nghị Vân cùng Đế Tôn đại chiến dưới thêm vào cơm sản vật, càng có hủy diệt chi lực. 33 thiên điện cái kia thật lớn môn hộ ở ngoài, đó là chân chính thần giới thiên sơn. Giờ phút này Huyết Anh cùng Mầu Thần Nương Nương,
Tiểu Phượng Hoàng từ tất cả đều nhìn 33 thiên cửa điện hộ. Đứng dậy ở thiên địa trung môn hộ, thực không bị rậm rạp màu đen cắn nuốt, đó là không gian cái khe lực lượng. Toàn bộ 33 thiên điện thực mau liền tan rã. Nhưng là Dương Nghị Vân cùng Thỏ ra không ra tới, Đế Tôn không ra. Đại gia chỉ nhìn đến không gian cái khe hình thành lốc xoáy còn ở. Kỳ thật đều treo một hơi, đều ở lo lắng bọn họ, có thể hay không bỏ ra tới. Thực mau là hơn 100 tu la chật vật hết sức mà ra. Giết! Mầu thần nương nương cùng Huyết Anh đứng chung một chỗ, giờ phút này Huyết Anh đang ở cho nàng luyện hóa trong cơ thể huyết khí, nhưng là vị này nương nương đại lão ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm không gian cái khe lốc xoáy, lo lắng giả Dương Nghị Vân. Nhìn đến này đó tu la ra tới, trực tiếp lạnh như băng một tiếng giết. Kỳ thật không cần mầu thần nương nương nhắc nhở, Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi từ liền đối với chạy ra tới 100 nhiều hào tu la tiến lên. Tàn binh bại tướng mà thôi, sát chi không khó. Làm Tiểu Phượng Hoàng các nàng lo lắng vẫn là Dương Nghị Vân không ra tới, đem khẩu khí này đều ra tới rồi này đó tu la trên người. Cơ hồ là mang theo trả thù tính công kích, này 100 nhiều hào tu la thực mau đã bị tan thành mây khói. Chiến đấu đình chỉ. Nhưng không gian cái khe hình thành lốc xoáy còn ở. Dương Nghị Vân không ra tới, Thỏ ra không ra tới, Đế Tôn cũng không ra tới. Đại gia tâm huyền. Ai cũng không nghĩ tới một hồi chiến đấu sẽ như vậy kết thúc, lấy 33 thiên điện thế giới hỏng mất mà kết thúc. Nhưng cũng đạt tới Dương Nghị Vân sợ quá ánh mắt. Từ giờ khắc này khởi, 33 thiên điện cái này thiên tộc thế lực, hoàn toàn trở thành lịch sử. Chính là không ai có thể cười ra tới. Đại gia người tâm phúc không ra tới. Lo lắng về lo lắng. Nhưng chỉ cần không gian cái khe lốc xoáy còn ở, như vậy đã nói lên Dương Nghị Vân cùng Thỏ ra còn ở. Bọn họ sẽ ra tới. Oanh! Mỗi một khắc một đạo lôi đình tiếng sấm. Đại gia trong lòng vui vẻ. Lại là thấy được không gian cái khe chung lốc xoáy chung, một đạo lộng lẫy màu tím lôi điện nổ mạnh mà ra. Ngay sau đó lại là hóa thành một con thỏ. Đến tận đây Thỏ ra ra tới. Thỏ ra ta ca đâu? Tiểu Phượng Hoàng trước tiên hỏi. Thật vất vả từ không gian cái khe ra tới Thỏ ra giờ phút này có vẻ thực chật vật. Nghe được Tiểu Phượng Hoàng hỏi chuyện, thở hồng hộc nói, không biết, quá hỗn loạn cái gì đều nhìn không tới, hẳn là còn ở bên trong. Thỏ ra trả lời làm đại gia tâm đều nhắc tới, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi Dương Nghị Vân ra tới. Cũng không biết không gian cái khe chung là tình huống như thế nào. Toàn bộ 33 thiên điện thần cảnh sụp đổ, đây là đại sự. Mà Dương Nghị Vân cùng Đế Tôn chính là lốc xoáy người khởi xướng. Hai người ở bên trong loại tình huống như thế nào, ai cũng không biết. Đến nỗi Thỏ ra, có thể ở cuối cùng thời điểm đem Vân Môn đệ tử đưa ra tới, hắn kỳ thật đã liều mạng một phen mạng già, nếu không phải hắn thực lực tu vi cường hãn hơn nữa có kiếp trước ký ức ở, có bảo mệnh thủ đoạn, sợ là tưởng từ bên trong ra tới đều khó. Này chiến 33 thiên điện thần giới trở thành lịch sử, tam vạn tu la bị diệt sát, có thể nói là đại thắng. Nhưng cũng hiện tại mọi người đều cao hứng không đứng dậy. Vân Môn bên này ngã xuống 300-400 đệ tử, trong đó bao gồm những cái đó từ tiên giới sau khi phi thăng trải qua Thỏ ra mang đi chúng thần vực tu luyện thiên phú đại yêu cùng thần giới bản thổ người. Cũng may Dương Nghị Vân những cái đó đệ tử con cái từ đều tường an không có việc gì. Kỳ thật đây cũng là ở trong chiến đấu Thỏ ra cùng Tiểu Phượng Hoàng bọn họ tận lực chu toàn kết quả. Đại gia tự nhiên rõ ràng cái nào nặng cái nào nhẹ. Dù sao cũng phải tới nói, này chiến xem như đại thắng. Đương nhiên còn chưa tới cuối cùng, bởi vì trung tâm cốt Dương Nghị Vân còn không có từ không gian cái khe ra tới. Nếu là Dương Nghị Vân xảy ra chuyện gì, sở hữu đều không thể tiếp thu. Treo không ở đỉnh núi lốc xoáy môn hộ như cũ tồn tại, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm, chờ mong Dương Nghị Vân thân ảnh từ giữa xuất hiện. Sư Nương Hảo, chúng ta đi giúp ba ba đi. Huyết Anh thu tay lại. Lại là hoàn toàn đem mầu thần nương nương trong cơ thể huyết khí hấp thu tới rồi chính hắn trong cơ thể, Đế Tôn huyết khí đối mầu thần nương nương tới nói là uy hát yêu ta, nhưng đối Huyết Anh tới nói ngược lại là lực lượng. Thực mau liền đem mầu thần nương nương trong cơ thể huyết khí tan rã, sau đó mang theo sốt ruột nói đi giúp ba ba. Hảo hài tử sư phụ ngươi không có bạch thương ngươi, bất quá tạm thời chúng ta yêu cầu từ, 33 thiên điện dù sao cũng là cao giai thần cảnh thế giới. Sụp đổ lúc sau sinh ra cái khe lốc xoáy quá mức cường đại, mặc dù cái gì vọt vào đi cũng sợ là tự thân khó bảo toàn cục diện, làm không hảo ngược lại còn sẽ cho sư phụ ngươi thêm phiền toái, tạm thời từ nhìn xem, phải tin tưởng sư phụ ngươi,
hắn nhất định sẽ không có việc gì, sẽ ra tới. Mậu thần nương nương nhìn Huyết Anh ánh mắt có điểm phức tạp nói, nàng tự nhiên cũng rõ ràng Huyết Anh tình huống. Đế tôn cường đại huyết khí chi lực, đối nàng đối sở hữu thần giới thần linh tới nói đều đem sẽ khắc chế tác dụng, nhưng Huyết Anh bản thân liền có một nửa tu la huyết thống, đế tôn huyết khí hoàn toàn đối Huyết Anh vô dụng, ngược lại tại đây chờ tình huống hạ trở thành lực lượng. Nhưng là mặt khác, Huyết Anh tồn tại cũng cho đế tôn một loại dụ hoặc, nếu là làm đế tôn khống chế Huyết Anh, vậy đại phiền toái. Dương Nghị Vân thu Huyết Anh vì quan môn đệ tử, mậu thần nương nương biết Dương Nghị Vân phi thường coi trọng cái này đệ tử, tự nhiên là không thể làm Huyết Anh đi mạo hiểm, cho nên nàng không hy vọng Huyết Anh tiến vào không gian cái khe đi mạo hiểm. Đương nhiên nàng nói cũng là tình hình thực tế, giờ phút này không gian cái khe hình thành lốc xoáy quá mức nguy hiểm, bọn họ đi vào cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể an ủi Huyết Anh phải tin tưởng Dương Nghị Vân. Lúc này mậu thần nương nương biết ngược lại phải bảo vệ hảo Huyết Anh, không thể bị đế tôn ảnh hưởng Huyết Anh. Đương nhiên mậu thần nương nương chính mình đối Dương Nghị Vân cũng là có điểm tin tưởng, cứ việc biết Dương Nghị Vân không phải năm đó Thánh Thiên Đế, nhưng chung quy Dương Nghị Vân là Thánh Thiên Đế trên đời, Thánh Thiên Đế nhân vật như thế nào, há có thể không điểm thủ đoạn. Nga, kia, chúng ta từ từ, Huyết Anh thực ngoan ngoãn, hắn vốn có ma tính. Nhưng bị Dương Nghị Vân thu làm quan môn đệ tử sau, vẫn luôn đều dạy dỗ vì chính vì thiện, tương đương bắt đầu từ con số không đắp nặn Huyết Anh bản tính. Không đến mức Huyết Anh sẽ dao động ma niệm. Đích xác, ở đây tất cả mọi người nhìn ra được tới, Huyết Anh đối Dương Nghị Vân phi thường ỷ lại, cũng vô cùng kính yêu. Thế cho nên Dương Nghị Vân một loại con cái cùng đồ đệ đều kinh ngạc. Bao quanh làm trưởng tử, tự nhiên cũng là lo lắng phụ thân an ủi. Nghe được tiểu sư đệ Huyết Anh lo lắng phụ thân nói, trong lòng hiện lên từng trận dòng nước ấm, đi vào Huyết Anh bên người, kéo Huyết Anh tay nhỏ cười cười nói, tiểu sư đệ bị lo lắng, phụ thân là thế gian cường đại nhất người, hắn nhất định sẽ ra tới, sẽ không có việc gì. Hôm nay bao quanh thậm chí còn tròn tròn cùng Dương Thanh Nguyên, tiểu mạn mạn mấy cái đều đã là thành thục trưởng thành, đối phụ thân cái này quan môn đệ tử, đều tán thành. Chủ động an ủi. Bao quanh đã có một lần thiếu chủ khí thế trong người. Đương nhiên Dương Nghị Vân này mấy cái hài tử đều vô cùng rõ ràng chính mình phụ thân không dễ dàng, cho dù là ở Dương Nghị Vân đem Càn Khôn Thần Điện thế giới sửa tên vì Vân Môn Thần Cảnh, cho bọn họ mọi người ở Vân Môn thân phận lúc sau, bọn họ mấy cái hài tử vẫn là giống như trước đây, một đám đều rất điệu thấp, cũng không có bởi vì chính mình là Vân Môn thiếu chủ thiếu nữ từ thân phận mà ương ngạnh. Ngược lại đã biết đại đạo chi lộ, sở cầu chính là cái gì? Như thế nào mới có thể giúp được phụ thân Dương Nghị Vân? Mà không phải cho hắn thêm phiền toái. Có bao quanh đi đầu, tròn tròn tiểu mạn mạn thậm chí độc cô hối từ từ đều tiến lên an ủi cái này tiểu sư đệ, cùng hắn thân cận. Thế cho nên làm Huyết Anh cái này đặc thù đệ tử, nội tâm có một cổ chưa bao giờ có quá đặc thù cảm xúc, hơi chút đỏ đậm mắt nhỏ, sáng như vậy vài phần. Thực ngoan ngoãn đối với đại gia hô sư huynh sư tỷ. Thỏ ra cùng mậu thần nương nương nhìn nhau liếc mắt một cái, giải thích tặng khẩu khí. Chỉ có bọn họ hai cái thanh thô, Huyết Anh tình huống ổn định, đối đại gia chính là chuyện tốt, bởi vì Huyết Anh nửa tu la huyết thống, thực dễ dàng làm đế tôn lợi dụng sơ hở. Thỏ ra cùng mậu thần nương nương kỳ thật đều đối Dương Nghị Vân là có tin tưởng. Hiện tại liền chờ Dương Nghị Vân cùng đế tôn ra tới. Cũng không biết bọn họ ở trong đó là cái tình huống như thế nào, đại gia không thể giúp, chỉ có thể chờ đợi. Oanh! Răng rắc! Rốt cuộc mỗ một khắc một tiếng tiếng sấm tạc nứt. Ra tới, cũng không biết nói hô một tiếng, sở hữu ánh mắt tất cả đều tập trung ở phía chân trời nhìn lại. Lúc này chỉ thấy không gian cái khe lốc xoáy nổ tung. Sấm sét ầm ầm. Ngay sau đó một đạo kim quang cùng một đạo xích hắc xuất hiện. Ngay sau đó hóa thành hai bóng người, xuất hiện ở phía chân trời, mà 33 thiên cửa điện hộ nhập khẩu hoàn toàn biến mất. Hoặc là nói là hoàn toàn hủy diệt. Dương Nghị Vân toàn thân tử kim thần quang xuất hiện. Đế tôn một thân hắc y lập lòe xích hắc quang mang, hai người phân biệt đối lập, cách xa nhau vài trăm thước mà đứng. Ở mậu thần nương nương đám người trong mắt, lúc này Dương Nghị Vân cùng đế tôn đều là một thân chật vật. Dương Nghị Vân ra đầu phát ra. Đế tôn ý thức như thế. Song song khóe môi treo lên vết máu. Nhìn qua bọn họ ở bên trong trải qua một phen thê lương đại chiến. Nhưng tựa hồ không có ai là người thắng. Trường hợp yên tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu. Là đế tôn mở miệng nói, Dương Nghị Vân bổn vương cùng ngươi nói cái điều kiện, đem Huyết Anh giao cho bổn vương mang đi,
hôm nay bổn vương tha các ngươi rời đi. Dương Nghị Vân hừ lạnh, dõng dạc, ra ra nói qua muốn cho 33 thiên điện biến mất, càng muốn cho ngươi biến mất, đâu ra cần ngươi buông tha. Kỳ thật ngoài miệng là nói như vậy, nhưng Dương Nghị Vân trong lòng lại là lộc bộc một chút, lo lắng sự vẫn là đã xảy ra, đế tôn quả nhiên phát hiện huyết anh bất đồng, theo dõi hắn quan môn đệ tử. Ha ha, thật sự cho rằng bổn vương giết không được ngươi sao? Đế tôn nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân, 3000 ma lơ mơ đáng lên. Ta cũng tưởng nói cho ngươi, thật sự cho rằng ta giết không được ngươi một cái phân thân. Dương Nghị Vân cùng đế tôn tranh phong tương đối. Nếu như thế, bổn vương chính mình thu huyết anh cũng không phải không thể. Đích xác như cũ trong lời nói tràn ngập tự tin, nói xong lúc sau đế tôn lại là nhìn về phía huyết anh. Ngay sau đó làm Dương Nghị Vân chấn động chính là, đế tôn đối với huyết anh mở miệng kêu gọi, nhưng là hô lên tới ngôn ngữ ở hắn nghe tới là điểu ngữ. Hoặc là nói là tu la ngữ đi. Chỉ nghe đế tôn đối với huyết anh hô, hô ha loát, mỗ mễ mạt mật, khó khè man. Dương Nghị Vân trước tiên nhìn về phía mầu thần nương nương cùng thỏ ra, muốn hỏi một chút bọn họ hai cái có không nghe hiểu đế tôn ở đối huyết anh nói cái gì. Nhưng đáng tiếc, thỏ ra cùng mầu thần nương nương giải thích lắc đầu, tỏ vẻ bọn họ cũng nghe không hiểu. Không có cách, Dương Nghị Vân nhìn về phía huyết anh, kỳ thật hắn thực hoài nghi huyết anh hay không cũng có thể nghe hiểu đế tôn lão nhi nói cái gì. Kết quả huyết anh phản ứng làm hắn trong lòng cả kinh. Hô ha mễ nỗ nỗ ha. Dương Nghị Vân không nghĩ tới huyết anh cư nhiên cũng nói ra một đại đoạn cùng đế tôn giống nhau như đúc lời nói tới. Thực sự làm Dương Nghị Vân lo lắng lên. Chính mình cái này quan môn đệ tử tình huống, hắn nhất rõ ràng, là nửa tu la nửa cổ thần tộc, có thể nói huyết anh có thể thành thần, cũng là có thể thành tu la. Hoặc là có thể nói là có thể bị đế tôn lừa bán lừa dối. Càng không xong chính là, huyết anh trong cơ thể có một cổ bẩm sinh tự mang tà tính chi lực, phi thường cường đại, làm hắn đều tim đập lực lượng tồn tại. Thực tà tính lực lượng, từ năm đó hắn nhận lấy huyết anh, kia cổ lực lượng liền tồn tại, hơn nữa là dần dần lớn mạnh lực lượng. Một cái lộng không tốt, huyết anh trong cơ thể tà tính lực lượng bị phóng xuất ra tới, Dương Nghị Vân đều khó có thể ngẫm lại hậu quả, đến lúc đó sẽ thế nào. Cái này hậu quả Dương Nghị Vân không dám đi thâm đi, đến lúc đó huyết anh chắc chắn sẽ mất đi khống chế, thậm chí có khả năng ý thức hoàn toàn bị ma hóa một mặt sở chủ đạo. Biển máu tu la nhất tộc, ở Dương Nghị Vân nơi này chính là toàn bộ thiên thể thế giới cường đại nhất ma đầu, hơn nữa là chân chính huyết ma nhất tộc. Cường đại ma tính cùng tà ác. Tất nhiên là xưa nay chưa từng có, muốn viễn siêu hắn dĩ vãng chứng kiến ma tộc. Trước kia ma tộc, nói đến cùng ra đời ở trong tam giới, vẫn là có chủ yếu và thứ yếu chi phân. Mà tu la nhất tộc, lại là vượt qua tam giới ở ngoài, đến từ đệ tứ giới huyết ma đầu. Như thế dưới tình huống, Dương Nghị Vân há có thể không lo lắng. Đế tôn lão nhì giờ phút này ngay trước mặt hắn, bắt đầu mê hoặc hắn quan môn đệ tử. Này thay đổi đến. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Dương Nghị Vân khí tạc. Lập tức liền phải liều mạng. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cái già nua thanh âm ở hắn trong óc vang lên nói, thánh chủ chớ sốt ruột, nghe một chút huyết anh trả lời, hoặc là nói nhìn xem huyết anh hình thức tư duy đang nói cũng không muộn. Nghe thấy cái này già nua thanh âm, Dương Nghị Vân tức khắc sửng sốt. Tinh la, ngươi, có ý tứ gì? Thanh âm này đúng là khí linh tinh la. Là hư không thiên địa bàn cờ khí linh lão nhân. Từ tiến vào 33 thiên điện thế giới bắt đầu, Dương Nghị Vân khiến cho khí linh tinh la đi bảo hộ đại gia an ủi, kỳ thật chính là ở đại gia tiến vào 33 thiên cửa điện hộ kia một khắc làm khí linh tinh la bảo hộ một chút, phòng ngừa bị 33 thiên điện thế giới pháp trận đánh sâu vào. Lúc sau cũng liền không có gì vấn đề. Hắn đều đem khí linh tinh la cấp quên mất, biết lúc này khí linh tinh la chủ động mở miệng nói chuyện. Hắn mới phát hiện vào lúc này thiên tộc sơn phía chân trời phía trên thật lớn bàn cờ ở bao phủ thiên địa. Đương nhiên này đây một loại che giấu phương thức tồn tại. Cái này làm cho Dương Nghị Vân tinh thần chấn động. Hắn còn có tinh la bàn cờ hỗ trợ. Đối với khí linh tinh la cái này lão nhân, mầu thần nương nương đều mang theo kính ý, còn nói đủ khí linh tinh la không phải hắn có thể lý giải khí linh, làm hắn tôn kính điểm. Dương Nghị Vân chỉ là không cho là đúng. Hiện tại ngẫm lại khí linh tinh la tất nhiên có đặc thù địa phương. Giờ phút này càng là làm hắn trước đừng nhúc nhích giận, quan sát một chút huyết anh đang nói, chưa chắc là chuyện xấu. Bất quá làm Dương Nghị Vân nghĩ đến vấn đề lớn nhất là, nghe tới khí linh tinh la cái này lão nhân lời nói,
tựa hồ có thể nghe hiểu Tu La ngôn ngữ. Nếu thật là, kia nhưng chính là ưu thế, hắn cũng không cần lo lắng xuông, đích xác thật là dễ nghe nghe đế tôn cùng Huyết Anh đối thoại, hoặc là nói vừa lúc có thể quan sát một chút Huyết Anh bản tính, có phải hay không thật sự có thể vẫn luôn ở hắn bên người đi chính đạo. Ngay sau đó, quả nhiên khí linh tinh la nói, ta có thể nghe hiểu Tu La ngữ, người thả từ từ ta nghe một chút bọn họ nói cái gì. Cái này Dương Nghị Vân trong lòng hoàn toàn kiên định một ít, vội vàng ở trong óc nói, người mau mau nghe một chút đế tôn lão nhi nói cái gì lời nói. Hô ha ha, mi loát hô ha hô ha. Đế tôn cùng Huyết Anh đối thoại ngươi một câu ta một câu. Trừ bỏ khí linh tinh la có thể nghe hiểu bọn họ nói cái gì ở ngoài, không ai có thể nghe hiểu. Bất quá Dương Nghị Vân thoạt nhìn Huyết Anh cảm xúc tựa hồ thực không bình tĩnh, thậm chí có chút tức giận, cứ việc không biết bọn họ nói cái gì, nhưng Dương Nghị Vân xem Huyết Anh biểu tình, tựa hồ là cái không tồi kết quả. Tốt xấu là hắn nhận lấy quan môn đệ tử, không đến mức dăm ba câu bị đế tôn lừa dối. Rốt cuộc khí linh tinh la nói chuyện nói, còn hảo, Huyết Anh đã có tự mình đạo tâm cơ sở, hắn không tin đế tôn nói, vẫn là tin tưởng ngươi cái này sư phụ. Nói gì đó, Dương Nghị Vân vội vàng ở trong óc hỏi, kỳ thật hắn rất tò mò, Huyết Anh trả lời. Nói đến cùng, đây là đế tôn đối Huyết Anh một loại dụ hoặc. Chỉ nghe khí linh tinh la nói, đế tôn nói Huyết Anh là thuộc về U Minh Biển Máu Thánh Chủ, là thuộc về Tu La Vương Hải Tử, tương lai càng sẽ là toàn bộ thiên thể thế giới chúa tể, làm Huyết Anh cùng nhiều đi. Nhưng, Huyết Anh cự tuyệt, đứa nhỏ này tư duy thực rõ ràng, hơn nữa có chính mình đạo tâm dựng đứng, trả lời cấp đế tôn chính là, ta là nửa Tu La bán thần tộc thiên địa dựng dục mà sinh tinh linh, ba ba nói ta là thế giới duy nhất chính mình, không phải bất luận kẻ nào, càng sẽ không bất luận cái gì thân phận, ta chỉ biết làm chính mình, ta sẽ không theo ngươi đi. Nghe xong khí linh tinh la phiên dịch, Dương Nghị Vân trong lòng đại động, hắn thật sự cảm động, đích xác những lời này hắn không thiếu cấp Huyết Anh giáo huấn, khiến cho Huyết Anh kiên trì làm chính mình, không bị về sau đột nhiên toát ra nửa Tu La hoặc là bán thần tộc vấn đề sợ khiên vướng. Không nghĩ tới cái này dự phòng châm tới nhanh như vậy, nhưng ra ngoài hắn đoán trước chính là, hắn cái này quan môn đệ tử không làm hắn thất vọng, cái này trả lời hắn cấp mãn phân. Từ một cái khác góc độ cũng chứng minh rồi, Huyết Anh thật là thiên đạo tạo hóa mà sinh thiên địa tinh linh, đạo lý lớn hắn có thể lý giải, dựng lên còn lý giải phi thường thấu triệt. Ha ha ha, hảo hảo hảo, nói nhi làm tốt lắm. Dương Nghị Vân một niệm đến tận đây, nhịn không được phá lên cười, liền nói ba tiếng hảo, lại là cầm lòng không đậu khen Huyết Anh. Phía dưới cùng màu thần nương nương sóng vai Huyết Anh, nghe được Dương Nghị Vân khen, lại là toát ra tươi cười, mọi người đều nhìn ra được tới, Huyết Anh thực để ý Dương Nghị Vân đối hắn từng câu từng chữ. Thật đúng là giống cái ở phụ thân trước mặt hài tử. Hy vọng bị cổ vũ cùng khích lệ. Nói nhi sẽ vĩnh viễn cùng ba ba đứng chung một chỗ. Huyết Anh mang theo nãi thanh nãi khí thanh âm truyền khắp toàn trường. Nhưng lại làm đế tôn giận dữ nói, ngu xuẩn, người thân cư cao cao quý Tu La Vương huyết thống, tương lai càng sẽ là trở thành Tu La chúa tể cường giả, làm sao có thể cùng này đó ti tiện thần tộc quậy với nhau, bổn vương đang hỏi ngươi một câu, cùng không cùng bổn vương đi. Không, Huyết Anh lộ ra quật cường chi sắc, thậm chí đối đế tôn có chút chán ghét. Hảo, nếu như thế, vậy đừng trách bổn vương vô tình, trực tiếp đem ngươi luyện hóa trở thành bổn vương một bộ phận cũng chưa chắc không thể. Đế tôn đằng đằng sát khí nói. À đế tôn lão nhi tưởng đụng đến ta đệ tử, người đến hỏi trước quá ta Dương Nghị Vân, đương nhiên lão tử sẽ không cho ngươi cơ hội làm ngươi hoặc là rời đi, một giới Tu La Vương phân thân mà thôi, ngươi phiền không được thiên. Dương Nghị Vân một bước bước ra, nói chuyện chi gian lại là đối đế tôn động thủ. Vừa rồi không nhúc nhích là nghe khí linh tinh la kiến nghị, trước hết nghe nghe Huyết Anh như thế nào trả lời đế tôn, hoặc là nói là thử một chút Huyết Anh bản tính. Nhưng là hiện tại kết quả ra tới, hắn thực vừa lòng, cũng liền không cần thiết ở cùng đế tôn khua môi múa mép, trực tiếp khai làm. Lúc này đế tôn một cái quang côn tư lệnh, mà hắn bên người có mầu thần nương nương các nàng, liên hợp dưới, chẳng lẽ còn làm không xong ngươi đế tôn lão nhi. Bất quá nói trở về, hắn đối đế tôn đích xác có vài phần kiêng kỵ, phía trước ở không gian cái khe chung, hắn cùng đế tôn đại chiến tan vỡ toàn bộ 33 thiên điện thế giới, hắn đánh ra không dưới 10 lần thiên phạt trường. Dùng tới hỗn độn chung, cũng chưa áp xuống đế tôn, chung quy hai người đồng thời từ không gian cái khe chung ra tới rồi hiện tại. Nhưng hắn có cảm đế tôn còn có hậu tay tồn tại,
nếu không cái này lão tiểu tử sẽ không tới rồi này chờ cục diện còn một bộ cao cao tại thượng khí thế coi rẻ hắn cùng mọi người. Dương Nghị Vân cũng nghi hoặc, đế tôn lão nhi chuẩn bị ở sau sẽ là cái gì? Muốn nói có lời nói, hắn hiện tại hẳn là muốn ngả bài thời điểm. Bất quá, hắn cũng không phải không có át chủ bài nơi tay. Thiên Tâm cùng Càn Khôn Hồ đều trong người, đảo cũng không sợ hắn. Càn Khôn Hồ nội bất lão tuyển chính là hắn át chủ bài chi nhất, nguyên thần trong vòng Thiên Tâm càng là. Chỉ là phía trước hắn không dám bại lộ ra tới, phải đợi đế tôn chuẩn bị ở sau. Thiên phạt vạn vật, thiên phạt thiên địa. Dương Nghị Vân giờ phút này nhằm phía đế tôn, tả hữu xuất trưởng, các một trưởng thiên phạt. Chính là muốn bức bách một chút đế tôn cuối cùng át chủ bài. Hừ, đối mặt hắn che trời hai trưởng mà đến, đế tôn hừ lạnh một tiếng, giống to, huyết phát nhiễm thanh thiên, biển động ta là chủ, biển máu 3000 đi. Ầm vang, ầm vang, đế tôn một đầu huyết phát như thác nước giống nhau đại trướng, như một cái sông lớn trực tiếp va chạm ở Dương Nghị Vân này hai trưởng thượng. Hai tiếng ầm vang dưới, lần này lại là làm Dương Nghị Vân trong lòng đại chấn, hắn hai trưởng thiên phạt cư nhiên bị đế tôn huyết pháp nháy mắt tan rã. Lúc này đây thoạt nhìn đế tôn chiếm cứ thượng phong, mà hắn rơi xuống một bậc. Một lần giao phong dừng lại. Chỉ nghe đế tôn cười lạnh nói, tiểu tử nên kết thúc, khiến cho ngươi kiến thức bổn vương ở thần giới vô số tuế nguyệt tới nay, sở lĩnh ngộ đến đại đạo, cứ việc không hoàn chỉnh, nhưng diệt sát ngươi vậy là đủ rồi. Dương Nghị Vân nghe đế tôn nói chuyện, mạc danh trong lòng đại chấn. Thần giới lĩnh ngộ đại đạo. Chẳng lẽ bị thỏ gia cấp nói chúng rồi. Đế tôn dung hợp biển máu cùng thần giới hai loại đạo thống chi lực. Nếu thật là như vậy, kia đã có thể không ổn, hắn đối biển máu đạo thống chính là hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này đế tôn trong lời nói mang theo cường đại tự tin, thậm chí như cũ là đối Dương Nghị Vân coi rẻ. Ngay sau đó liền nghe được đế tôn sướng ngâm nói. Mưa gió lôi điện, u minh biển máu. Gió nổi lên, vân tới. Lôi điện tề minh, lấy huyết vì dẫn, ngô vì nói. Theo đế tôn sướng ngâm dựng lên, Dương Nghị Vân trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc. Dương Nghị Vân nhìn đến tại đây một khắc toàn bộ thần giới đều vì này tối sầm lại. Hô, oanh, răng rắc, ầm vang. Thật sự là sấm sét ầm ầm dựng lên. Đây là Dương Nghị Vân trong lòng kinh ngạc. Mưa gió lôi điện đây là thần giới cơ bản nhất thuộc tính pháp tắc, nói cách khác đế tôn nắm giữ thần giới pháp tắc lực lượng, triệu hoán tới phong vân lôi điện, hiện tại xem ra đế tôn quả nhiên là ngộ đạo hoặc là nói kiêm dung hai đại đạo thống lực lượng. Khi chân trời xuất hiện mưa gió lôi điện thời điểm, toàn bộ không trung đều hóa thành xích hồng sắc. Giống như là biển máu đổi chiều giống nhau. Lập tức liền vô cùng áp lực lên. Đây là căn cứ vào biển máu đại đạo hơn nữa thần giới mưa gió lôi điện chi lực mà thành thần thông. Dương Nghị Vân không nghĩ tới đế tôn lão nhi thật đúng là làm được. Đây cũng là hắn trong lòng hiện tại sinh ra bất an nguyên nhân. Bất quá đảo cũng không có gì sợ quá, ít nhất đế tôn át chủ bài ra tới. Nói đến cùng đế tôn tìm hiểu chính là thần giới lực lượng, mà hắn càng là 10 đại thuộc tính lực lượng hội tụ một thân người. Hiện tại liền xem hắn đế tôn, cái này dung hợp lúc sau lực lượng uy lực như thế nào. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ, cũng bắt đầu toàn lực ứng đối. Toàn bộ phía chân trời đều thành đổi chiều biển máu cảnh tượng, nội loại là sấm sét ầm ầm, phong vân đại động, nhìn đều là một bộ tận thế tiến đến bộ dáng. Không nói đến uy lực như thế nào, nhưng đầu tiên thực hù người. Vèo vèo vèo, vẻ mặt ba đạo thân ảnh xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên người. Đúng là thỏ ra cùng màu thần nương nương một kích huyết anh. Pi, ngao, ngay sau đó tiểu phượng hoàng điêu nhi nghé con cá trạch mấy cái cũng thét dài dựng lên. Muốn cùng Dương Nghị Vân kể vai chiến đấu. Nhưng là bị Dương Nghị Vân kêu đình nói, đều đừng đi lên, đây là ta cùng đế tôn chi gian mối hận cũ. Nói nhi lưu lại, nương nương cùng thỏ ra mang theo đại gia đi xuống. Như thế an bài, kỳ thật không phải Dương Nghị Vân một hai phải trang bức, chân chính suy xét chính là mọi người an toàn vấn đề, bởi vì đế tôn huyết khí chi lực, không phải thần giới thần linh có thể ngăn cản trụ, phía trước màu thần nương nương đều cũng chỉ là áp chế mà thôi. Mà hắn đồng dạng là ở áp chế trong cơ thể huyết khí chi lực, đến bây giờ mới thôi đều không có hóa giải rớt, còn ở thần hạch trong vòng lấy 10 đại đạo thụ chi lực áp chế phía trước tiến vào trong cơ thể huyết khí. Nhìn ra được tới thỏ ra trên người còn thương thế, hiển nhiên không nên ở ngay lúc này động thủ, chưa chừng còn sẽ bị đế tôn huyết khí cấp ảnh hưởng. Bao gồm tiểu phượng hoàng các nàng đều giống nhau.
cùng với như thế không bằng làm cho bọn họ đều lui ra, bên ngoài tính xem này biến, có lẽ còn có thể chu toàn. Chỉ có làm Huyết Anh lưu lại là bởi vì Dương Nghị Vân biết đế tôn huyết khí chi lực đối Huyết Anh không có hiệu quả, làm Huyết Anh lưu tại bên người ngược lại còn có thể giúp hắn ngăn cản đế tôn huyết khí, làm hắn toàn lực đối phó đế tôn. Triệt đi. Mầu thần nương nương đối thỏ ra nói một tiếng. Các nàng hai người tự nhiên minh bạch này trong đó mấu chốt. Đế tôn huyết khí chi lực, bọn họ cái này cấp bậc cũng chỉ là có thể áp chế, mà vô pháp hóa giải, huống chi những người khác. Còn không bằng nghe Dương Nghị Vân an bài, bảo vệ tốt những người khác, không cho Dương Nghị Vân gánh nặng tâm lý, bọn họ bên ngoài chu toàn, đảo cũng không tồi. Tới rồi hiện tại, thực rõ ràng là đế tôn cùng Dương Nghị Vân lộ ra bài quyết thắng bại thời điểm, bực này cường giả cấp bậc đại chiến, nói thật thật không phải nhân số nhiều là có thể khởi đến tác dụng. Hảo đi, đại gia lui về phía sau ngàn dặm ở ngoài. Thỏ ra lớn tiếng kêu gọi, đồng thời cùng mầu thần nương nương đi đầu về phía sau lui lại ngàn năm. Tiểu Phượng Hoàng từ từ cũng đều cảm nhận được trong thiên địa uy áp tồn tại, lúc này, đại gia liền nghe Dương Nghị Vân. Nói nhi lại đây đi. Dương Nghị Vân cười đối Huyết Anh nói chuyện. Huyết Anh hóa thành một đạo xích quang trực tiếp ghé vào Dương Nghị Vân phía sau lưng thượng. Nói nhi giúp ba ba ngăn trở đế tôn huyết khí chi lực khả năng làm được sao? Dương Nghị Vân hỏi Huyết Anh. Có thể, ba ba yên tâm. Huyết Anh ngoan ngoãn nói. Hảo, huyết khí giao cho ngươi, mặt khác giao cho ta. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt, nhìn về phía chân trời phía trên hóa thân huyết ma giống nhau đế tôn. Hắn đem hỗn độn chung lại lần nữa tế ra, treo lên đỉnh đầu, hình thành phòng ngự. Ngay sau đó đối với lại là trong lòng vừa động, câu thông bất lão suối nguồn, ngay lập tức chi gian làm bất lão nước suối chi lực trải rộng toàn thân mà đi. Đây là hắn cho chính mình thượng mạnh nhất bảo mệnh bảo hiểm. Ngay sau đó cảm ứng nguyên thần thiên tâm mà động. Đồng thời Dương Nghị Vân cắn răng một cái, mười đại đạo thụ khai. Ầm ầm ầm, liên tiếp mười thanh nặng nề bùng nổ. Ở hắn bốn phía từng cây nhan sắc khác nhau mười đại đạo thụ xuất hiện, mỗi một gốc cây nói thụ đều đại biểu một loại thuộc tính chi lực. Thần giới nhất toàn diện thiên địa chi lực bùng nổ mà ra. Bất quá giờ phút này đúng vậy mười đại đạo trên cây, đều có một tầng huyết khí vần quanh. Đúng là phía trước tiến vào trong cơ thể đế tôn huyết khí. Giờ khác này đều bị Dương Nghị Vân lấy mười đạo nói thụ mang ra thần hạch, nhưng đáng tiếc vẫn là vần quanh ở nói trên cây. Cũng chỉ có 10 đạo nói thụ có thể áp chế ngăn cản. Nói nhi hỗ trợ. Dương Nghị Vân cấp Huyết Anh nói chuyện, hắn làm như thế, chính là muốn mượn dùng Huyết Anh đem này đó vần quanh ở 10 đại đạo trên cây huyết khí cấp đi diệt trừ. Tốt, ba ba. Huyết Anh lập tức trả lời động thủ, lại là mở ra cái miệng nhỏ đối với Dương Nghị Vân 10 đại đạo trên cây huyết khí cắn nuốt. Hô hô, cường đại lực cắn nuốt từ Huyết Anh trong miệng phát ra, nháy mắt Dương Nghị Vân 10 đại đạo thụ xoát xoát rung động. Lại là lay động lên. T. Nhưng là Dương Nghị Vân lại là hít hà một hơi, ngay sau đó vội vàng hô, nói nhi dừng lại, không được. Hắn phát hiện huyết khí đã dung hợp ở hắn 10 đại đạo trên cây, bị Huyết Anh như vậy một cắn nuốt, trực tiếp dao động hắn 10 đại đạo thụ. Này nếu là ra điểm vấn đề, hắn tu vi liền phế đi. Huyết Anh cũng phát hiện vấn đề, có chút sốt ruột dừng lại nói, ba ba ta. Không trách ngươi. Chỉ đế tôn huyết khí quá mức quỷ dị, đã dung hợp ở nói trên cây, ngươi không cần phải xen vào, đợi lát nữa hỗ trợ ngăn trở phía chân trời mà đến huyết khí là có thể hảo. Dương Nghị Vân vội vàng an ủi Huyết Anh, nhưng cũng phát hiện vấn đề nơi. Lúc này huyết khí đã dung hợp ở hắn nói thụ phía trên, không có biện pháp. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đương nhiên Huyết Anh cũng có thể một chút đi trợ giúp hắn chóc này đó huyết khí, nhưng căn bản không có thời gian đi làm. Đế tôn công kích khởi sướng. Ha ha, tiểu tử thật sự cho rằng bản tôn bản mạng huyết khí chính là như vậy hảo hóa giải, dựa vào Huyết Anh đích xác có thể hấp thu ra tới, nhưng Huyết Anh cũng sẽ không hảo quá, hiện tại làm đưa ngươi lên đường. Đế tôn cười to. Ngay sau đó chi gian đế tôn ở phía chân trời bỗng nhiên vung tay lên, huyết lôi, hàng. Oanh. Răng rắc. Theo đế tôn một tiếng huyết lôi mà hàng, tức khắc cửu thiên biển máu trong vòng oanh động. Một đạo thùng nước thô huyết sắc tia chớp như trường long ra biển, thẳng đến Dương Nghị Vân mà xuống. Hỗn độn chung cho ta khởi. Dương Nghị Vân không dám đại ý, bỗng nhiên thúc giục hỗn độn chung. Đông. Tiếng chuông đại tác phẩm, phía chân trời chấn động. Một đạo kim quang phóng lên cao, đối thượng đế tôn huyết lôi mà đi. Ầm vang.
nháy mắt hai người va chạm ở bên nhau. Dương Nghị Vân cảm thấy trầm xuống, hắn hỗn độn chung này một đạo kim quang biến mất. Nhưng đế tôn kia một đạo huyết lôi lại là như cũ vọt xuống dưới. Chẳng qua uy lực nhỏ rất nhiều. Hừ, thiên phạt thiên địa. Một trường thiên phạt trưởng đánh ra, lại là trực tiếp đánh tan đế tôn này một đạo huyết lôi. Tuy rằng lập tức đế tôn này một đạo huyết lôi, nhưng Dương Nghị Vân trong lòng cao tân không đứng dậy. Bởi vì thực rõ ràng đế tôn thực lực so với phía trước cường đại rồi mấy lần. Tùy ý đưa tới một đạo biển máu chi lôi, liền phải làm hắn toàn lực hai đánh mới có thể hóa giải. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, mặt sau như thế nào đâu. Dương Nghị Vân không chỉ có nhíu mày. Bất quá hắn vẫn là cảm nhận được đế tôn này một đạo huyết lôi uy lực, tuy rằng cường đại nhưng lại ở hắn thừa nhận trong vòng. Không có đến vô địch nông nỗi. Mặt khác, đế tôn này một đạo huyết lôi đích xác cùng hắn đã gặp qua lôi đỉnh khác nhau rất lớn, tràn ngập quỷ dị huyết sát lực lượng, mang theo cường đại ăn mòn, âm nhu vô cùng. Dù sao ở Dương Nghị Vân cảm thụ chung liền không phải chính đạo lôi đình. Cũng không biết đế tôn là như thế nào làm được. Dựa theo thỏ ra trước kia nói qua nói, Tu La là vô pháp sử dụng thần giới thần thông, âm thuộc tính cùng dương thuộc tính hai cái mặt đối lập thế như nước với lửa. Nhưng hiện tại đế tôn cư nhiên làm được kiêm dung. Nghĩ lại tưởng tượng, Dương Nghị Vân liền tương đồng, là thân thể. Bản chất đế tôn huyết hồn là Tu La, chuẩn xác mà nói là Tu La Vương phân thân. Nhưng lại là đoạt xá đế tôn thân thể, như thế có một cái vật dẫn, thông qua vô số năm tháng tu luyện sờ soạng, thật đúng là bị đế tôn nghiên cứu ra thần giới đạo thống huyền bí. Đương nhiên hiện tại thoạt nhìn là hữu hạn. Bất quá liền tính là một chút ít hai đại đạo thống dung hợp, ở đế tôn trên người đều có thể phát huy ra tầm thường thần linh vô pháp tưởng tượng uy năng tới, này đã là phi thường ghê gớm sáng tạo. Có một chút Dương Nghị Vân phi thường rõ ràng, ở tu luyện chi đạo thượng. Bất luận cái gì sáng tạo mới là nhất cường đại thả lại vĩnh hằng. Chính như hắn cải tiến càn khôn đạo chủng công giống nhau. Tuy rằng là cơ sở tiến tới hóa, nhưng cũng là sáng tạo. Một câu làm hắn công pháp có thể vô hạn kéo dài đi xuống, đi bao lâu đều không cần lo lắng sẽ không có tu luyện công pháp. Mặc kệ đế tôn như thế nào làm được, Dương Nghị Vân giờ phút này thật đúng là có điểm bội phục hắn. Nhưng đồng thời hắn đôi mắt mị lên, hai tròng mắt chung có tinh quang lập lòe dựng lên. Bởi vì hắn cũng nghĩ đến đế tôn nhược điểm. Cố nhiên nhiên đế tôn thủ đoạn cường đại rồi, nhưng là căn cơ lại là ở hắn thân thể vật dẫn thượng, bởi vì hắn là đoạt xá trọng sinh người Tu La Vương phân thân. Có thể thi triển ra thuộc về thần giới mưa gió lôi điện lực lượng, bản chất là dựa vào thân thể vật dẫn. Như vậy, nếu đã không có vật dẫn sẽ thế nào đâu? Có phải hay không uy lực sẽ yếu bớt? Có phải hay không liền thi triển không ra? Hết thảy đều có khả năng. Dù sao không có vật dẫn, tất nhiên là sẽ thu được ảnh hưởng. Điểm này Dương Nghị Vân nghĩ thông suốt sau, trong lòng cũng không có vừa rồi như vậy lo lắng. Nghĩ cách hủy diệt đế tôn thân thể đó là, cũng không biết có thể làm được hay không. Dù sao đều phải đi thử thử mới biết được. Dương Nghị Vân nhìn đế tôn, giờ phút này hắn làm huyết anh đừng động thủ xua tan huyết khí, có đột nhiên nghĩ tới một cái nghịch hướng. Cái này nghịch hướng đó là, từ đế tôn trên người đã chịu dẫn dắt. Người đế tôn nếu có thể đi tìm hiểu tu luyện thần giới lực lượng, như vậy ta Dương Nghị Vân vì cái gì liền không thể đi tu luyện người u minh biển máu lực lượng. Người có thể sử dụng chi ta cũng có thể chi. Đây là Dương Nghị Vân nháy mắt nghĩ đến biện pháp, nghịch hướng mà đi. Nhưng là hắn biết nhất định sẽ có nguy hiểm. Bất quá tổng phải thử một chút mới biết được. Mười đại đạo trên cây lây dính huyết khí là đến từ đế tôn u minh biển máu lực lượng, nếu người muốn ăn mòn ta nói thụ. Ta lại không có biện pháp xua tan, đơn giản ta cũng tới cắn nuốt ngươi. Chúng ta liền thử xem, ai càng điên cuồng, ai càng cường đại. Cái này ý niệm toát ra sau, kỳ thật Dương Nghị Vân chính mình đều bị chính mình khiếp sợ. So sánh với tới đế tôn dung hợp sử dụng chính là thần giới đạo thống dưới nguyên tố lực lượng, là thuộc về thần giới đạo thống thiên địa chi lực, tuy rằng cũng là nghịch thiên mà đi, nhưng rốt cuộc có một cái chiều ngang, không cần lo lắng đã chịu cái gì cá nhân áp chế. Nhưng là hắn nếu là đi trái lại đi cắn nuốt huyết khí, kết quả hoàn toàn chính là không giống nhau. Vì cái gì? Bởi vì huyết khí chi lực là đến từ đế tôn tự thân, cũng không phải là đến từ u minh đạo thống lực lượng, nếu một cái xử lý không tốt, hắn khả năng sẽ trực tiếp làm đế tôn cấp khống chế. Cho nên nói đồng dạng nghịch thiên mà đi, hắn đây là một cái thoạt nhìn lấy chết chi đạo. Nhưng là... Dương Nghị Vân không tin tà. Hắn muốn thử xem.
có cái trung tâm vấn đề hắn là nghĩ thấu triệt, cái này trung tâm vấn đề đó là, Đế Tôn là Tu La Vương phân thân, Tu La Vương ra đời ở U Minh biển máu, bản chất tới nói, Tu La Vương còn không phải ở U Minh đạo thống dưới. Tính lên, thế gian vạn vật đều bị quy về thiên đạo. Nghĩ như thế, Dương Nghị Vân liền quyết định thử xem. Bởi vì hắn không đi nếm thử, tổng cảm giác vào giờ phút này Đế Tôn kiêm dung hai đại đạo thống dưới tình huống, hắn là không có phần thắng, chẳng sợ hắn có Bất Lão Tuyển cùng Thiên Tâm trong người, cũng không có hoàn toàn xử lý Đế Tôn tin tưởng. Ở phía trước hắn cùng Đế Tôn đánh lên tới Đế Tôn đều phải mạnh hơn một đường, càng đừng nói hiện tại đầy trời biển máu đổi chiều, Đế Tôn có thể triệu hoán mưa gió lôi điện chi lực sau, thực lực càng là so với phía trước cường đại rồi mấy lần, không cần điểm nghịch thiên thủ đoạn, Dương Nghị Vân trong lòng không đế. Trọng điểm là hắn tưởng mạo hiểm như vậy thử xem. Dù sao sớm hay muộn đều phải đối thượng Tu La Vương, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Trước mắt Đế Tôn gần là Tu La Vương lưu tại tam giới 10 đại phân thân chung một cái mà thôi, nếu liền trước mắt này một cái đều bắt không được, hắn còn gì nói đi quét sạch mặt khác 9 đại phân thân. Như thế nào đi tiêu diệt sở hữu ở thần giới Tu La? Huống chi, chân chính Tu La Vương sẽ xuất hiện, một ngày nào đó sẽ đối thượng, đến lúc đó mới là đại phiền toái. Cho nên Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ, muốn chiến thắng Tu La Vương, cuối cùng biện pháp chính là hiểu biết Tu La lực lượng, tỉ như hấp thu huyết khí chính là đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp. Một niệm đến tận đây, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, đơn giản từ bỏ 10 đại đạo thụ chống lại huyết khí không ngừng ăn mòn, ngược lại thúc dục công bắt đầu hấp thu lên. Cùng thời gian, Đế Tôn lại lần nữa động thủ. Phong vân lôi điện biển máu vô biên. Ầm vang. Hô hô. Răng rắc. Thiên địa đại động. Lôi điện tề minh, huyết vũ đại lạc. Mang theo cường thế uy áp cùng hủy diệt toàn bộ hướng về Dương Nghị Vân rơi xuống. Giờ khắc này Dương Nghị Vân lại là mở miệng nói, tinh la thiên địa. Rốt cuộc hắn điều động âm thầm bao phủ thiên địa tinh la bàn cờ. Lúc này không ra càng đãi khi nào. Ong. Toàn bộ thần giới đều vì này rung lên. Phát ra một tiếng run minh. Trên 9 tầng trời biển máu đổi chiều, nhưng lại ở ngay lúc này, biển máu phía trên một viên tiếp theo một viên bốc lên ngôi sao nhỏ. Đây là tinh la bàn cờ vốn dĩ bộ mặt, hoặc là nói đặc thù thần thông. Nội có một vạn sao trời đại lượng dựng lên. Một viên tiếp theo một viên bắt đầu tản mát ra lộng lẫy ngân bạch vầng sáng. Ngay lập tức chi gian biên chế mà thành một chương di thiên đại võng, tựa muốn đem toàn bộ biển máu bao vây đi vào. Nguyên bản tối tăm huyết sắc phía chân trời, xuất hiện ngân bạch, một chút đại lượng. Huyết sắc cùng ngân bạch đan chéo lên. Thiên địa trung xuất hiện hai cổ hơi thở. Một cổ âm nhu, một cổ chí dương. Này đó là Đế Tôn biển máu cùng Dương Nghị Vân tinh la bàn cờ hơi thở. Tinh la bàn cờ nội có hàng tỷ sao trời chi lực, lại là chí dương chí cương. Tinh quang làm theo mà xuống, đầy trời biển máu nước mưa, phát ra từ từ rung động, lại là trực tiếp ở bốc hơi. Hơn nữa càng ngày càng cường đại. Nhìn qua chính là như là biển máu bị hỏa tinh tử thiêu ra vô số lỗ thủng. Cơ hồ trong nháy mắt, huyết vũ biến mất. Tiếng gió tan đi. Nhưng là... huyết sắc lôi đình chi lực, lại là lần này xuất hiện ước chừng 9 đạo, hùng hổ như cũ đối với Dương Nghị Vân rớt xuống. Tinh la bàn cờ trung tinh quang vô số, nhưng đối 9 điều dài chừng mấy ngàn mét huyết lôi tia chớp, tựa hồ cũng không có nhiều ít ảnh hưởng. Đế Tôn cười lạnh. Châu chấu đá xe mà thôi. Từ lúc bắt đầu kinh ngạc qua đi, Đế Tôn khôi phục bình thường, vốn đang cho rằng Dương Nghị Vân này nhất chiêu có bao nhiêu cường đại, thật là đem hắn đầy trời biển máu nước mưa cấp bốc hơi rớt, nhưng tới rồi 9 đạo huyết lôi tia chớp thời điểm, tinh quang chi lực liền có vẻ không đủ. Nói đến cùng là tản mạn ở thiên, mà không phải ngưng tụ thành hình lực lượng, bởi vậy Đế Tôn phát ra cười lạnh chút nào không lo lắng. Lúc này hắn lại là từ trên trời giáng xuống. 9 đạo huyết lôi tia chớp vần quanh ở trên người, bỗng nhiên nhằm phía Dương Nghị Vân, lúc này đây Đế Tôn chuẩn bị nhất cử đánh chết Dương Nghị Vân, sẽ không tự cấp Dương Nghị Vân bất luận cái gì cơ hội. Đương nhiên chính hắn kỳ thật cũng không chịu nổi, đầy trời biển máu hình thành, triệu hoán thần giới thiên địa chi lực mưa gió lôi điện, cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Hắn không phải ngộ đạo mà kiêm dung thần giới chi lực, mà là mạnh mẽ lấy đại pháp lực kiêm dung, có không ít tai họa ngầm trong người. Bởi vì Đế Tôn làm ra lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên là không thoải mái. Lúc này đây lại là tự mình mà chiến, huệ 9 đạo huyết lôi tia chớp, đối với Dương Nghị Vân giết qua đi. Đế Tôn có cường đại tự tin, này phân tự tin đến từ hắn lưu tại Dương Nghị Vân trong cơ thể huyết khí,
huyết khí là hắn tu La Tinh huyết chi lực, tự nhiên rất rõ ràng huyết khí đối thần giới thần linh trời sinh tiêu hóa cùng áp chế. Chỉ cần Dương Nghị Vân trên người huyết khí tồn tại, hắn liền phát huy không ra pháp lực, hắn thậm chí có thể dẫn động huyết khí tới quấy nhiễu Dương Nghị Vân, ở mấu chốt nhất thời điểm, cấp Dương Nghị Vân một đòn chí mạng. Đây là hắn từ lúc bắt đầu liền đối Dương Nghị Vân tính kế. Trên thực tế ở Đế Tôn trong lòng, từ Dương Nghị Vân đánh thượng 33 thiên thời điểm, nhìn thấy Dương Nghị Vân thời điểm, liền có kiêng kỵ. Vì cái gì? Bởi vì hắn biết Dương Nghị Vân là Thánh Thiên Đế chuyển sinh giả. Cho nên hắn này đây đại pháp lực mạnh mẽ kiêm dung thần giới một bộ phận pháp tắc đạo thống, mới có thể triệu hoán mưa gió lôi điện chi lực, cuối cùng đi bước một tính kế Dương Nghị Vân đến nơi đây. Huyết khí chi lực chính là mấu chốt, từ lúc bắt đầu liền tiến vào Dương Nghị Vân trong cơ thể, lại là không có đi cố ý trước tiên thúc dục huyết khí, chính là sợ Dương Nghị Vân có cái gì chuẩn bị ở sau. Biết tinh la bàn cờ xuất hiện, Đế Tôn hoàn toàn yên tâm, hắn cho rằng Dương Nghị Vân chuẩn bị ở sau xuất hiện, như thế có thể cuối cùng một kích đánh chết Dương Nghị Vân. Hiện tại hắn huề chín đạo biển máu tia chớp mà đến, ở thời khắc mấu chốt thúc dục Dương Nghị Vân trong cơ thể huyết khí, tất nhiên có thể làm Dương Nghị Vân tan thành mây khói. Nhìn Dương Nghị Vân cư nhiên nhắm lại hai mắt, huyền phù ở không, vẫn không nhúc nhích thời điểm, Đế Tôn trong lòng đại hỉ, còn tưởng rằng Dương Nghị Vân nhận mệnh. Rốt cuộc huyết khí vần quanh ở Dương Nghị Vân quanh thân 10 đại đạo trên cây, gắt gao tồn tại, Dương Nghị Vân căn bản không có biện pháp xua tan. Chỉ có thể chờ chết. Như thế càng ngày càng gần. Không đến 100 mét thời điểm, Đế Tôn rốt cuộc cười lạnh, tiểu tử có thể đi chết rồi, huyết khí phiên thiên. Hắn trong lòng vừa động rốt cuộc thúc dục lưu tại Dương Nghị Vân trên người huyết khí phiên thiên mà động, đến lúc đó Dương Nghị Vân liền phải ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ bị hắn đánh chết. Nhưng mà, ngay sau đó Đế Tôn sắc mặt đại biến. Sao lại thế này, vì cái gì huyết khí mất đi cảm ứng? Đế Tôn đi dẫn phát Dương Nghị Vân trên người huyết khí thời điểm, lại là phát hiện mất đi cảm ứng. Đúng lúc này, Dương Nghị Vân lại là đột nhiên mở hai mắt mang theo ý cười nói. Ngươi có thể sử dụng thần giới chi đạo, ta cũng có thể sử dụng ngươi biển máu chi lực, hiện tại nên kết thúc. Dương Nghị Vân dứt lời bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thiên vì tâm, nói thụ về một, tinh diệu ánh sáng, hàng đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ong. Dương Nghị Vân một tiếng hô lên, phía chân trời phía trên tinh quang lộng lẫy chiếu rọi ở trên người hắn. Đồng thời hắn đem 10 đại đạo thụ hợp nhất. Nháy mắt hóa thành một gốc cây ngũ quang thập sắc che trời đại thụ, huyền phù ở hắn phía sau, đương nhiên đây là thần thông hiện tượng thiên văn, không phải thật thể nói thụ. Nguyên thần tác động dưới, thiên tâm chi lực thúc dục nói thụ. 10 đại đạo thụ về một, hóa thành chính là hội tụ 10 đại thuộc tính chi khí đại đạo thụ. Ở đây trời sao trời ánh sáng chiếu rọi xuống, ở thiên tâm tác động thúc dục dưới, có vạn hóa biến thiên. Cất cao mấy vạn trượng đại tác phẩm dựng lên. Thẳng đến Đế Tôn chín đạo huyết sắc tia chớp. Nhưng lần này 10 đại đạo thụ hợp nhất, lại là có chút cùng chúng không được. Nguyên bản 10 đại đạo thụ hợp nhất chính là ngũ quang thập sắc, nhưng lần này có tinh la bàn cờ chung hàng tỷ sao trời thêm vào, hơn nữa có cái trọng điểm bị Dương Nghị Vân thu phục lúc sau, đã xảy ra biến hóa lớn. Cái này trọng điểm còn lại là, Đế Tôn huyết khí, bị Dương Nghị Vân hoàn toàn hấp thu dung nhập ở 10 đại đạo thụ bên trong. Tuy rằng là mạo hiểm, nhưng là Dương Nghị Vân đánh cuộc thắng. Huyết khí chi lực tuy rằng là Đế Tôn lưu lại lực lượng, Dương Nghị Vân cũng biết Đế Tôn sẽ ở thời khắc mấu chốt dẫn động huyết khí, cho hắn một đòn chí mạng, cho nên đi đánh cuộc một phen, muốn đem huyết khí chi lực hấp thu rớt. Kết quả hắn thành công. Hoặc là nói hắn có chút coi thường chính mình 10 đại đạo thụ. Trong đầu thoáng hiện phía trước từ bỏ ngăn cản huyết khí đối 10 đại đạo thụ tình hình. Đương hắn từ bỏ chống cự lúc sau. Huyết khí chi lực ăn mòn càng thêm nhanh chóng, bất quá Dương Nghị Vân biết chính là như vậy, đảo cũng không lo lắng, mà là toàn lực thúc giục 10 đại đạo thụ đi phản cắn nuốt này đó huyết khí chi lực. Tình huống không có hắn tưởng như vậy không xong, nhưng cũng không hảo quá nhiều. Quả nhiên muốn đi lấy 10 đại đạo thụ chi lực cắn nuốt huyết khí không dễ dàng, nhưng huyết khí muốn thương đến hắn 10 đại đạo thụ cũng không như vậy cường đại. Liền tại đây loại rằng co trạng thái hạ, Dương Nghị Vân nhìn đến Đế Tôn vọt tới. Hắn rõ ràng thời gian sẽ không quá nhiều. Yêu cầu mau chóng thu phục này đó huyết khí, nếu không trái lại bị Đế Tôn dẫn động huyết khí, hắn liền có nguy hiểm. Dưới tình thế cấp bách, Dương Nghị Vân thúc dục nguyên thần trong vòng thiên tâm. Kết quả quả thực giống như thần trợ. Thiên tâm vừa động, tức khắc 10 đại đạo thụ như là có mấy trăm lần sinh cơ sức sống giống nhau,
thần quang lập lòe, bá một chút, ngay sau đó đế tôn huyết khí chi lực trực tiếp liền tiêu không thấy. Đương nhiên không phải chân chính biến mất, mà là Dương Nghị Vân phát hiện huyết khí chi lực bị 10 đại đạo thụ cấp trực tiếp hấp thu rớt, như là cấp đại thụ tưới nước giống nhau, trực tiếp liền thành chất dinh dưỡng. Lần này là trực tiếp hóa thành lực lượng của chính mình, Dương Nghị Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, huyết khí chi lực hóa thành chất dinh dưỡng dung hợp vào 10 đại đạo thụ trong vòng. Hơn nữa không có một chút phản vệ xuất hiện, hoàn toàn thành đồ vật của hắn. Cũng từ giữa cảm nhận được đích xác không giống người thường hơi thở. Hắn biết là đệ tứ giới đạo thống hơi thở lực lượng. Trong lòng có cảm, nhưng lại không có thời gian đi cẩn thận cân nhắc. Bởi vì đế tôn công kích tới rồi. Không chút do dự liền bắt đầu phản kích. 10 đại đạo thụ hợp nhất, hóa thành một gốc cây che trời nói thụ. Trực tiếp đón nhận đế tôn mang theo 9 đạo huyết sắc tia chớp. Có tinh la bàn cờ sao trời ánh sáng thêm vào ở nói trên cây, có huyết khí chi lực vần quanh trong đó, có thiên tâm tác động thúc dục dưới 10 đại đạo thụ hợp nhất, như thế điên cuồng tăng nhiều mà đi. Dương Nghị Vân thân hình vừa động chi gian, hắn cả người cùng nói thụ hòa hợp nhất thể. Đối mặt vò tới đế tôn, hắn bạo giống, chết. Ở ngàn dặm ở ngoài màu thần nương nương đám người, tất cả đều chú ý Dương Nghị Vân cùng đế tôn chi gian đấu pháp. Từ lúc bắt đầu nhìn như đế tôn chiếm cứ thượng phong, các nàng mỗi người tâm liền huyền lên. Đến mặt sau đế tôn mang theo 9 đạo cầu vồng huyết sắc tia chớp nhằm phía Dương Nghị Vân thời điểm, mọi người xem đi, chỉ thấy Dương Nghị Vân vẫn không nhúc nhích huyền phù tại chỗ không nhúc nhích.